mấy anh chị ơi. Cái đó con chim cánh cụt, còn bên em nó con gì nè? Chim nha. Con đó ha, mẹ mỏ gì vậy? Vậy con đi ra chỗ đó đây. Con đi ra chỗ đó liền ngay. Nơi bể hết chỗ đó giờ nè. Chào Tấn Phùng, Hạnh Nguyễn. Chào tên Hồng Hai dạ quá, không có đọc. Cái đó gì anh Lê? Chào Thì Phạm. Mấy anh chị vô đông đông đi mới bán nha cả nhà ơi. 15 người đi mới like nha. Lý là viết Lý hả? À? Ừ. Ừ, cái này đẹp quá ha. Con ăn nó hoài. Quên luôn. Chào anh chè nha. Chào Trả Viên Trang, Trọng. Chào cả nhà. Chào anh chè cả nha. Nhà đang xem mà mày đứng thì có thoát ra vô lại nha. Vô lại góp nhật kim lên. Vô lại góp nhật kim lên nha. Chào chú chè. Ai mà bị thoát ra thì mình vô lại góp nhật kim lên nha. Cảm chào chị chè. Hiền Nguyễn nha. Đúng rồi, phải vài ngày mới chia sẻ được nữa. Chào Lợi Nguyễn. Cả nhà đang xem mà mày đứng thì có thoát ra vô lại nha. Anh Lợi Nguyễn nha. Hello Lợi Nguyễn nha. Chào cả nhà, chào Tướng Phùng Hạnh Nguyễn nha, chào chị Tạ Thiên Thiên Trọng nha. Cả nhà đang xem like cho xin dấu chấm cả nhà ơi. Mình được rồi. Chào chị. Có Tống Trà Tử Sa không cô? Cái đóng không hả? Cái đó xin xin dấu chấm cả nhà ơi. Tống thôi vậy. Cái đó là bằng cái gì? Tống Tử Sa không thiên. Bán đầu loa bán rẻ cả nhà mình luôn á. Có cái tông chào cụ Thị Trang nè nè. Chào Nam Trang nè nè, đẹp nè. Nó không có một chuyện bán 80.000 mã 80 mấy anh chị. Mã 80. Có cái tông mã 80. Mã 80. Lên mấy cái cụ te đi mà. Cụ te này quá trời cụ te. Dễ thương ghê không? Mã 80 cái tông nha mấy anh chị. Cute mới to luôn 50.000. Daruma, Daruma, cái ly cute à, Daruma. Ba ông Daruma luôn cả nhà ơi. Ly nhỏ uống trà có nha, nhiều lắm chị, đồ ngọt. Ngay tay kìa. 50 chốt kìa. Cao 7 phân. Ly nhỏ uống trà. Rồi tí xíu lên liền. Ủa cái ly nơ đẹp gì? Hai cặp, một cặp á, một cặp luôn hả? À? Đâu? Không, đi nơi cái dưới đây nè, cái dưới nè. À, cái này được cặp luôn nè, cả nhà ơi, nó đẹp nè. Là hàng Disney nha. Nổi luôn, một nội. Cặp này 100 hả? Đây 100. Thôi, con này bán 150 đi. Không nổi hàng nha. Disney 150 mới được. Disney mà nổi luôn, cặp này bán 150. Mã 1, 50. Con cú á. À, con cú này 500.000. Con cú này bằng gớm hết tất cả nha, 500 mã 500. 50 của ai vậy? Chưa, để em coi cái. 50. 50 cháu chị Nguyễn Ánh nha, chị Nguyễn Ánh khách mới, lên số điện thoại giúp em nha. Cặp này 150 nha mấy anh chị, nổi nha. Nè, nó nổi lên vậy nè. Đẹp lắm luôn á. Rồi cute mã 51. Mã 51 con mèo. Chiều cao 7.5 mã 51. Chiều ngang 6 phân mã 51, 50.000. Con mèo nha mấy chị, con mèo mã 51. Dì Ánh ơi, cho em xin lại số điện thoại cho anh dì Ánh ơi. Có số thoại luôn rồi. Được rồi. Được rồi luôn. Đây là con mèo lớn nha mấy anh chị. Con mèo lớn, bự luôn. Hàng xịn luôn. Nè cô. Chiều cao là 8, chiều ngang là 10. Chào Su Su.
nè, nó đẹp nè, bán cho mấy anh chị con này, con mèo lớn này 80.000, mã 80, mã 80 nè, mấy anh chị nó đẹp nè, con mèo lớn 80.000. Cả nhà đang like gì đi, đang xem cho xin vài dấu chấm nha. Cái ly cô te mã 52. Rồi. Cái gì? Bữa này đẹp quá. Cái này bên đây là để gì? Để bó hoa hả? Hay để gì anh? Để trồng hoa trên bàn nữa đó. Ừ, đẹp quá nè. Đắt nổi luôn. Cái này 150. Mã 151. Mã 151, chiều cao 12 phân. Bề ngang 13 14 phân mấy anh chị. Quá dễ thương luôn. 150. Một bên xanh, một bên hồng, quá dễ thương không? Cặp này 100.000, mã 100, à, dễ thương ghê luôn. Này là cá nha mấy anh chị, 100.000. Sau lưng là cá hồng, trước là cá xanh. Cặp hai cá cùng màu nha. Rồi lấy lên mã 100 cả nhà ơi. Chiều dài 9, chiều ngang 5. 100, mã 100. Hai bình xưa là bán nhiêu rồi? Bình được có. Bình này bán cái 150 á, mình đọc là 200.000, nhớ không? Nhớ. Để lại đi. Đồ hút thuốc. Cái này để thuốc vô đây, kéo bên đây là cơ bằng cái... Nó có nước luôn nha, nước về mình bơm nha. Bơm đường nào? Nó có nó về rửa đi, nó có con voi xanh ở trong nữa nè. Thì đổ nước vô. Chứ nhưng mà mặt giới mà. Sao mày hút cho khách coi đây. Trời, trời đất ơi trời. Nó dám hút hồi nãy rồi đó. Chiều cao 22 phân, ngang 9 phân mấy chị. Nhiều bán này nhiều. 150. 150. Mã 150. Nè mấy chị, cái ly để nước vô để tủ đông là lạnh là 50.000, mã 50. Bán cái ly này 50. Bề ngang là 10 phân, cao 12 phân. Này đổ nước hơi lố. Cao 13.5. 40 gì kìa. Cá nào đi. Cái nào 40 vậy? 50. Mã 50. À, không, mã 50 kìa. Nè, cái này đang 50 nè. Nãy hả? 40 ai? 40 là gì? 40 đâu có nãy giờ chưa có gì 40. Anh bấm lộn quá. Ờ, 50 quá. Cá lên đi. Quá dễ thương mấy anh chị. Chị Nguyễn Ánh sao rồi? Cái hộp 2 ngăn thì là đẹp. Ai chốt sao chốt luôn ly kìa. Chú nói kìa. Dạ, dạ, dạ. Lê Quốc Khánh bấm lộn. Bấm lộn. Không, bấm 4 lộn, bấm 40 lộn vậy anh bấm 50, à, anh chốt đó. À. Là anh chốt đúng không anh Lê Quốc Khánh ơi? Chiều cao 3.5. Chiều ngang 11. Chiều dài 15. Bán cho mấy anh chị cái đẹp này 120.000, mã 120. Nào nó đẹp nè. Bấm lộn 40 là anh chốt 50 á. Mã 120 nha, vàng hết, mới hết toàn bộ luôn. Rồi chốt cho Bích Thủy nè. Cầm con. Chứ cho chú Nguyễn Ánh mà. Có đặt ra Bích Thủy chứ. Như mẹ. Bích Thủy chứ. Đo lên coi lại. Nè, Bích Thủy trước đúng không? 15, ngang là 8.5. Này mấy chị còn cái ly nè, mã 51. Mã 51. Còn cái luôn. Cái bình hút thuốc 100k nha. Anh Lê Khách. Dạ không được, 150 mới được, 150 là nó bán rẻ cho anh đó. Tính ra 200 mà bán 150 lâu lâu mới có một bình đó. Mã 51. Mã 51. Bề ngang 9, chiều cao 15, mã 51. Chịu ra đây nghỉ đây đừng hút nữa. Có hút rồi con hỏi à. Không được lúc đó vậy trời. Để xíu lao luôn. Hỏi với mày các bạn. Không lên không la làng. Sao vậy? Nè, nó tung. Dạ
ơi. Đổ. Ơi mẹ không quả đủ. Rồi. Nước này nước con bơm vô nè. Gỗ gì cơ? À, học cái tô. Trăm năm chục ngàn mã tô nè. Có một cái một bề ngang 18, chiều cao là 8. Mã 150 cái tô đẹp. Mã 150 có một cái một mấy chị. Mã 150 cái tô đẹp. Để đây em để đồ lên luôn nè. Ly uống trà đi chị, ly nhỏ kìa. À ly nhỏ. Mình lấy ly uống trà bộ lên cho khách đi. Mẹ mẹ bán nhiều à? Chưa bán. Cái này thì chục trăm nè cả nhà ơi. Ai lấy nguyên chục bán 80 ngàn luôn. Còn đi còn. Lấy ly uống trà cao cao lại bán cho người ta. Ly ấm hả? Ờ, ly hợp rồi đó. Mình này đẹp quá. Cái này 80 ngàn một chục luôn mấy chị, mã 80. Rồi một, còn một cái bình đẹp 10 cái là gì ạ? Này nè 10 cái cho Quỳnh Hồ. Đây 80 ngàn 5. Cái ly này nè anh Lý ơi, 7 ly nhỏ 80 ngàn chục á. Chụp đỡ ra đi. Chào Sa Nguyễn. Gồm còn cái hộp mới khui được rồi mấy chị. Chụp quá dễ thương. À, con chốt 150 rồi nhưng mà con không có in ra 150 được. À mẹ mẹ đọc tên gì ạ? Tên gì hơn? Là Quốc Khánh con in rồi đó cơ. Mình chụp cái chưa? Rồi thấy. Mình chụp phải không? À, đây 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 chụp đây chụp. Rồi còn ai nữa không? 80 ngàn. Quá chút sao không? Rồi cái ly con mèo ở con gì? 30 ngàn cái ly đi mấy chị, bằng nhựa nha. Có ly trà màu gạch không, là màu đất nung á chú. Ly đất nung á. Ly đất nung mình nhiều quá. Nhiều lắm nè. Có hộp luôn á. Lấy hộp đi, lấy đất nung lại. 30 ngàn cái ly. Cho con xem cái ấm trà men gạn trên bàn đi cô. Dạ, đó đó, tụi tụi này. À, cái này có không? À, cái này nè mẹ ơi. Bình ngọc nè. À, bình này hả? Lấy gì hả? Dạ ly đất nung mà còn lúc trong hộp á, trong hộp nhảy 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 luôn á, mừng cái hủy cái trên là nặng á chú. Cái hộp màu này nè, nhưng mà nó đang nặng kìa. Này mấy chị nó đẹp nè, cái bình này bán nhiêu luôn dĩa nè, còn đen trong này chưa rửa. Bình này bình độc tao mà, bình này 200 ngàn á. Mini 200 ngàn mấy chị, mã 200 luôn cái dĩa nha, đồ độc. Đồ men gạn hàng xưa độc luôn á. Đồ xưa luôn á, 200 mã 200. Còn cái bình rượu này 100 ngàn, mã 100. Chốt cho anh Bùi 200 luôn rồi nè. Mã 100 bình rượu nha, mã 100. Quanh Bùi khách mới lên số điện thoại giùm em nha anh ơi. Rồi bình này bữa nay bán cho cả nhà 300 ngàn, mã 300. Lọc đàn ông bằng gớm luôn. Bình Kutani 300, mã 300 mấy chị. Còn cái bình này là 100 ngàn cái, mã 100. Bề cao 12 phân, ngang 7 phân, 100 ngàn cái. Nó bằng gớm nha, mà ở trong nó là bằng mạ vàng, ngoài mạ vàng. Bình 300 ngàn. Ly uống trà. Có đây. Có ly uống trà màu gạch có nha, để em có lấy đồ nguyên hộp cho chị. Ly uống trà, hộp 250 ngàn, mã 250 cái 25 ngàn mấy chị, nguyên hộp. 10 cái, chiều cao là 8. Ngang là 6, hộp 250. Cái này là hàng hộp nha cả nhà ơi. Nè. 250 mã 250. 250 nha, 250 nha cả nhà ơi. Bên này bị gì? Bị bẻ nhẹ. Nó bị lo lỗi nè. Nè nó bị lo lỗi đây nè cả nhà. Nó đen đen ngay đầu ống tay nè, ngay đây nè. Tí xíu xíu à. Vì cho cái chuông này nó bị chốc men nhẹ xíu, nhưng mà bình này bình đẹp nha. Chiều cao 19 phân, ngang 9 phân. Ôi bình này quá đẹp rồi nè. Nghe đi nghe lấy cái hình liền á. Nhưng mà cái này đâu phải nứt hên. Không phải nứt, ấy con nói là bị mẻ. Mẻ mà mẻ bên trong tí xíu à, giống như lõi lòi với mấy chị. Bán 200 ngàn. Trời ơi thập thiên Nga quá đẹp luôn nè. Mã 200. Chứ cái này mà luôn. Không bị mẻ, hàng châu Âu này là ít nhất là khoảng 400 ngàn. Có duy nhất một cái một nha, 200. Không có hai cái nha cả nhà. Trời ơi tể kính nha, 200. Đẹp vô cùng luôn. Mã 200.
có không? Biết để đâu luôn. Biết lấy này đi, bưng này xuống. Rồi cái bình này mã hũ thì cả nhà 200.000 thiệt là đẹp. Rồi em cái nhà em lấy em lên liền cả nhà. Chiều cao 11, ngang 10, 200.000 mã hũ. Bông thiệt là đẹp. Có ly chân mình đó, phải không? Ly ống mình đó, trên lý đó. Ly tinh ống mình có đó. Lý ơi, lấy ly ống thủy tinh luôn Lý ơi. 6 cái. Rồi, 6 cái ống này 120, mã 120. Nè mấy chị. Hũ 200 cho Bách Thủy nè. Đây. Rồi bộ này 120 nha, cái 20 ly ống. Ống. Chiều cao là 7 phân. Ngang là 6, 120, mã 120. Ống màu. Nè. Ít ly uống sinh tố ly cao á. Nhỏ thôi thì không có nha chị ơi. Có bay lớn là bự nhất. Chiều cao 12, ngang 6 nè. Đêm nay em xả cho mấy chị 100.000 hộp. Bông nổi thiệt là đẹp luôn. Mã 100 nha mấy anh chị. Mã 100. Thấy thương lắm. Có bàn tính rổ không? Dạ không có, anh nhắc Linh ơi. Một hộp 5 cái, 100 ngàn, em chưa có cái bàn 100. Đó nha. Cái là người ta vẽ nổi nha. Vẽ bằng tay, vẽ nổi luôn. Chào Cao gì Hồng, chào Cẩm Nguyên. Cái hộp này khỏi gói nó cũng không bể đâu. Ồ, nó đẹp, không phải gói. Nè, nó đẹp nè. Đó, cả là qua nổi hết nha. Không, nó bị mệt tự rồi. Ừ, cái đó cũng được, đi xin tối đi, được. Nhỏ bằng nhỏ mới được. Nhỏ đó được nè. Rồi, cái đó có nhiều không? Không, có thứ hai cái đi. Cái này là không có nhỏ đâu. Nhỏ như chung già. À, cái này có 4 cái à, 4 cái nhí nị không có vô bộ. 100 có chị Xuân Thủy nè. 100 là hộp này nè. Có cao hơn nữa không? Dạ cao hơn, cái nào cho chị Nguyễn Trúc ơi. Ly. Lâu quá mới gặp chị Nguyễn Trúc nha. Nhà nó giá dài rồi. 100 là cái đó là chốt rồi mà. Ờ chốt rồi. Chốt rồi mình lên gì nữa chị chốt. Không, đưa tưởng anh đưa bộ ly. Chị Nguyễn Trúc mà lúc mua đồ mình nhiều lắm á trời. Nè. Nè. Cái đó hết, cái mẫu nó hết rồi nè, chừng rớt nè. Rồi mẫu này thiệt là xịn luôn nè mấy chị. Rồi này có chốt chưa? 100 mã 100 chị lấy nha. Ok. Mà còn hộp nào không chú? Nãy hả? Còn một. Màu xanh nó dễ tìm hơn đi. Cái này cũng cao 12 luôn rồi. Để bán xem cho cả nhà mình rồi. Mã ly đi mấy chị, 100 luôn mã ly. Ủa ly này đẹp chứ trời, hàng xịn nè trời. Nè nó quyền nè cả nhà. Giờ là ly nãy hết rồi chị ơi. Mẫu đó hết rồi chị Nguyễn Trúc ơi. Còn mẫu này nè chịu không? Rồi mã 100 luôn nha, mà mẫu ly, mã ly nha mấy chị. Tại mã 100 nãy hết rồi. Đây mẫu này giống mẫu nãy nè. Đây trả lên nè. Này nó vẽ kiểu giận sống nha. Này nó vẽ kiểu giận sống. Mà hộp này nhiều nè. Hộp này tới 10 cái lần. Rồi bán 200 cho mấy chị luôn, mã 200. Nó vẽ nổi hết nha. Mà cái này nổi nha, nổi cộm tay nè. Đưa cho khách coi chiều ngang đó. Đẹp rồi, sao nó nổi dữ vậy? Đó. Cái này là nó vẽ lên luôn nha mấy chị. Dạ tại tay. Bây giờ thì bán là khách bên em bây giờ là bán ai hỏi thì hỏi, nhưng mà lên là lên mã chứ là lấy á chị ơi. Khách giao vậy đó. 200 chốt cho Nguyễn Trúc, Tuấn Phùng, Hạnh Nguyễn sao? Còn không? Trời ơi. Rồi một hộp chốt hộp. Tại vì bên em là không có ưu tiên ai hỏi nữa hết trơn á. Tại khách đòi lên, gì đó mấy khách, chị. Khách yêu cầu là như vậy. Rồi bên em bắt buộc là phải làm theo nha. Khách biểu giờ cho công bằng đi lên mã, ai mua được mua. Ở này ly. Rồi lỡ lên cái ly này nha. Nè mấy chị, 30 cái ly con vịt. 30 cái còn 2, 4, 5 cái nè. Hộp này 150. Mã 1, 50 luôn. Mã 1, 50. Ôi, ly này đẹp trời. Cái ly này là giống người ta kêu bằng gì nè. Giống như xà cừ vậy đó. Đây còn tem luôn nè. Kim cương đó là cái gì nè, cái gì đó. Titan nè. Titan gì đó. Nè, có màu titan luôn nè. Nè, đẹp lắm.
Rồi hộp này 200 bán mấy chị mình 180 luôn. 180 thì ta nó mắc nha. Thôi bán 150 luôn. Không 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 180, 150 cho cô Mỹ Phúc Trần. Rồi 150 nè. 150 là này nè. Đây lộn lộn cho bà chị. Bà chị Mỹ Phúc Trần. Rồi bộ này bán mã 151 luôn. Vitan nha mấy chị, mã 151. Rất là dễ thương cái ly luôn á, nó đủ màu luôn á. Mã 151. Cháu cho Nguyễn Trúc nè. 6 12. Nè chú ơi, chị Nguyễn Trúc comment 180 chốt chỉ luôn nè. Thôi mà chốt chỉ 150 thôi. Cho ra đi chụp hình nhé. Nắp ở dưới nè. Rồi rồi nè. Có chứng pháp không vì? Có luôn. Nè mấy anh chị, bộ ly Nguyễn này à, bấm chưa cô? 10 cái mà cái bán cho mấy chị mình à, bị cao 11 phân, ngang 6. Bán rẻ hộp này luôn nha. Bỏ đây nè, đây nè. 10 cái. Rồi mã 153 đi mấy chị, mã 153 đi 10 cái luôn. Nè nó đẹp nè. Nhầm cái có 15.000 nha, đẹp, đẹp nha. Nè. Nè đẹp nè cả nhà. Nó cạnh cạnh đẹp lắm luôn á. Chiếu luôn á. Mã 153. 10 cái ly xịn sò mã 153 nè mấy chị, có đó là đẹp hợp ly nè. Ly Nhật xài đã lắm mấy chị, 153. Một chút xíu mình lên chị tôi. Nguyễn Trúc ơi, chị cho em xin là cái số điện thoại nha. Em bị mất tiêu cái số rồi, điện thoại chị Nguyễn Trúc rồi. Rồi cái hộp này 7 cái cực kỳ đẹp nha, bông dây. Lên lại mấy cái số điện thoại nha chị. Ủa này bông dây nè cả nhà. Hộp này 200, mã 200 7 cái. Mã 200. Nó bóng lưỡng à, ly mới, ly hàng hộp. Ly bông dây nha. Ly tinh hộp cả xài bao bao 11.5 xài. Ngang là 6. Rất là dễ thương luôn. Mã 200 nó làm như ren vậy đó mấy anh chị. Dạ nó pha lê. Đây có bốn cái này nhất răng. Mã 200. Nè ly uống rượu nè mà Norizake. Hàng là hàng hộp luôn mà bị gách hộp rồi, được 4 cái. Pha lê. Bằng pha lê. Ly đúng pha rồi. Lê 4 cái Noritake, hàng khá đẹp nha. 4 cái này 200 mà bán cho mấy chị mình 150 thôi. Bán 150 luôn á. Pha lê nha mấy chị, 4 cái ly pha lê. Mà chị mới thấy lên này nhức răng luôn. Mã 150 nè, nó đẹp. Để lắm đi. Để nhà uống. Không ai chốt là để dành luôn á. Để nhà uống bia, uống bia. Một hộp gì nè 120.000. Bán mấy chị 100 luôn, hộp 100, bề cao 7, bề ngang 7, cao 8. Ly này là uống bia là ok luôn. Nè bên trong làm sắn nè cả nhà, thấy nó ảo diệu không? Đó, ly này đẹp cực kỳ luôn, ly này dày ghê luôn á. 100 ngàn hộp nha mấy chị. Chốt cho cô Đảm Quỳnh luôn rồi kìa. Chốt đóng cái ly rồi kìa chị. Ly pha lê. Ly pha lê. Một hộp 100, một hộp 100 nha. Ví dụ này nha anh. Kêu ba lấy cục sạc nhỏ ra mới được. Rồi 100 cho Nguyễn Trúc luôn. Ly này nó có cái hiệu nằm đây luôn nè mấy chị. Rồi. Cái hiệu nó nằm đây luôn nè, đẹp lắm. Có 4 cái hộp này, có 4, có mấy hộp vậy anh Ly? À hộp đâu rồi, cái hộp nãy đâu chú? 11 hộp con. Hộp này nè, hộp ly 100 á. Nè với vợ nè. Yeah. Có mấy hộp chú? Nhiều. Có số lượng. Rồi. Nguyễn Trúc một hộp con chưa cô? Thì Nguyễn, Ngọc Đan luôn. Sao lấy có 3 hộp à? Có 3 hộp. Thêm 2 hộp nữa. Thêm 2 hộp nữa chú ơi. Chào cả nhà đang xem live 40 người nha. Hết biết đường đọc tên này. Chiều ngang, chiều dài 11, chiều ngang là 6, 11.5, cao 6. 4 cái ly này em bán rẻ cho cả nhà mình. Nguyễn Trúc, Hiền Nguyễn. 80 ngàn đi, mã 80 có hộp một phải không? Mã 80 có hộp một cái chị, mã 80. Đâu rồi cái hộp nữa. Hiền Nguyễn, cô Ngọc Đan một hộp nữa. Rồi, dạ dạ đủ rồi, đủ rồi. Mã 80 nha mấy chị. Mày để chân nè. Cả nhà mình chưa chốt đơn thì mình dồn đơn nha, dồn qua lễ luôn nha cả nhà ơi. Này mấy hộp một. Tàn ác ghê, đẹp có một hộp một. Này mấy chị. Dồn qua lễ luôn nha cả nhà ơi. Rồi hộp ly cho nó đẹp mấy chị ơi. Được 80 cho cô Ngọc Đan luôn nha. Đây nào phải không? Ừ, bây giờ con kìa. Ba màu gì nè mấy chị. 6 cái.
Rồi hộp ly này bán cho mấy chị mình 180 ngàn, mã 180. Hàng xịn lắm nha mấy chị, tại em không biết điện đường đọc cái hiệu của nó nè. Mã 180. Rất là đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Hộp ly 3 màu. Chiều cao 12.5, miệng là 6. Hãng là hãng Hoya nha cả nhà ơi. 12.5 cao 6. Hộp ly này xịn á, 180 cho Nguyễn Trúc. Cô Nguyễn Trúc ơi, bấm ra giùm con cái số điện thoại cái cô ơi. Cô hay chị gì đó quên mất tiêu luôn rồi. Kêu cô đi. Nè cả nhà ơi, ly đẹp lắm nha, trong lòng nó gì nè. Hộp ly này cũng 100 ngàn luôn, mã 100 luôn mấy chị. Mã 100. Cao là 8, ngang là 7.5. Dễ thương thiệt tình, đẹp luôn. Nó có khía khía dưới nè. Mã 100. Ok ok cô Nguyễn Trúc nha, 100 cho Nguyễn Trúc luôn. 100 còn ai lấy thì comment nha. Nè mấy chị, bình rượu nè cả nhà. Bình rượu này dễ thương lắm. Cho bán lúc thủy tinh đi, nó đẹp nè mấy anh chị. Rất là đẹp luôn. Một ly một bình gì nè, bán cho rẻ luôn. Thiệt là rẻ, 120 một hộp, một bình rượu. Có 2-3 bình vậy đó. Hiện tại chốt trước bạn bình đi, 120 nha mấy chị, mã 120. Chiều cao cái bình là 219 phân. 100 lấy 2 hộp, lần lấy thêm hộp nữa chú ơi. Hai bình ở đây nè. Hộp đỏ đỏ rồi nè. Rồi bán cho mấy chị mình một cái bình rượu 120 còn trong hộp luôn. 120 Ngọc Đan một hộp, Nguyễn Trúc một hộp. Rồi, hộp này là anh lấy 2 hộp. Nè, khỏi chụp phải không? Nè, khỏi chụp phải không? Dạ, khỏi chụp. Tổng cộng mấy hộp? Nguyễn Trúc phải không? Nè, Nguyễn Trúc luôn. Cái này có mấy hộp đâu biết đường bán vậy. Nào. Này nè. Một hộp không à. Cái nào mà đẹp đẹp nó có một. Ủa 120 là lộn rồi. Bình rượu á. Bình rượu 120 chị còn nữa. Giờ có hai bình đúng không? Ngọc Trang, Nguyễn Trúc. Còn nữa. Rồi chị Sao Nguyễn sao? Còn nữa, chú Lý. Cái này còn dấu còn. À vậy cho chị Sao Nguyễn luôn. Ừ. Nè mấy anh chị, ly mà dãy cá đẹp nha, hộp ly này nước đụng vô là trong rách tiền nha mấy chị. Rồi rồi đưa cho con anh Ngọc Đan chưa cô? Chưa nãy chưa thử. 100k 2 hộp đã gì vậy? Đó. 120 2 hộp đã nãy hả? Ừ. Mấy chị, nước vô là nó trong cái ly lại liền. Cái này 120 nè. 120 nè, con Dĩnh đi. Con anh chưa? Chưa, anh cái bảo chưa. Rồi Nguyễn Trúc nè. Rồi tới con Ngọc Đan hộp nữa nè. Rồi con anh hai cái cho con. Rồi đây. Là ba bình đủ chưa? Chưa ơi, hỏi chị Sao Nguyễn lấy cái này không? Chị Sao Nguyễn ơi, màu trắng đẹp nè, lấy Sao Nguyễn nha. Hàng xịn nè. Lấy cho chị Sao Nguyễn sao bình này nha. Chị Sao Nguyễn ok thì chị Sao Nguyễn lấy cái này đi đẹp chị. Đẹp lắm, nó sọc sọc thiệt là đẹp. Này nó cũng đẹp nữa, cái nào cũng đẹp hết. Chị ok đi. Ok. Đủ hai cái con Ngọc Đan ha. Rồi chốt đi, chốt đi. Cho chị Sao Nguyễn nha. Rồi rồi. Chia cho chị Sao Nguyễn còn nè. Rồi còn cái bình trắng là ai chốt lên mã bình luôn đi. Ha, mã này hả? Mã 120 luôn ha. Mã 120 mà ai lấy mã bình. À, lấy mã bình nha, còn cái là Sao Nguyễn nè cô. Thiệt là tuyệt vời luôn mấy chị. Ai lấy lên mã bình đi, còn cái nè. Để lộn. Rồi hộp ly này 5 cái bán cho mấy chị mình mã 101, mã 100 đi, mã 100 đâu có trùng mã đâu sợ. Mã bình cho Nguyễn Trúc. Ok. Chà mi sao rồi. Rồi 100 ngàn mã 100 luôn rồi, cái đó còn hả? Vậy chốt cho chị gì đó luôn đi. Không, mẹ lên mã đi, cùng mới lên giống được, còn khác nổi lên mã đi. Ok. Mã 100 nha mấy chị, mã 100. Mã 100 cho Nguyễn Trúc luôn nè. Rồi mình còn một cái bình xanh 120, mã 120, rồi vậy đi, hết cùng mã rồi. Nè mấy chị, màu xanh nha, màu xanh. Thì là đẹp hết luôn rồi đó. Còn màu ai? Nhiêu lên mã xanh? Mã 120. Mã nhiêu? 120. 120 là bích thủy. Rồi, ok, đúng rồi đó. Dạ. 120 hết, cái nào cũng 120 hết. Bình. Của Nguyễn Trúc nè, màu xanh nè. Bích thủy đi, 120. Mã bình là 120. Nhức cái răng luôn mấy chị. Dán Nguyễn Trúc luôn đi. Quay tên. Có tên Nguyễn Trúc chưa? Chưa có. Đưa cái đó lại, đưa Bích Thủy đi, chụp chưa? Dạ chưa. Con rồi, chụp không kịp đâu rồi. Từ cái bình rớt nha mấy chị, cái bình con rớt màu vàng. Vàng. Tại con giờ không thấy comment anh Đại có tên được rồi, khỏi cần giá tiền con ghi vô đây rồi. Chiều cao là 21 phân. Bích Thủy 120. Miệng là 8.5 gần 9 nha mấy chị. Chiều cao á, làm để đây một cái nè. Nè con Bích Thủy 120 nè con. Với một cái soda
cả nhà ơi, nó xịn sò lắm. Dụ này đi. Ly cao trở lên 15. Ví một cây gách nước đá. Rồi màu vàng luôn nha mấy anh chị. Với 5 cái ly này nè, 5 màu. Đó, 5 cái ly 5 màu, còn màu vàng nữa. Màu hồng nè, 5 màu nha cả nhà ơi, ly 5 màu. Chào 51 người đang xem nha. Đây cái này bộ này nhiêu? Rồi, bộ này bán cho cả nhà mình 350.000 thôi, bán rẻ, 5 ly nha mấy chị, 5 ly một xô đá, một bình cô, đá. Cô Nguyễn Trúc cô ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không cô? Con nhớ không mãi mãi là cô ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không cô? 350 nha mấy chị, bộ này 350. Lô đài đi shop. Ok Dũng Lê nha. Lô đài đó. Dư vô phòng ba lấy giùm cái cục sạc màu xanh iPhone coi. Lo chồng với chú. Ok ok. Đi xíu lên nha. Vô không à. 350 nha mấy anh chị. Cô được có một bình nè, tại vì chia ra mỗi người một bình này. Còn bình kìa. Nè. Hỏi cô lấy bình nào của Ngọc Đan. Cô lấy bình này cô ok nha. Nè chị, ưu tiên lại cho chị bình nữa nè. Cô ở quận mấy vậy con? Giờ con cũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nè, con Nguyễn Trúc ơi. Con gửi chị, qua cho chị Ngọc Đan ơi, chị lấy cái này thì chị bấm ok nha, cho cháu nó chốt cho chị 120 nè. Nè để rắn. Còn bộ này nhiêu? Bộ 350. Rồi bán mấy chị 300 luôn nè. Nói ai nhanh tay đó 300 luôn. Khỏi đem vô. Mã 300 rồi, nha. Ơi. Rồi sao cái này sao? 120 nè, cô lấy không? 12 quận 12 gần con rồi cô ơi. Con ở Thủ Đức. Rồi cặp ly đẹp nè mấy chị, khỏi lấy ra được không? Nó xịn gì nè, ly quay. 300 cho Nguyễn Trúc. Đây này nè. Chiều cao ly là 14 phân. 120 chốt kìa. Dạ, con. Ngang ly là 6 phân. Không kịp. 7 phân vậy đó mấy chị. Rồi chốt đi. Rồi bán hai cái ly này cho mấy chị 80.000, mã 80. Cho chị kêu mà giải kiểu kia hết rồi, 120 cho nhà My nè. Mã 80 nha. Kiểu kia hết rồi cô Ngọc Đan ơi, đừng có buồn con nha. Có qua ly sọc đẹp lắm mấy chị. 80.000 nặng lỗ. Mai từ từ tìm hết ra mai cũng. Mã 80. 120 nè. Chốt khoan thôi, khoan nữa. Của cô Trà My. Nè, nè, từ từ. Nè, này 300 rồi. 300 rồi. Ờ quên 300 má ghẻ gì. Cái hộp. Rồi. Ai giúp cho 300 không? Dạ không. 80 là gì? 80 là áo dài kim nha. Kim Cương nói gì vậy hả anh? Ly đẹp mà dày nha mấy chị. Hộp ly này 6 cái. 180.000, mã 180. Chiều cao 13, chiều ngang 6.5. Nó nặng, nó đẹp nè mấy chị nha. Có cái gì kích ti trên bàn vậy cô? Ok chị, một đống kích ti luôn nha. Cái gì vậy? Bóng lên 300 nè. 300. Mã 180. Còn cái gì nữa? 300 có gì 80 cái gì? Đây cô. 80 mình nha, mã 180. Tí xíu lên kích ti vậy liền. Rồi IQ la vô cái xếp gì đó. Tí xíu lên liền. Cho xin 5-10 phút đi. 80 cái gì? 80 qua rồi. 80 qua rồi, chị lên cho quýt ơi. Bộ này nhiêu ạ? 180 cho cô Nguyễn Trúc. Cô Nguyễn Trúc ơi, khách cũ thì khách cũ, nhưng mà cô cọc giùm con 500.000 nha cô. Gửi tài khoản qua cho cô. Để con gửi số tài khoản qua cho cô, cọc con 500. Mặt con nhìn mặt cô kỹ à, cũ à? Khách, con nhớ cũ cũ. Lâu lắm rồi, con thấy cô mua. Ý, cái xô đá nghe này cô Nguyễn Trúc ơi, cô cọc giùm con nha. Cái xô đá này là xô không có ai nha mấy chị. Nhớ rồi, để con nhớ rồi. Cô Nguyễn Trúc hồi xuống, hồi lúc là đi chùa bà đó. Đi chùa bà chạy chiếc xe Honda lại nhà mình mua đó. Phải không cô? Phải không cô? Con nhớ rồi cô ơi. 5 ly một xô đá. Không, con nhớ rồi, con nhớ cô Nguyễn Trúc này rồi. Cô chạy xuống chùa bà lại bà. Rồi 250 ngàn mấy chị, xô đá này 150 nè. 250.000 bộ mình xô đá. Mình còn ly nè không chú? Có đâu. Có cặp mà cô ơi, cô áo dài ơi. 250 nha mấy chị, một cái xô đá luôn với 5. Thiệt là xịn luôn, 250.000. Ly này ba gì ly đẹp chứ trời. Ừ, mình có một bọc ly tay quay. Cô nắp luôn rồi, xô này bán nhiêu vậy? 250. 250 rẻ chứ trời. Nè bưng ra đi, đừng mang lên nhóm khác. Hết. Hỏi Thư bọc ly quay đâu? Đúng rồi, rồi Nguyễn Trúc, đúng rồi, nhớ rồi. Hình như có đi ăn không? Hỏi cô có đi ăn không? Không, không phải. Giang em đập tràn là con nào?
khác nữa đó, ở người ta ở Hà Nội. À dạ. Nè nó đẹp nè mấy chị. Trời ly này. Nó đẹp nè mấy chị. Thấy thương luôn. Hộp ly này 6 cái 180 báo mấy chị mình 150 luôn mã 150. Ly sinh tố cao cao. Cao là 12, ngang là 6 150. Cái này nè, cái này uống sinh tố là vừa. Cao hơn xíu. Mấy cái ly mà chấm bi á, bay gì bong bóng đó. 150 nha. Cho cô Nguyễn Trúc. 150 mấy cái ly mà 5 cái anh Lý coi hường hường có bong bóng anh Lý. Cặp ly này có chừng hoa lê không anh? 150 nó còn Nguyễn Trúc. Nặng quá nè. Có cái hộp không? Cái có hộp vàng 2 sao không? Có ly đó ai còn 2 sao không? Dạ không. Quá dễ thương mấy chị. Cái này dính bụi á. Dính bụi. Rồi bác hộp ly này 100 ngàn. Dính bụi 100. Nó đục nha. Nè. 5 cái 100 ngàn. Khoan đợi đợi con. Nè chỗ này là con chùi ra rồi nè. Nè nó bóng nó chùi ra rồi nè. Đục đây là bụi nè. Bóng nó chùi ra rồi nè. Đây là đục nè. Đây là bóng nè. Đó. Nó dính bụi mấy chị. 5 cái 100 ngàn. 100 cho Nguyễn Duyên. Cute nè mấy chị, 50 ngàn, mã 50. Mộc ẩn luôn nha, mã 50. Hai cái con đi cá tròn đó, đúng, đi tròn đó. Hai con cá, một bên màu xanh, một bên màu hồng. Cặp này à, cặp này mã 90 đi mấy chị, mã 90. 50 là gì? 50 là này. Rồi cô Yến thì chồng. Có quyển rồi nè hả? Này cặp tô trong hộp luôn nè mấy chị. 80 ngàn mã 80. Bề ngang 16 phân. Lấy gì là bán? Cao 5 phân. Hộp hộp tô này 80 ngàn mã 90. 90 cho cô Trà My. Ây da 90 nè. 50 là này. 90 là này. 50 nè cô. Này 80 nha. Mã 80. Cặp ly đẹp nè mấy chị. Ly cần ly cà phê và ly sinh tố. 90 là này. Không, cái này 90 nè. Đây đang chụp, đang chụp, đang chụp. Rồi cặp ly này 140 đi mấy chị, cái 70 nổi nha. À, tay nổi luôn. Còn bộ là nổi luôn nha. 140. Rồi bộ ly sinh tố. Quá đẹp. Hộp ly này 180 ngàn bán rẻ mấy chị nè. Đâu ngàn chút hai này em ạ. Cái 30 thôi. Này em ạ. Ờ, chiều cao là 15.5. Ngang miệng là 7 phân, mã 180. 6 cái 180. Rồi 140 là cái gì? 140 là cái này. 140 chốt cho Hằng Chương. Này 180 nha tình yêu ơi, 180, mã 180. 180 chốt kìa. Rồi 180 cho Nguyễn Ánh. Rồi hộp ly này được 6 cái mấy chị. Dễ thương quá. Nó nặng nha. 140 lên chưa cô? Nè nó đẹp nè. 180 cho Nguyễn Ánh nè. Hộp ly này bán cho mấy chị mình 6 6 cái luôn. 6 cái bán 100 ngàn thôi, mã 100. Hằng Chương á. Mã 100 nha mấy chị, mã 100. Nguyễn Ánh 180 nè. Mã 100, mã 100. Rồi hộp ly nặng lắm. Ly đẹp nè mấy chị, ly uống bia nè. Nó cực kỳ luôn nè. 180 chú nè. Chưa 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 để con người xếp cho. Ý là chú Lý hả còn ai không? Nè mấy chị, cái ly này là cái màu của nó gì nha. Màu nó chà chà vậy nè. Ok cô Nguyễn Trúc chuẩn bị lên ly nữa nè. Rồi cái này bán cái 40 ngàn. 40 ngàn 5 cái thì 200. Bộ này 240. Ly bia 6 cái 240. 240 mấy chị. Có 6 cái này không? 108 Tuấn Phùng Hạnh Nguyễn sao nè chú ơi. Còn không anh Lý ơi? Đang kiếm rồi còn. Thôi bây giờ lên kiểu khác đi. Rồi bộ này 240. Lên kiểu khác nha, chốt sao hết rồi nha. 100 là gì mà? 100 là này. 100 cho Nguyễn Duyên nè. 108 sao rồi anh Tuấn Phùng Hạnh Nguyễn ơi. Rồi này 240 nè. Cái này ly cao bự luôn nha mấy chị. Ly uống bia ly đại nha. Chết mẹ, để cho Nguyễn Duyên ngắn như vậy. Nguyễn Duyên 108 đúng rồi nè. Còn này là Nguyễn Duyên 100 nè. Cái ly 40 ngàn mấy chị coi nó bự nè. Khủng luôn. 100 này phải không ạ? 100 thôi. Ly 240 thì rẻ nè. 100 không? Ừ. Rồi 100 mấy con. Nguyễn Duyên đó, anh rồi đó. Rồi này coi có ai không ấy, để xuống dưới giùm mẹ. 240 nè. 240 chưa, ly này chọn cho không chết nữa. Rồi bưng dẹp giùm mẹ. Còn để em lên liền, từ từ. Từ từ em lên liền, từ từ em lên liền cả nhà ơi, cả nhà đang xem đây cho xin về dấu chấm cả nhà ơi. Để em tương tác với nhau nha.
Em sẽ lên liền nha. Đưa qua đây giùm mẹ không? Đây nè, ly cao sinh tố nè cô Nguyễn Trúc ơi. Chú kiếm ly này nhiều nhiều đi. Thiệt là nhiều luôn. Ôi ơi, nó đẹp nè. Ly này bao đẹp cô ơi, cái đít nó dày nè. Ly này ly giống như ly cối ngày xưa á mấy chị. 15.5. Ngang miệng là 7.5. Bao nhiêu tiền? Khoan để tính ra 180 thôi. 180 ngàn. Má 180. Nãy 180 rồi. Rồi cô ok luôn rồi, má 180 đi. Rồi cô lấy trước cho cô nè. Rồi còn nữa không? Rồi cái này nãy ai chút sao nữa anh lên mã luôn. Lên mã đi. Rồi cái này nó sọc khác nè mấy chị, lên mã nha, mã 180. Này nó đẹp nè, mã 180. Ly cao sinh tố là lụm á. Nè cô ơi, chốt nè cô ơi. Ly cao là 12.5. Miệng là 6.5 mấy chị, quá dễ thương luôn. Cái ly này khía là hình hình mã hình cái 180, gì nè. Hình trái khóm, khía hình trái khóm nó đẹp lắm. Đúng rồi. Không phải cái đó khác à. Bộ này 180 nè. Chốt lại. 180 cho nè. Cái này 180 nữa hả? 180 cho Nguyễn Duyên nè. Cái này cao hơn không? Không có, bận ra nãy rồi mà. Nguyễn Ánh sao rồi chị ơi? Không, 180 còn. Không, bây giờ cứ ấy đi từ từ để con lại lên mã khác còn đi khách chốt. Không, mẹ cứ lên mã khác đi, giờ con không biết ai chốt chứ. À đúng rồi. Rồi cái này lên mã số 1 đi mấy chị, nhanh tay mã số 1 nha. Còn cứ lên mã này. Khách chốt. Chứ 180 mã số 1. Chỉ lên mã số 1 là 180. Mình lên mã 1, mã 2, mã 3 gì đó 180 đi. Mã số 1, 7, cao 10, cao 17 mấy chị. Nhiêu tiền? 180 mã số 1. 180 mã 1 cả nhà ơi. Đưa bảnh đi. 180 mã số 1, hồi nãy anh nào chút sao đó nhé. Thì khách không thích mẫu này còn sao. Nó hơi bụi bụi nè. Bụi dơ thôi. Có cái đồ lau đi. Hai hộp nè mấy chị, đồ trong hộp nha. Nhiều khi bụi khách không thích. Rồi bán rẻ cho mấy chị mình 140 thôi, mã 140 hộp này đi. 150 bán 140 luôn. Mã 140. 17, 13, 140 nè. 140 bích thủy. Nè, cô ca nè. Nãy gì? Ly. Rồi ly Coca nè mấy chị. 6 cái. Nè, nói cái mã 180 chùi ra đẹp gì nè cả nhà. Thấy không? Đây. Ly đẹp nè. Rửa luôn ở đẹp. Đó, mình cầm uống rượu mình uống nè, rửa ra đẹp luôn. Mã 180 6 cái. Một. Cái này mã 1 6 cái 180 mã 1 nha. Mã số 1 để hơi nó biết được. Khoan này nhiêu tiền vậy? 140 bích thủy đâu? 140 nè. Rồi 180 chút bích thủy luôn nè, hai cái luôn. 15 luôn mấy chị. Rồi bộ này cũng nãy 180 phải không? Này mã số 2 đi. Ờ mã số 2, hợp ly cối mã số 2. Còn cái đó mấy gì cô? 140. Hợp ly cối mã số 2. Nè 140 nè. Lấy một con cho cô. Đây con nhậm đây. Chụp chưa? 140 nè cô ơi. Số 2 chú cho Nguyễn Trúc. Đây, số 2 nè. À, ly này ly sinh tố nè mấy chị, có cái chân nè thiệt là đẹp. Bộ này 6 cái. Rồi mã số 3 đi mấy chị, 180 luôn. Chiều cao 14 phân, miệng 7 phân. 180 mã số 2. Rồi này mã số 3 nha cả nhà ơi, có chân đẹp luôn nè. Mã số 3 phải không? Ủa. Chứ cho cô qua to. Ly kem. Cô Nguyễn Trúc sao nữa rồi. Ý cái này có 4 cái anh Ly. 7 hả? Nè nó đẹp gì nè mấy chị. Rồi, này còn 4 cái bán cho mấy chị mình 80 ngàn đi, mã 80 quá đẹp. Mã 80 4 cái còn trong hộp luôn mấy chị. Nè bưng đi. Mã số 3 Nguyễn Duyên sao rồi? Cái này của ai? À, giấy đó, có giấy đó. Qua to, qua. Phải không? Ừ, cái đó Nguyễn Trúc. Để mình Nguyễn Trúc lên. Nè qua to nữa này nè cô. Rồi Nguyễn Trúc là hộp đó, qua to nữa này. Cái này có mấy hộp Lý ơi, bông này nè. Đẹp nha mấy ly chị. Ly này uống dừa cái luôn. Cái ly này là màu hồng nha mấy chị, màu đẹp hồng quá. Bông cam.
trà đá nè, 11 phân, uống nửa ly sinh tố là cũng biết luôn á. Nói chung là mấy này trưng trong tủ cũng đẹp nè. Hộp ly này 200 mấy chị, 200 mã 200 có hộp duy nhất nha, nó đẹp. Mã 200, cái hiệu của nó là gì nè mấy chị? 200 là rẻ lắm rồi. Mã 200, 10 cái ly 200 ngàn. Đồ hộp mà khui ra gặp thủy tinh vậy đó, dầu của thôi. Ngô ly cao nè. Nè ly này hơi cao nè. Nè bưng cái này để xuống dưới đi. Để xuống chân nè. Hộp ly 200 này chốt hả? Không. Quá đẹp luôn mấy chị. 6 cái, bộ này 120 đi, 11 ngang 6. Mã 120 nha cả nhà ơi. Mã 120. Trời bỏ màn hình không chụp hả? 120 qua mã. Bộ đó hả? Mọi người không mà chụp trai không? Sao hỏi mấy hồi để ngoài coi. Mọi mấy hồi. Cái này đi lấy. Nào. 120 này nè anh. Chị ấy cho chốt bộ trà này gửi chưa? Chị ấy hả? À. Bộ trà đâu? À. Đây 250 ngàn bằng bạc nha mấy chị, 250 ngàn. Ly là 11 phân. Đó chung bộ nha. Ngang là 6 phân. Bộ này 250 ngàn. Nè mấy chị 120 chốt cho Nguyễn Trúc. Là nãy hả? Ừ. Này có 2 hộp luôn, Nguyễn Trúc lấy mấy hộp con? Cái này có nhiều hộp nè, cô lấy mấy hộp. Rồi mã 250 bằng bạc ở dưới nha mấy chị, mã 250. Mã 250 cái nắp người ta đâu rồi? Bộ ly uống trà nè mấy chị. Mã 150. Nè nó đẹp. Chút cái hai hộp nè. Mã 150 bán rẻ cái 30 ngàn nha. Mã 150. Miệng là 10 phân. Cao là 5.5 mấy chị, nó đẹp nè. Cái tô trắng có cái nơ trước mặt. Cái này quá. Này không con. Mã 150 nha, bộ này 150. Nè con mèo này. Hello Kitty hãng Toyo. Tokyo Japan, nhưng mà sản xuất là sản xuất China. China sản xuất xuất qua Tokyo Japan nha. 80 ngàn, 150 cho thầy Nhượng Kiệt. Đây. Cái ly 80 cô Yến ơi. Đẹp nè mấy chị, cái soda nè. Có cây gấp luôn. Với 5 cái ly ở trong gì nè, 5 cái. Với cái soda. Soda là 150 ly 100. Rồi bộ này 250 bán bằng lẻ luôn. Mã 250. Cool. Mã 250 mấy chị. Ly là 8. Miệng 8. 250 bách thủy. Ừ. 80 chốt cho cô Yến. 80 rồi cô. Một này phải không? Vi Nguyễn chốt 280.000 sao? Trời, thấy cưng quá à. Còn vô à? Cao là 9 nha. Cái là dồn đơn qua lễ nha cả nhà ơi. Dồn đơn qua lễ mới chốt hàng nha. Quá dễ thương. Sao ai nhiều thì mình vẫn chốt cho nó gì rồi mình không, gói. Ý con nói á, ý con nói á là qua lễ là mới gửi hàng được, nhưng mà mình vẫn chốt, mình gói mình để đó. Mình chốt mình để đây rồi tới chứ để nửa dồn gói sao kịp. Không phải. Rồi hiểu rồi, nói cho khách hiểu để mà khách tưởng đâu là qua Tết mà. Qua lễ mới chốt, hiểu không? Là ai muốn đi hàng thì cứ alo bên em gửi hàng. Còn ai muốn dồn đơn tới qua lễ thì like tới dồn đơn qua lễ chốt cái một. Okay, vậy đó. Rồi. Còn thấy nhiều quá thì gửi cho chị, ok anh, gửi chị là lụm. Ok. Rồi hộp ly này 90 ngàn đi mấy chị, nó đẹp nè. Ly đúng cho mặt trà đá nè. Trà đá đẹp luôn. Ly dễ thương nha. 6 cái 90 ngàn. Cầm rất là sang nha cả nhà ơi. Rồi để xuống đi mã 90. Rồi. Nội bộ lùm cùng. 90 chốt cho ai? Mã 90. Rồi ai lên 90 lụm cả nhà. Rồi màu trà nè mấy chị, ly trà là của Mỹ nè, bảo đảm luôn. Này phiên bản giới hạn nha. Cái này là 75.569 bộ thôi, không có ai có nhiều đâu. 75.000 bộ. 12 cao ngang 7, màu trà, màu khói á, quá đẹp luôn. Hộp ly này 6 cái. Dạ, 180 mã 180. Hộp ly đẹp nha. 180 nè, độc lạ nè, 180. Quá dễ thương, 180. Cái ly là đẹp dữ trời. Cái ly đúng đẹp luôn á. Màu trà có hiệu màu gì. Màu trà luôn nè.
hàng Ichiko nè. Khó hiểu. Đây viền vàng nè. Ichiko luôn, quá đẹp cả nhà ơi. Nó mỏng mảnh, nó dễ thương lắm. 180. Bao nhiêu? 180 chứ cô Nguyễn Trúc luôn. Cô gần đây sướng chút đi. Lúc thì cô phải chạy xuống tới An Giang lấy hàng, còn bây giờ là quận 12 kế bên luôn. Đi gáp kế bên luôn, bắt gáp rồi. Nãy hai đầu chung trà nè mà lên không kịp, giờ lên cho mấy chị chung trà nè. Nè bộ này nè 250.000, hôm nay xả cho cả nhà 200 luôn, mã 200 chung trà nha, lá trúc đẹp luôn, 200 che trúc gì nè. Chiều cao là 6, không bắt cái quạt này chịu hết nổi anh Lý ơi. Ngang 7, quá đẹp đẹp luôn, 200 mã 200, 10 ly 200.000. Dạ cảm ơn cô miền Tây của ba nha. Có ly 3D không em? Chị Kimberly Phan hỏi có ly 3D không? Ly 3D ly gì? Đi đổi màu hả chị? 180 hồi nãy anh Tấn Phùng, anh Nguyễn sao nữa rồi? 180 còn shop đang ở quận 12 à? Dạ shop em ở Thủ Đức anh Bùi ơi. Em ở Thủ Đức nha. Nhưng mà kế quận 9 với kế quận 12. Anh chốt cái gì 180 chút rồi, bộ ly vàng cho Nguyễn chút rồi. Hỏi chú Lý còn không? Còn chú, bộ ly trà trà nữa. Đó cái bông đó đó, bông mà lấy bọc cái hộp chữ B á. Cao 18. Ngang là 8, miệng 8 nha mấy shop chị. Shop em mở rước nha. 250 ngàn hộp ly này. Báo mấy chị 240 đi, mã 240. Trời ơi ly này đẹp nha. Bớt 10 ngàn cho vui. Khoan, để lau cho sạch 240 cái. 240 mấy lau, chị. Lau sạch cái ly này, uống trên tối là bao web. Thiệt là đẹp hộp ly luôn, 240, 5 cái. Lẻ hơn. Hiệu gì trời? Class nè, re-class vậy nè. Hiệu đẹp nè, lao gan cái nó trắng tinh luôn. Mấy chị thích cái gì nói comment lên nha. Lý là đẹp nha. Nhiều tiền mà. Ok, vậy hàng sẽ gửi nhanh. Đúng rồi, hàng em gửi gáp cái một tới nơi liền. Gửi gáp là cái bắt gáp 4 giờ liền. Chừng 2 tiếng đồng hồ nhận hàng được rồi. Chị Thanh Hòa, mình tới cửa hàng mua số, mua được không? Ok. Dạ được chị ơi. Số tới cửa hàng mua số là không được. Đây đẹp nè mấy chị, 50.000 cái, 3 màu. Chị Thanh Hòa nhắn tin qua cho em đi rồi kết bạn Zalo với em đi, em gửi định vị qua cho chị chạy lại đi mua. Cái này là tàn thuốc nha mấy chị, còn cái này trồng cây cái gì á, đẹp lắm nè. Trồng cây 50.000 cái mà nó có 3 màu. Số lượng mấy chị lấy mấy cái lấy. Trồng cây gì? 50. Vừa trồng cây mà vừa gặt thằng thuốc được luôn nha. Cái kiểu này nó kiểu hoạt hình á, cái kiểu nó đẹp lắm nè. Cái này là biết nó làm gì không? Đây nó làm bằng cái bồn tắm á, nó như cái bồn tắm vậy đó cả nhà. Nó bên trong có bông nổi cái nhiêu mà 50 cái 50.000 nha. Ai lấy 50 màu gì còn em màu đó nha. Rồi hộp ly 6 cái bán rẻ mấy chị, 50.000 hộp, có mấy hộp lấy. Trời ơi ly đẹp quá, 50.000 hộp ly, hình con gì á, 50.000 đây nè, hình con gì nè. Rồi. Hình con cá nóc no cả nhà ơi, 50.000 hộp. Lên mã ly nha, cái này lên mã ly nha mấy chị, 50.000. Mã ly 50.000. 6 cái ly 50.000. Cho Nguyễn Duyên một hộp. Có một hộp một à. Có một hộp hả? Ừ. Hỏi chú Lý rồi. Nguyễn Duyên rồi, chào My sao rồi, cô Nguyễn Trúc sao luôn rồi. Có mấy hộp kiểu khác không? Hợp ly mình nhiều lắm á. Để mình lên nữa đi chú, bán rẻ là được hết trơn à. Ừ nè, gì nè, Tư, kiếm tiếp này là Tư. Rồi 50 mẫu này được không mấy chị, 50 mẫu này nha, nè. Lên dùm mã 51 đi. 50 con hãy lên nha con. Nè, mã 51. Ly về con coi cái coi. 6 cái, mã 51. Kirin, hãng Kirin nha, ly này đẹp. Kirin mã 51, lên mã 51 cả nhà ơi, nhanh tay thì còn nha, chậm tay còn. 50.000 hộp 6 cái. Mã 51. 51 chốt cho Quỳnh Hồng. Cái đó gì con, tên gì ạ? Nguyễn Thiên với Trà My. À không, bỏ Trà My, có Nguyễn Duyên mà chị Trà My sao. Nè mã 51 chụp liền đi. 51 Quỳnh Hồng nè. Ôi cái này uống trà được nha mấy chị, nè. Quá dễ thương rồi. Có mấy hộp này vậy Thư? Sáu. Này nè. Quỳnh Hồng rồi cô. Sáu bị ngang 4 phân mấy chị. Vừa uống ly trà luôn. Uống rượu thì nó hơi bự nè. Uống trà là đẹp luôn đó. Nhiêu ạ? 12 cái. 12 cái vậy này nè. Rồi bán 150 ngàn thôi. Mã 150. Ly nặng tay lắm nha. Nó đẹp. Lâu lâu mới có một hộp ly uống rượu uống trà bằng thủy tinh nè. 150 ngàn. Cái đế dưới này là đủ tiền nè mấy chị, nó trong nè.
Mã 150 nha, có một hộp một đó. Mấy cái chân tay đó hả? 12 cái 150 ngàn. Rồi để lên rồi đón cái này. Rồi cặp ly sinh tố đẹp nè. Hộp ly này bán 60 ngàn đi, mã 60. 150 cho Nguyễn Duyên. Mã 60 cặp ly sinh tố nè. Cặp bợ nè, vớt lên đây nè. 12 cái lận. Đây nè. Ừ. Đẹp nè. 60 ngàn hộp ly xịn nha. Mấy chị coi cái hiệu nó nè. 60 chai hên. 60 cho Nguyễn Ánh. Đây. Cái này còn 4 cái nè mấy chị. Kiểu đó thiệt là đẹp luôn. Cũng rồi chút sao rồi. Rồi hộp ly này bán cho mấy chị 80 ngàn mã 80. Quá dễ thương luôn. Mã 80 hộp ly thiếu 1 cái tại nó mất 1 cái rồi. Mã 80. Cái gót xanh xét mặt hình bao nhiêu ạ? À? À nguyên bộ, nguyên bộ. Ở này nguyên bộ để 200 ngàn coi. Đây. Một hũ đường để lên gì nè. Một cái ly một hũ đường với một cái rót. 200 ngàn nè. 200 bộ này mã 200. Ở này lớn, này lớn, này lớn. Này lớn nè. À bộ liền 100. Rồi có ai chốt không 200 nè. Chưa. Lấy 10 cái ly đi không lấy thôi. Bữa liên kem á. Có 5 cái à. 2 sợ bộ. Dễ thương nè. Rồi hộp này 5 mã 53. 200 cho chị Nguyễn Cao Xuân Thảo. Cái này hộp này còn có 5 cái nha mấy chị, bán rẻ luôn mã 50. 5 cái ly 50 ngàn còn trong hộp luôn. Nè. 200. Còn có 5 hộp gì nha mấy chị mà cái kiểu ly rất là dễ thương luôn nè. Nguyễn Cao Xuân Thảo 200 coi. 50 ngàn mã 50. Hộp ly này 50 ngàn. Có chuyện không shop đưa con nhận coi. Có. Có. Nè đây, 50 nè. Này hãng Hoya chị ơi. Hàng của Hoya nha, hàng bóng 737 luôn nha. Nè 50 nè. 50 cho cô Nguyễn Trúc. Rồi hộp ly này 100 ngàn mấy chị, mã 100. Mã 100 nha, mã 100. Lu lu chút. Lu lu chút 50 là gì? Đó. Nãy 50 hả? Ừ. Lô khách mới trên số điện thoại chị ơi. Mà mày chốt cho Nguyễn Trúc rồi mày nói gì vậy? Lô 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 lô, thấy bị khùng không? Thấy bị khùng không? Nguyễn Trúc 50 mới đúng nè. Rồi hộp ly này 100 ngàn mấy chị, mã 100. Lô lô sao? Lô lô sao? Cái 80 này có ai chốt chưa? Chưa. Nói chuyện không họng đau, đau họng. Ly này nó có cái viền ở dưới đẹp lắm mấy chị. Thôi ơi, chồng miếng nước thôi ơi. 80k kìa. Miệng 7, cao 8. Rồi 50 luôn rồi. Mã 100 mã 100. Cái này có 5 cái à. Ờ 5 cái mã 50 nè. Ủa đi đâu mày vô? Mày vô giờ kiếm mày á, mày đứa vô. Rồi hộp này 6 cái mấy chị ly chân luôn nè. Mà còn trong hộp đẹp nha. Bán cho mấy chị mình giá 180 luôn đó. Cho xem 2 ly 80. 2 ly 80. Cô chờ Mỹ hỏi chốt dầm vào thí lơi nè. 100 lẻ này nè. 80 lẻ này nè. Cho xem một ly, cho xem hai cái ly nào 80 ngàn nhá. Rồi chốt lâu rồi, chốt rồi ơi. 15. 200 là nãy hả? Miệng có 5 mấy chị, hả? Hợp ly này 180. 200 không hả? Ừ, hỏi hoài trời. Mã 180 6 cái nha mấy chị, một cái nó còn hợp 180 gì luôn. 180 chốt. Cho Nguyễn Ánh. Này thí lơi nè cô ơi. Anh chưa không? Nguyễn Ánh hả? Khách mới ơi, chị Nguyễn Ánh ơi. Thôi, đợi đợi xíu đi. Mấy chị chốt hơi nhiều, mấy chị chuyển cọc cho em 500 một người đi mấy chị. Tụi nghiệp em mấy chị. Chốt chừng nào 5-600 đi. Cho em có tinh thần like mấy chị. Chốt chừng nào 5-600 đi rồi hả, cọc 500. Ừ, cọc em 500 đi mấy chị. Chốt cả nhà mua hàng đi. Nhiệt tình với bên em là bên em sẽ tặng quà rất là nhiều nha. Nè. Đừng có mà nè. Mua giỡn chơi mà mua bơm hàng. Rồi, nha. 6 cái, 4 cái này bán 60 ngàn luôn nè. 18 Nguyễn Duyên sao nha. Nè. 60 ngàn nha, 4 cái 60 ngàn nè. Dạ dạ ok chị Nguyễn Ánh, em cảm ơn chị. Được đó nha. Em không có đòi mấy tiền. Mấy chị đừng có đâu. Buồn nha, không phải là đòi tiền đâu nha. Mấy chị đừng buồn ly em. Ly có eo giữa để pha chế tầng. Là ly nào vậy cô Nguyễn Trúc ơi? Nè, hộp ly trong nãy vớt ra nè. Đẹp, gì nè. Ly đẹp nha. Một dĩ gì là 3 cái nè. Là 6, 9 cái ly tổng cộng. 9 cái ly tổng cộng này bán cho mấy chị 90 ngàn. Đó, đẹp nè. Ly này là pha cà phê phin rồi, là vừa luôn. Rồi, 9 cái 90 luôn. Không chốt nữa là... Cà phê phin là vừa nha. Luôn. Có đồ xưa không? Đồ xưa chưa có chị Hạnh Nguyễn ơi, Hạnh Hạnh ơi. 90 ngàn mã 90, cho cái bọc lên đây đi. Nè.
90 mã 90. Ly đẹp, ly còn hợp luôn. Nè mấy chị. 90 cho Thí Lê nha. Rồi cho cái bọc luôn cô ơi. Bộ ly này à, ly kem mà nó bự vậy nè mấy chị. Chiều cao là 9 phân, ngang là 12 phân. Bộ này 200 ngàn, mã 200, 5 cái 40 ngàn. Quá trời đẹp luôn mấy chị nè. Bộ này 200, 5 cái, mã 200. Xứng đáng luôn mấy chị, nó đẹp nè. Lâu lâu mới có ly đẹp vậy nè. 200, mã 200, liên kem 200 rẻ chưa? Ra mã 200, miền Tây Cuba. Chốt 200 luôn. Hai cái ly trong hộp nè mấy chị. Quá dễ thương, 60 ngàn, mã 60 cặp ly này nha. Tên đẹp mà. Mã 60 sao? Mã 60 cặp ly đẹp. Khủng khiếp đẹp luôn, mã 60. Cái này hả? Mã 60 lên, 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 lên. Chị Nguyễn Ánh đợi em lên. Mã 60 nha mấy chị, mã 60. Hai cặp ly 60 hả? Quá rẻ vậy cả nhà ơi. 60 cho cô Nguyễn Trúc luôn. Nó còn đó, đi tin chưa đó. Đây hả? Ờ, đó đó. Không biết giáp mai có chạy không ta? Có sao không? Không chạy, mình lấy xe nhà mình chạy. Cô chất nhiều đi, giữ cô lại đi chơi. 8 phân, ngang 7 phân, hợp ly đẹp rồi mấy chị, trên đẹp luôn. Rồi hộp này bán mấy chị mình 100 ngàn, 6 cái 100 ngàn. Mã 100. Khoan hết lính nào gọi cái này đi. Mã 100 nha mấy chị, long lanh luôn, cái này nó nhẹ hơn cái nãy nhiều lắm. Này là để uống rượu Tây á. Uống bia đẹp luôn. Uống rượu Tây, uống bia là vip. Mã 100. Nè mẹ để em. Ừ. Không, để bọc cho vừa. 100 cho tôi Nguyễn Trúc luôn. Năm cái ly đẹp nè mấy chị. Năm cái ly này 150 ngàn. Mã 1 50. Chiều cao là 7, ngang 11. Chiều cao 7, ngang 11. Rồi dễ thương quá. 5 cái luôn mấy chị. 150 ngàn. Mã 1 50. 100 luôn cô ơi. Nguyễn Trúc 150 chốt cho chị Quỳnh Hồng Nguyễn Ánh sao, Tuấn Phùng Hạnh Nguyễn sao. Rồi, chốt cái... cho Quỳnh Hồng nha, có anh Quỳnh Hồng chứ con. Cái mẫu này quá dễ thương luôn nè mấy chị. Rồi bán rẻ mẫu này luôn, 180 ngàn, 6 cái. Chiều cao là 16 phân, chiều ngang là 7 phân. Nè nhìn cái ly nó đẹp nè mấy chị, cái dáng thiệt là đẹp luôn. Uống bia được Nguyễn luôn. Sao rồi? 180 bộ ly dạ, đẹp chưa nha. Dạ chưa chị Nguyễn Trúc ơi. Chưa nha chị. 180 bộ ly đẹp. Chứ lộn chưa nha cô Nguyễn Trúc ơi. 180 cho cô sang Nguyễn Trúc. Sang ghê không? Này không mà. Ờ. Chiều cao là 19. Đúng rồi, ly vô bụi rồi. Ok là 8. Rồi bán mấy chị cặp ly này à. Trời ơi, 120 nha mấy chị, cặp ly đẹp 120. Mã 120 có 2 cái đó. Nè cô Nguyễn Trúc nè cô. Con anh chưa? Thôi cái ly đẹp nè, uống rượu Tây. Rồi ly này. Pha lê. Không phải pha lê. Phải nó mỏng thôi. Hai nạp ly. Ê, glass nè, pha lê quá. Pha lê. Không biết phải pha lê không? Thôi bán bậy bạ đi chứ, vậy cái ly này không biết pha lê nè, không pha lê. Nè cặp này đẹp nè, bán cái 120 là nào nè, 120 cặp này chứ cho cô Nguyễn Trúc cặp ly đẹp nè. Cái đó bán nhiêu? Cái này pha lê nha, phải không mấy chị? Nó nặng mà nó đẹp lắm. Thôi bán đại đi, nếu pha lê là nó mắc tiền. Hôm nay đại hội bán 100 thôi, mã 100 thôi rồi đó, ai hơn thì chịu mã 100. Nói con nói con ghi chữ class nha. Không hiểu luôn cái gì luôn mà bán đại hên xui đi trăm bữa nay mà học tiếng Anh kia bà đi đâu có tiêu rồi. Bà tiếng Anh bà đi chơi nữa rồi. Tao làm nhà làm ăn mới đi chơi rồi. Ngang 6. Bà đó đó. 3, 4, 5. 60 ngàn mã 60. Nó đẹp nè mấy chị. Cái bà tiếng Anh bà đi mất tiêu rồi. Bà tiếng Anh nó đi ăn nhậu. Mã 60 nha, mã 60. Quá thấy thương, 6 cái ly 60 ngàn. Về uống trà đá cũng ngon lắm mấy nhiều. Chị. Này 100 chốt chưa? Chưa. Trời ơi liền 100 chốt để đi. 60. Đẹp chi trời. 60. 6 cái 60 hả? Ừ. Dễ quá. Ý. Quá dễ thương luôn, nguyên hộp luôn. 12 cái mấy chị. Chục 12 luôn nè. 120 bộ này đi mã 120. Uống trà được nha, ly này uống trà được nè. Ngang là 5 phân.
Sao là 7 phân, mẹ uống trà đi mấy chị. Quá dễ luôn. Đó là thủy tinh. Cô Tôn Nữ Mỹ Nga nói gì đó. Vậy hả? Ừ. 120 chốt cho trà mi. Thầy Nhận Kiệt sao? Thì Lơi sao? Ly này uống. Còn anh lấy ly này uống trà vừa lắm nè. Cái chữ chữ này nè. Thôi giờ mẹ lên về bán đi mà đừng hỏi. Hỏi chăm chớ. Khỏi khỏi. Lên giờ lụm cái đó à, bây giờ đừng có hỏi nữa. Đang 60.000 mà 60 này. Đang là hàng độc quyền mà cái hỏi. Cái này dớt nhiêu là uống trà được nè mấy chị. Được, không cần dớt nhiều, cao 9.5, miệng là 6. Chậm 2 Nguyễn Duyên sao nha. 60.000 mã 60. 60.000 mã 60. Này được 2 hộp hả? Đâu. Nè. 2 hộp. 60 2 hộp nha mấy chị. Xịn luôn, có tem luôn nha. Bữa nay đại hội liên. Rồi chốt cho Nghĩa vỏ một hộp nè. Tuấn Tuấn Phùng, Tuấn Phùng Hạnh Nguyễn một hộp nè. Là có 2 hộp đó. Đúng rồi, 2 hộp chúng 2 người. Cái này nè, có 2 hộp hỏi chứ còn không. Hộp ly này 250.000 mấy chị, mã 250 nha. Chiều cao là 8, chiều ngang là 6, 250.000. 10 cái 250.000. Tuấn Phùng Thanh Trang, cho khách mới em xin số điện thoại Tuấn Phùng Thanh Trang ơi. Cô Nguyễn Trúc sao luôn rồi. Gửi hàng chị chưa hên, chị biết chị chuyển thêm tiền hên ơi. Dạ chưa chứ, chắc em dồn dồn hàng qua tới 30/4 1 nè, năm nãy gửi. Ai chốt sao chứ nè. Chị cứ chốt thoải mái đi rồi tiền bạc chuyển sao chị ơi. 180 mã 180. Chốt nhiều nhiều đi. Cao là 12. Miền Tây của ba. Ngang là 6. Đẹp nha mấy chị. 180 trái khế. Trái khóm nè, nó đẹp nè. 180 tụ ly mã 180. Đâu rồi còn hộp đây nè, có không hả? Ừ, mày chốt hai người. Đây hai người hai hộp. 180 chốt cho ai kìa. 180 cho Thí Lê. Rồi lấy nữa anh Lý ơi. Lấy gì? Lấy đinh hả? Ờ, lấy đinh. Đang đầu đẳng chạy lên. Lấy chân lên khúc khúc đó, còn bò một cái bộ vậy nè, bộ này. Cái chân chán này là gì? Đây nè. Cái chân này là gì? Nè anh Lý, ngay ta chà, thải vô đó. Ờ, cái đó là gì? Hàng chị gửi đi chưa em? Dạ chưa chị Phương Thanh ơi. Để em coi hàng chị ấy nha. Có. Đó là phải cái đó là cái này đây nè. Nè ba. Nó đó thì thật rồi đó cho bạn đó. Nè 180 chốt cho ai còn kìa. À để gom gom đi rồi qua lễ em gửi chị Phương Thanh luôn nha. Tại vì bây giờ ta không có nhận hàng nữa chị Phương Thanh ơi. Đúng thứ hai thứ ba là bắt đầu hàng cho đi nha chị. Đúng thứ hai thứ ba là hàng cho đi. Ok chị thông cảm giùm em mấy ngày lễ đi chị ơi. 180 chốt nè. Phí Lê nè. Rồi hộp này có 5 cái nè mấy chị. 150.000 cũng giống vậy đó mà còn nha. 5 cái. Thông cảm cho em nha chị ơi. 150.000. 5 cái nha, 150.000 còn 5 cái, 150.000. Ủa này 180 tao mà nói gì vậy? 180 này thiếu cái liền 150. À thiếu cái thì 150. Rồi. Này chốt chốt mã 150. 5 cái. Cái này có nhiều á. Nè màu xanh nha mấy anh chị, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 11, chiều ngang là 6 yếu nha mấy anh chị. Hộp ly này 120, mã 120 nè, nó đẹp nè. Mã 120. Nó hót 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 vô đẹp lắm mấy chị, nó làm đẹp lắm. 120, mã 120. Để xuống không? Này vỏ không à? Cái vỏ không? Này, cái nắp hộp này đi. Ừ. Rồi bộ này 250 bán 240 nè mấy chị, lên lợi nè. Mã 240 nha. Này còn nè cả nhà ơi. Rồi cái này hộp 100 mình có số lượng nè mấy chị, hộp 100. Còn mấy hộp? Ly kiểu đồng hồ cát có không? Không. Không rồi cô ơi. 8.7. 8.7 hộp 100.000. Mã 100, mã 100. Rồi lên cái khác đi, nghĩ lên ly đi. Khách nhân ly à. Chén hả? Lấy gì? Bán trước một cái thì đánh tiếp. 100 cho Nguyễn Trúc. 100 là hợp ly đó đó. Có
có số lượng đó nha. Ừ, có cỡ 20 cái mấy chị, chén này có 20 cái. Ngang là 12. Cao là 5. Đây hãng Tozo Made in Japan nha. Cái chữ Made in Japan nó ghi nhỏ dưới đây nè. Hãng Tozo ly này Made in Japan nha. Hàng đúng hàng Nhật nha. Rồi, cái này bán cho mấy anh chị mình chục 200 250 luôn, mã 250, có 20 nha. Đây còn chú, lấy con. Lấy con hộp chốt cho chị Thúy Lê luôn. Mã 250 ly 100 ngàn hộp đó còn nha mấy chị. Trời ơi chút xíu đẩy bình rượu nè. Mã 250 chục chén có 20. Rồi bình rượu đẹp nè. Cái bình nó lạ lùng nha mấy chị nè. Đây của Thúy Lê bấm 2 lần. Thúy Lê không hả? Ly là nhỏ. 180. Rồi hộp ly này bán cho mấy chị mình 150 ngàn. Mã 150. Thúy Lê mã 180 mã gì trời? Ly á con, ly chân á. Trăm rưỡi là 5 cái. 180 cái hộp kế bên nè, chồng lên nè kìa. Đúng rồi, 180. Rồi về về xé nha. 150. Mang mang đồ chén đó rồi. Chén đây. 250 sẽ 2 là gì? 20. Điểm đi bột nè. Chốt cho thầy những kìa. Chụp đi rồi đưa cô điểm khỏi tháo giấy. Rồi. 20 cái in rồi nha. Chắc phải có dương cái cũng tặng luôn đi. Rồi đến gì? Rồi tới gì? Chị Nguyễn Duyên 100 xẹt 2. Là ly. Kêu chú Lý ôm vô. Ly hộp 100 á, Lý hồi nãy á. Rồi còn nào nữa? Bộ này 150 có ai không? Bộ này 150 có ai không? Trời ơi. Con đọc nó con làm không có kịp. Nè mấy chị nó đẹp nè, 150 nha, bộ ly gì nè. Không phải. Hai hộp. Lên lên. Hộp cho kia vô á. Hộp này 150 có ai không? Đặng biết nè. Nguyễn Duyên ai hộp anh cái. Hai hộp. Từ. Đã, chú Lý hỏi ta trả lời hai hộp ông nhiều nội. Người chốt, con đọc không có kẹp. Để đi, từ ngồi chơi đây để chú Lý. Cái gì ta uống nước. Mày vô duyên quá. Nó ngay trước mặt chú luôn đó chú. Thầy những kiệt ơi, còn 12 cái thì lấy luôn nào. Tính thầy 10 cái nữa thôi, tặng 2 cái. Còn 12 cái lấy ra tiền 10 cái nữa thầy lấy không, lấy luôn. Rồi lên la đi. Chém rưỡi, tao hỏi mày có ai chốt chưa à? Hộp ly này có 4 cái, ly này ly gì nè? Titan nữa đó. Titan nè, cái 30 đi. Rồi, 5 cái nè. Rồi bộ Titan này 150 ngàn. Nó nhiều màu nha mấy chị, đẹp quá trời luôn. 150 ngàn 5 cái. Chiều cao là 11.5 gần 12 nha, miệng là 6. Mã 150. Nè mấy chị, nó đẹp nè. Titan. Nó ngoài nó chết chết nhiều màu á, ngộ lắm, giống như ngũ sắc vậy đó. Nhiều màu. Mã 150, cái ly này 50 ngàn để tủ đông nè mấy chị, cho nó lạnh á, 50 ngàn mã 50. Có thô chừng không? Thố thì đừng có lắc như vậy. Sao bình thường? Lấy thố ra, hỏi thầy còn 12 cái chén tính tiền 10 cái cho thầy luôn, thầy chịu không? Còn mấy cái? 12 tính tiền 10 luôn. Tại đây còn 12 cái nữa này lấy hết không thầy? Đọc lạ luôn. Mấy cái? Cái một à. Trời ơi, không cái một. Mấy chị lên mã tặng, em tặng cho mấy chị cái ly. Rồi lên mã tặng, tặng cái ly. Chưa cho ta coi hình nhé. Rồi lên chén, lên dĩa đi quý vị. Ly xong rồi tới chén dĩa. Má tặng cho chị Tuấn Phùng Hạnh Nguyễn. 5 ly 2 bình mấy chị. 150 ngàn mã 151. Nè khó rồi cô. 5 ly gì nè, 2 bình mã 151, một chuyện đầy đủ nha.
Rồi lấy 12 một, cái đó cho thầy luôn đi. Rồi lấy luôn cho thầy đi chị. 12 cái nhiêu? 250 luôn. Má 1, 5, 1 nha. 20 cái là nhiêu? Mẹ tặng 2 cái, 500 ngàn. À, nãy là 20 cái là 500 gần, 500 hả? Ờ, mẹ có 250, 12 cái. Ờ. Đi 20 cái, 200 gần. Tào lao, cả 500 ngàn nữa là được không? Được. Mẹ thêm nhiêu nữa? 12 cái nữa lấy 250 thôi. Má tặng mã 151, 150 chốt cho chị Nguyễn Ánh nè. Miền Tây của ba sao rồi. Được không? Kêu bầu nghe vỏ sao luôn. Rồi để lại luôn. Cái này cũng xài lắm chưa? Dạ. Cái này hàng Âu gì nè mấy chị. Cái chậu hoa hàng Âu thiệt là đẹp, bán cho cả nhà mình 100 ngàn. Bề ngang là 16, bề dài 16, bề ngang 12. Cao là 9, bán rẻ 100 ngàn. Cái này là hàng Âu nha mấy chị nè, nó đẹp gì nè. 100 ngàn bán 100. Đọc cái gì? Mấy cái? Quá dễ thương. 30 ngàn cái ly đẹp, mã 30. Thôi cái này để gom lại bán. Mã 100 bao giờ? Để gom lại chốt đóng nữa. Đá liêm cầm đá gom gom lại đóng vậy bán nữa lấy hết lên. 100 nè, ly con này bán gì nè cho người ta thấy mà, người ta ham. Đưa luôn lên. Nè. Trăm mấy trăm mấy con. Nó bán hết đóng nhà ly. Tướng Hùng Nguyễn sao nha. Nó còn không? Nó ly không đó mấy chị, gì không nè. Bán hết luôn, đưa ham đó lên luôn chút. Đó, hình mặt hình mấy ông nè. Nè ly không nè, bán gì nè. Mà ly ly đẹp đẹp không còn à. Còn không? Đây ly đẹp đẹp không à. Hàng. Hàng Nhật không mua. Còn không? Hết rồi phải không? Kiếm bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái rồi bán 100 ngàn hết. Đóng 10 cái liền 100 ngàn. Lỗ tiền gói luôn. Lỗ tiền gói luôn. Giá cho mấy chị Sài Gòn chốt giùm em nha. Nè, có cái ly 30 ngàn luôn, vuông bự luôn đó mấy chị. 100 ngàn mà 100. Mấy chị Sài Gòn hả? Chốt cho Nghĩa Võ nè. Rồi, Nghĩa Võ. Nghĩa Võ là sai. Chắc mượn nội không? Có gì đâu. Bình thường. Mua nhiều đồ nhiều nữa mà. Nó không mua đồ nhiều mà. Nó lắm. Chơi mà. Chơi mua chơi. Tao nói chơi mà. Nó nói thiệt chứ nó chơi gì. Đang live mà nó chơi. Lấy bọc đi. Lấy bọc đi, lấy bọc. À Tấn Thành Nguyễn sao? Thí Lê sao? Nè. Tao ăn trộn chốt bố lấy tao lại cái vỏ sau lưng cắt vô cái đi, bỏ cái dụng ra đi. Ôi lên. Nè. Đây. Bị liệu hả? Liệu. Thấy ghê không? Rồi 100. Rồi. Nè ly hồi nãy nè mấy chị mà nó bể hộp nè. 3, 5, 11 cái mất hình cái rồi. 130 đi, 11 cái 130. 11 cái ly đẹp 130 nha. Để gì nè. 2 cái. Rồi 12 đủ là 150. Nãy ai lấy hình hộp chút sao nhóc chứ. Uống trà nha mấy chị, thầy chốt đó nè. 150, 12 cái. Rất là đẹp luôn. Uống nước trà là vừa luôn. 6 x 4.5 mấy chị, nó đẹp lắm luôn nha. 150, 12 cái ly. Đủ luôn hả? Đủ một hộp luôn. 150, 12 cái ly. Nè đông người lên cho mấy chị mình cái vỏ nè. Vỏ hiệu nè, thiệt là đẹp luôn. Thấy thương luôn mấy chị. Bồ ra rà. Mấy chị ơi, hàng xịn, hàng si nha, thiệt là đẹp, mới ton luôn. Xách đi đám cưới, đám gì cũng được, tùng tùng, thiệt là đẹp. Bán rẻ luôn, 200 ngàn, xứng đáng luôn. Mã 200. Bề ngang là 28, chị nào mới hàng giùm em cái vỏ coi.
chiều dài chiều cao 24 ngang 28 2. Ba lô đang kiếm cho coi xem có không. Ba lô có luôn. Có luôn hả? Có ba lô luôn. 200 cho Trang Đào. Ok, chốt. Rồi lên lợi đi, nãy lên rồi. Nè hợp ly lên lợi cho mấy chị nè. Chết luôn ha. 12 cái 150.000 luôn nè, cho đi luôn nè, hết ly luôn màu rồi đó. 12 cái ly 150.000, cao 12 ngang 6 nha. Được cô, Trang Đào. 150.000 nè, không chốt được chú lý em gấp nè. Ba lô phải không? Nè, có cái ba lô này được không? Ba lô hiệu Nai luôn nha. Nè, xịn luôn nè. Ba lô này bự luôn nè mấy chị. Mới cáo à, không có nào ấy. Rồi bán mã 201. 201 đi. Bị cái gì cũng còn đẹp hết trơn á. Chưa cũ chỗ nào hết trơn. Hiệu Nai luôn nha. Dây kéo đồ xịn luôn. Mấy chị ơi, mấy chị mua hàng này rồi mới biết thương đó. Nó đẹp nè, nó mới nè. Mới toanh luôn. Mã 201. Chốt cho Phương Thanh. Em lên đủ kiểu. Này đựng 5 bộ, 7 bộ đồ, 8 bộ đồ được luôn. Để đo sơ cho khách coi nè. 50 phân chiều dài 52 phân nè mấy chị. Chiều ngang 30 phân. Lớn lắm nè cái ba lô này nè. Lớn chai gì con? Nhà cầm. Hai cái thố đẹp nè mấy chị. Chân yếm nè. Hai cái này bán mấy chị mình à, quá dễ thương. 160.000 cái 80 thôi, 200 là bán 180 nè. Mã 180. Ý 160 cho nó làm bậy. Xin lỗi. 160 nha mấy chị, nó đẹp nè. Mã 160. Bề ngang là 10.5. Chiều cao là 7, 160. Để qua 4 cái là nó nha. Gì? 4 cái là nó. 4 cái mình nói sắp 4 cái đi. Nè mấy chị có xài túi sách đi chơi không? Để quần áo đã đời luôn, bán rẻ cái này 100.000 thôi. Được. Này nè, da nó đã dữ trời. Nó về mình nó mới toanh nè, chưa có cũ, dây kéo rồi còn đẹp lắm, 100.000. Nè mấy chị coi sợi dây kéo của người ta nè. Hãng giữ di nha. Nè mấy chị dây kéo. Hãng giữ di nha, đây là hộp đựng trang sức nha. Nè cả nhà ơi, nó mới toanh nè. Bên trong hiệu xịn luôn nha. Đây hộp xịn nha. Hộp này 200k. Ờ. Má hộp 100. Bán gì đi trời. Cái kia má 200 kia bán rồi. Đó má hộp 100. Cái này 100 chơi lên mã 100 luôn đi chơi. Mẹ má bán hộp, lộn má rồi. Má hộp. Sớm rồi có rồi luôn à. Không có lên. Hộp đựng trang sức hiệu xịn nè. Trời bán rẻ cho khách đi. Bằng nhung, ở trong bằng nhung chị ơi. Quá đẹp. 100 mã số 1. Còn cái này thì má bị 100 nha. Bề ngang tới 55 phân mấy chị ơi. Chiều cao 40 phân 100.000. Chị Sao Nguyễn sao rồi? Cái hộp đó đó hả chị Sao Nguyễn sao rồi? Dạ. Ly nó không nè. Đây một cái bếp cầm tay thiệt là đẹp. Thấy thương luôn, 150.000. Cái này đẹp lắm, nó làm bằng sợ nè mấy chị. Cái tay dạ hết chị ơi, có thằng hủ một à. Chiều dài 28, chiều ngang 15 mấy chị ơi, nó đẹp nè. Bị 100 nữa nè. 100 nè. Cô Hiền Trần. 150, sắp tay thiệt là đẹp. Em để đây nha, chừng ai chốt đi. Này, giờ. Này, dạ, cái này đi. Ok. Cái này sao nè mấy chị? Cái này có 6 cái nè mấy chị. Mắc hộp rồi, 6 cái, bán cho cả nhà cái 30.000. Rửa ra là đẹp cực kỳ luôn mấy chị, lấy mấy cái lấy bây giờ nó bể hộp rồi, cái 30. Lỗ không có chị ơi. 14 ngang 7. Một cái 30.000. Hộp gỗ á, hộp trang sức á. 30 nha cả nhà ơi, 30. Cái gì á? Ly. Cái ly Âu, cái ly của Đức nè mấy chị, hàng Âu nè, thiệt là đẹp. Bán cho cả nhà cái ly này 60.000 đi, mã 60. Tháp bọng đồ coi thinh nha nè. Mã 60. Chiều cao 11, chiều ngang là 7. 60.000. Cặp này còn nguyên không? Nguyên nghi rồi. Nè, thiệt là đẹp luôn mấy chị. Ai chốt cái gì kìa. Có một cái mẻ bên trong. Hàng này nó dễ bị mẻ lắm. Rồi một cái nguyên, một cái mẻ. Quý cầm tay Yên ơi, Hiền Trần 60. 60 là cái này. Bước cầm tay là 150 cái này nè nha. 60 này cô, nè, chưa này chưa lên mã đi, lên mã đi. Mã 150 mấy chị, cái túi cầm tay thì là đẹp.
trăm rưỡi ngàn tam dơ mấy chị ơi, cầm vô nó dơ tụi sao rồi lên mãi chưa con, mãi trăm rưỡi nha. Rồi cái này cái nguyên một cái mẻ bán rẻ luôn, cái này không 80 rồi nè, thôi bán 100 ngàn, mã 100 mã tô đi mấy chị, mã lỗi gì cũng được, mã tô đi 100 ngàn. Cái này là da xịn nè mấy chị, để cái lớp tết là đẹp cực kỳ luôn, da xịn nha, da là khủng đẹp luôn á nè. Hiểu gì hên? Khoan nè, cái gì mà chị Nguyễn Ánh comment tô rồi nè, nhiêu 100 ngàn, có nó bị mẻ không? Có, bán cái mẻ tặng cái nguyên da xịn luôn nha mấy chị nè, em bán cái da xịn này cho cả nhà mình 100 cái túi của chị 180 thôi, 200 bán 180, không bị gì, không lỗi lầm gì hết, nó đẹp nè, mã 180 đừng có lấp tót thiệt là đẹp, đừng có iPad chứ nó lộn, đừng có iPad là đẹp luôn. Chiều dài là 29, chiều ngang là 24. Nãy hả? Hả? Lắp gì hả? Thôi nó bỏ mất, mất công. Nó có cái túi mang rồi. Da xịn luôn, ở trong ngoài cũng xịn chứ. Rồi ở trong nè. Ở trong đựng được nhiều đồ luôn nha. Mẻ đem luôn nè. 180 cái này là xứng đáng luôn. Cái đó xài. Chỉ nhận không kịp rồi. Cái túi đó bỏ 2 tỷ vô đó được không? Lấy đồ lên đi mấy vị ơi. Có cặp không cô? Cặp gì? Có bị này được không? Này nó da màu, nó màu da như là da cá, như da cá sấu vậy. Ờ, này là kim cương, nó đúng hãng của nó là mấy triệu mà. Mấy tỷ hả? Ờ, tỷ mấy vậy đó. Gì ghê hả? Đó gì trăm mấy? Trăm mấy đúng chịu. Hiệu á là nếu mà đúng mấy. Hiệu là trăm mấy. Da cá sấu. Ờ. Thiệt là đẹp mấy chị, ở trong nó có cái túi đựng đồ cho mình nè. Thì người ta bán túi hiệu trăm mấy chục triệu, thì giờ bán trăm mấy chục ngàn. Nè, sách gì nè mấy chị. Ly này có 5 cái nha, 50 cái bán 10 ngàn, 5 cái 50 ngàn. Rồi qua mã đi. Nè mấy chị có cái bị ở trong nó có cái bị nhỏ gì đó cho mình sách đồ nè. Dễ thương dễ sợ. Quay. Bán cho mấy chị mình nè, cái bị này 150 thôi. Bán rẻ luôn, mã 150 không bị gì hết nha. Bị chứ. Đâu? Bị chị dậy đây nè. Chị hả? Rồi bán 100 thôi, nó chạy với đất tí nè mấy chị. Bán 100 ngàn. Thì là đẹp luôn. Ủi không bây giờ nữa nè. Bán 100 nha, mã 100. Ủa quá là ngu vậy. Mã 100. Rồi lên chén dĩa đi con. Ba. Đó. Lên cái bằng đó. Này này nó không có, nó không xài gần nước mà nó mới cáo nè. Nó cái hộc nước, nó mắc cái hộc nước nhưng mà ổi được nha. Dây điện nè. Dây điện 110 bán rẻ luôn. 200 ngàn mắc cái hộc nước. Ai lấy 200 về chân 200. Rồi để xuống đây. Rồi để xuống hàng xịn nha, cái này nó 4 kg nha. Nó khoảng 4 kg á. Chai điện 110 nha cả nhà ơi. 40 ly đẹp nè mấy chị. Cái này gì hên? Mắc à. Để giùm đá uống cái coi. Qua có đó đồ riêng đâu có chung đâu. Đá, cái nước. Trời. 40 ly này bán rẻ cho mấy chị mình 80 ngàn mà 80. Lên lần 2 trái. Trời ơi ly bự đẹp gì. Được, tắm chưa? Mã 80 mấy chị, 40 ly 80. 8.5. Chiều cao là 7. 4 ly đẹp vậy nè mấy chị, 80 ngàn. Nè ai chốt? Có nước rồi, đừng có lấy nước. Chưa ai chốt nữa. Cái này của anh cái gì á? Đúng rồi, đúng rồi, của anh, đúng rồi, 40 ly của anh. Má đi đến lành đó. Only one, này Starbucks xịn. Ly Starbucks. Cái 80 ngàn thôi, dặm mấy 80. Ly này mắc tiền mà. Rồi cái 80 có 1 cặp nè mấy chị. Cô lấy cái hố được không? Cái gì? Lấy cái hố được không? Được, bình thường.
80.000 con lấy mấy cái lấy. Cái nó thuyền này bằng mê ca. Nhưng mà nó mất hết, ông nằm đây rồi. Thất phúc đức thằng mà giờ còn có 6 thức đức thằng à. Bán luôn đi. Bán luôn đi anh. Mất tiêu ngon mà bán nhiêu, còn mê ca bán mày 100 ngàn hay gì? Bán 100 ngàn thôi. Phan từ từ. Nè mấy chị bán 100 luôn nha, mà 100. Bán rẻ đó. Quá trời khách chốt rồi nè. Không thấy mẹ có coi. Từ từ đi, nó quay gì ngoài đường nào mà đỡ nổi. Cái này 80, cặp này nè, 160 nè. 4 ly ra 80 ngàn nè. Mấy chị em có ly anh nữa, có chị nào xài ly anh không? Trời lâu lâu thay dùng miếng. Bao giờ... Trời dễ thương quá. 50 ngàn. Đợi đợi con cái. 160. Bây giờ tắt 80 hai cái là cái gì? Là 160 ngàn. 80 hai cái là 160 chứ chị Phượng Nguyễn nè. Ok. Từ từ. Rồi Phụ Nguyễn ngay cái tao bớt nè. 50 ngàn, mã 50, bán rẻ luôn. Rồi chút. Rồi tới ai? Tâm hồn của má sao chị Nguyễn Ánh sao 100 cho Nguyễn Dự. 100 chiếc thiền phải không? Chiếc thiền 100. Thiền không bên á. Rồi còn gì nữa? 50 là gì? 50 cái này. Chồng bạn đưa vô bán được liền nha, ghê nha. 50 nè. Ghê ghê ghê. Giờ đi kiếm đậu nó đi, đừng ngủ nữa, ngủ giết khùng đó. 50 cho con tiết mai nè. Rồi con này nè. Cái này mình lấy chốt cho ăn cái đó. Ly đẹp không nè mấy chị. Ly xịn luôn nè. Toàn bộ ly đẹp không nha. 120 bộ này mãi 120. Quá sang luôn. Cái 30 à. Bộ này 120 mấy chị ơi, nó đẹp nè. Hình không 120. 4 cái liền 120. 120 cho nha. Phượng Nguyễn. Cái này có 2 cái bán rẻ 40 ngàn, mã 40. Có bị gì không anh đi? Không, không bị. 4 cái 40, 2 cái 40 ngàn. Cặp sọc này Phượng Nguyễn giống anh hố rồi con. 60 ngàn. Lên rồi nè. Nè, 120 chốt rồi chưa? Từ từ. 120 chốt chưa? Từ từ, 120 cho Phượng Nguyễn. Rồi. Phượng Nguyễn không rồi. 40 nè. 40 chốt cho Đinh. 60 nha. Cái này 60, này 40. 60 đều cho Đinh Thế Chinh hết luôn. Ok. Cái này bán mấy chị mình 120 luôn nè, mã 120. 140 cái đúng không? Thì là đẹp nha. 120 hàng Âu nè mấy chị, mã 120. Hai cái ly ống đẹp 61, mã 61. Hai cái ly ống mã 61. 11.5. 10, mã 61. 120 là gì? 120 là này. Mã 61 là này. 4 cái ly này bán mấy chị mình 100 ngàn, mã 100. 120 Nguyễn Nhiên sao Nguyễn Ánh rồi nha. 4 ly đẹp 100 ngàn. Rồi rồi ok. Con thỏ gần màn hình nè. Con thỏ gần màn hình. Phan 100 là cho chị An My. Nè 100 nè. Đây nè nè, một thao yếu luôn nè. Này 61 nè. Bộ này đẹp nè, bộ này mắc nè. Ôi, bộ này nhiêu tiền vậy? Bộ này 100 ngàn 4 cái. Mấy nhỏ nhỏ. Ôi, bộ này quá dễ thương mấy chị. Quá đẹp luôn. Nè, gấu nè, tính kèm á. Vàng nè. Bộ này 150 ngàn mấy chị ơi, nó đẹp quá trời luôn. 4 cái ly này 150 ngàn. Ly xịn nha, 4 cái 150 ngàn. Nó đẹp cực kỳ luôn. Cái ly vàng là đủ tiền nè. 150 Nguyễn Ánh. Cặp này 100 ngàn. Chị nó ra là bự nè. Thêm cái nữa đi, thêm cái nữa cho. Rồi gì nè, 100 ngàn mấy chị, má 100. Này nó bự nha, bự mà nó đẹp nữa, 100 ngàn. Bự hả? Ba cái 100 ngàn. Ly đẹp dữ trời.
ly ba năm cô gái luôn, 10 phân trở lên không à, một đống cô gái luôn nha, biến hình một đống luôn, 100.000 cho Phương Nguyễn luôn. Đây một cái hình, ba cái 100 hả? Ừ, hai cái hình, ba cái hình 90.000, mã 90 rồi, ba cái hình 90.000. Để gì vậy? Gì tự nhiên em để gì vậy? Thôi xuống đi, chưa ai mua này đâu. Có dây nữa, có dây con thỏ gần màn hình nè. Con thỏ đâu, con thỏ đâu? À mấy ly anh, con thỏ à, mấy này ly anh, đợi em tí xíu. Ly anh này một cái 100.000 nè, bốn cái này 400 nha. Có ly anh chưa bán nào khách hỏi. Đây bốn ly anh nha, made in Ireland nha, đây cho cái nhà mình coi luôn nè. 90 được chưa? Made in Ireland nha, hàng của anh nha. Đây hàng anh, hàng đẹp nha. Cái 100. Bốn cái mà nó có nhiều mẫu nè, nó nhiều nhiều ấy nè. Đó bên trong nó nhiều nè. Đó. Nó nhiều mẫu nha. Cho mở đưa pin nè. Bốn cái này 400k nha. Rồi, ai lấy lên mã 400. 4 cái 400. Rồi chốt chị Nguyễn Ánh 4 cái 400. Rồi cái này có chốt không? 90 nè. 90 chưa ai chốt hết trơn á. 90 đưa tặng cái nữa cho ta chốt luôn đi. Ok. Rồi 90 tặng cái này gấu luôn nè, đó 4 cái 90.000, 100 bán 90 nè mấy chị. Thêm cho rồi luôn, khỏi đem xuống. 4 cái 90.000 nha mấy chị. Cái đó chốt chưa? 400k 4 cái cho mọi chị Nguyễn Ánh nè coi. Cái 90 kìa, 4 cái 90 chốt kìa. 4 cái 90 cho Nguyễn Dự nè. Nguyễn Dự khách mới lên, xin số điện thoại giùm em anh ơi. Giấu mà nè, có đi giấu không? Đâu? Nè, bán đi. À, bán rồi. Ly này đẹp lắm, ly trái dâu nè mấy chị, ly trái dâu. Rồi 4 cái này. À, 4 cái Nguyễn Dự nè cô. Rồi mã 90 luôn đi mấy chị. Mã 91 đi. Dịnh nha, chắc nha. Mã 91 nha. Ly rồi, dán số điện thoại vô luôn cô ơi. Mã 91. Khách bên em chuyển khoản đi đơn nha cả nhà ơi. Chuyển cọc chưa? Chưa, tí xíu xuống ngoài di chuyển luôn. Dạ. Yeah. 90 chốt cho Trang Bịch. 91. Trang Bịch khách mới, em xin số điện thoại luôn chị ơi. Bên em chuyển khoản đi đơn nha, bên em không có ship code nha. Tâm hồn của má chốt sao chị ơi. Rồi mã 80 đi mấy chị, ly đẹp không toàn bộ nè, cái quay của nó có duyên ghê không? Cả nhà mà cầm 40.000 vô siêu thị mua mấy cái hình ly này nè, hãng Disney này nha, mua không có được đâu, một cái 40.000 á, mua không có được đâu nha. Mã 80 bộ ly này thì ai chốt nè? 80 chú cho An My, nói thiệt luôn, vô mấy hãng Disney vô siêu thị mua là 40.000 cái là mua không nổi đâu á, mà bên em bán 94 cái mà 90.000 là quá rẻ. Xin số điện thoại nha, xin số điện thoại chị Trang Bịch nha. Bình rượu nè mấy chị, bình rượu bán 80.000 cho mấy chị luôn, mã 80. 80k 4 cái. Mã bình đi nha mấy chị, 80.000, hình con gì nè. Bình rượu 80.000 mã bình. Em chốt 80k 4 cái nè. Mã bình nha mấy chị, mã bình. Khó gì nữa, bây giờ em còn 2 bình nâu nè. Một bình bán cái nhà mình 200, hai bình là 400. Cảnh châu Âu nha, nó không có mọc chuyện chị ơi. Nó em mới khui ra chịu còn dơ em nè. Đó. Ai lấy hết hai bình bớt 50.000 đi anh ơi. Rồi, ai lấy thì comment 350. 350, hai bình 350 nha. Một vuông một tròn là cái bằng vuông tròn đó mấy chị, chân mà vuông tròn luôn nè. Bình tràn ở nhà hai cái 400, ai lấy hết bán 350 cả nhà mình luôn nha. Đó, quá nhanh quá nguy hiểm cả nhà ơi. Dạ nhỏ xíu à. Mã bình có ai lấy không? Chưa. Ấy mã bình cho Nguyễn Dự nè, nhiêu tiền? 80. Không bị mẻ không gì hết, trông kỳ xước luôn. Rồi 40 ly này 60.000 đi mấy chị, mã 60, cái 15 thôi. Mã 60, 4 cái ly 60.000. Mã 60. Nguyễn Dự của cô. Ly đẹp mấy cái? 4 cái 60.000. Bán gì kỳ trời? Kệ đi. 60 cái Trang Bịch. Tự nhiên nãy bán 4 cái 90 vô. Cái này nhỏ. Mô Phật bà ơi, bà nhìn hình người ta nè trời.
Sao thằng này ngộ quá. Đó ăn gì là hơi khẩu rồi. Cái đó nhỏ. Khẩu rồi đó. 350 là gì? 350 hai bình. 350 hai bình cho Nguyễn Ánh luôn. Rồi chị Nguyễn Ánh ơi, chị cộng giùm em 500 ngàn đi chị, em nhắn số tài khoản của chị liền. Tại khách mới cả nhà thông cảm nha. Cái này được cặp cà rốt luôn nè mấy chị. Khi nào mà quen rồi là bên em là không có kêu cọc nữa đâu. Kêu hoài em thấy cũng kỳ lắm. Kêu hoài bên em thấy cũng ngại ngại. Tự nhiên bây giờ hàng chưa ấy kêu cọc cọc em thấy cũng ngại ngại. Luôn này đi, rồi 100 ngàn mấy chị, mã 100. Em nhắn số tài khoản qua rồi đó, chị cọc giùm em chị Nguyễn Ánh ơi. Mã 100 mấy chị. Mấy cái? 6 cái. Chơi một đống luôn mà bán có 100 ngàn cho uống miếng nước mẹ. Đau quá đau họng mày. Đây. Làm bằng ly nó tan. 100 ngàn chốt cho tâm hồn của má. Rồi nè chụp. Chụp lên. Đang lên số lớn rồi, chụp số nhỏ rồi. Trang biệt sao nha. Chị Trang Bạch sao, Phụ Nguyễn sao? Bình này có số lượng nha mấy chị, 30 ngàn một cái. Vịt này tặng luôn đi Mika. Ừ, ai lên mã tặng, anh tặng cho con vịt. Bình này 30 mấy chị, mã 30. Con cua kết chịp. Con này là con cua kết chịp. Bình này mã 31, cái nào cũng có số lượng nha. Ai lấy mã tặng cung kính chịp. Đợi kiếm mấy cục. Chốt cho tâm hồn của má luôn. Mã 31, mã 30 mấy chị. Cái 30 ngàn, cái 31 ngàn. Còn cái bình này thì 100 ngàn, mã 100. Cao 12 ngàn 7. Cái này mã mộc bình nè mấy chị. Mã bình nha, cái 30 ngàn. Cô Hiền Trần Phương Nam gì à, Phương Nguyễn sao Hí Lê sao nha. Này mấy chị, cái 30 ngàn. Rồi cái này bán nhiêu? Cái pha lê đẹp nè mấy chị. Ý à, thủy tinh nè, nó đẹp gì nè. Bán cho mấy chị cục thủy tinh này nhiêu hơn, trái táo này nhiêu bán nhiêu. Rồi bán 100 ngàn luôn, bán rẻ luôn 100 ngàn. Mã 100. Cái này đã nhiều quá chứ rồi. Rồi em nhắc lại mấy chị, cái 150 đũa một hộp 50 ngàn, mấy chị lấy comment đũa nha, có số lượng luôn 50 ngàn. Còn dao, dao là 120 một cây mấy chị, cũng có số lượng luôn, mấy chị lấy mấy cây lấy. Dao lớn 120 một cây, đũa trăm, thì 50. Trăm gì? Trăm là cái gì? Nói đi. Trăm là gì? Trăm là trái táo. Trăm trái táo trái chốt cho Nguyễn Duyên. 30 là cái gì ạ? 30 lận dịch thì mày kêu tặng rồi đó. À, 30 là bình, bình này nè, lấy mấy cái? À, chị cô Tiếp Mai 1 cái, Nguyễn Dự 2 cái, Tiếp Mai 1 cái. 30 nha. Đúng rồi. Nguyễn sao gì? Mấy chị không lấy cặp? Nè. Ờ, 2 cái này 80 ngàn mấy chị, mã 80. Ly này hoa hồng 40 ngàn một cái, cặp này 80. Nguyễn Duyên 100 nè con. Còn Nguyễn Dự 2 cái. Rồi, 2 cái nè. Bình chứ tiểu à? Dạ. Rồi, tổng cộng 3 cái. 3 cái à. Bình này 150 ngàn, mã 150 còn trong hộp luôn nha mấy chị. Cao 12 ngang 10, 100 ngàn, 150 ngàn một hộp. Mã hộp 150 ngàn mã hộp. Mã hộp 150 ngàn. Rồi hai cái bình rượu nè mấy chị. Sake. Hai cái bình rượu, hai cái nhạo thiệt là đẹp. Bán rẻ luôn, cái 50, hai cái 100 ngàn. Mấy chị lên không phải bình méo cơ. Cái gì? Bình méo là bình méo rồi. Này nè, 30 rồi. Cái bình nào? Bình nãy hả? Quỷ, cái này mình chú tiểu. Mẹ nãy mẹ đọc nè. Không. Bình méo. Kìa, nó gì trăm kìa Nguyễn Anh, nó gì là trăm. Để đi, để đi. Trăm cái này nè. Mấy cái. Cái Nguyễn Dự là hai bình này. Tiết Mai là một cái bình này. Rồi. Lấy cái bình khác. Rồi xong. Rồi cái này cutani dễ tay. Rồi cái nào chuyển khoản 1 triệu em nhận được rồi chị Nguyễn Anh ơi. Rồi cái gì 100? 100 là hai bình này. Trăm hai bình này. Ừ. Rồi chốt cho anh Nguyễn Son nè. Còn bình này lên nữa đi chú. Không lấy cái khác, cái đó mẹ để làm dấu làm. Ở biết hai bình này đọc chỗ nào không? Đọc cái gì? Đọc mấy chân cô gái nè. Quên nhìn là bán 100 ngàn. Cô gái gì vậy? Không, này lấy lần đi chú. Rồi. Cái này là gạt vàng. Gạt vàng nha mấy chị, mộc đỏ luôn, hàng cutani giống như cái bình tích gì nè.
giống như mấy cái này nè, hàng Cutani nè. Con anh Nguyễn Son cho có giấy nào bán cho cả nhà cái gạt tàn Cutani này 150 ngàn, mã 150, thiệt là đẹp. Bề ngang là 9 phân. Đưa đó, dạ đúng rồi, chốt cô bình đó nha cô Tuyết Mai ơi. Cao là 8. Một cặp bình ma mư, Nguyễn Huy chốt chú Tẻo hay là chốt bình bình mốt méo. Chốt chú Tẻo thì comment chú Tẻo, chốt mốt méo thì comment mốt méo. Bấm lên thôi ơi. Dạ. Bấm lên thôi, hai này rẻ gì? Nguyễn Son á. Mẹ bán rẻ mà. Cái kìa, bình ba mư. Bình ba mư nãy giờ đọc bình này nè. Nãy giờ lâu rồi, chốt rồi. Nè, cặp ly đẹp nè. Một cặp bình chú Tiểu 30k, nè, số điện thoại Duy Nguyễn. Đọc không? Không. Rồi, cặp này 60 ngàn, mã 60. Dạ, đã chốt thêm. Lấy thêm 2 bình nữa cho khách khác, Duy Nguyễn gì nè. Chú Tiểu 30, mấy chị comment chú Tiểu cũng được hả? Rồi em có một cặp bình bông lục bình nè, còn 4 cái. Mấy chị lấy ngựng cặp đi, cặp 80 ngàn. Dội đèn chỗ qua luôn đó, hàng 60 ấy vậy? 60 là cô gái này nè. 60 2 ly chú Tâm nè, Hồn. Nè đẹp lắm luôn nè mấy chị. Cặp 80 ngàn có 2 cặp nha. Cặp 80 ngàn có 2 cặp. Rồi chú ơi. Cặp 80 có 2 cặp. 80 cho Nguyễn Duyên nè. Nè. Còn 2 nữa mấy, còn 2 cái. Còn 2 cái nữa. Hai cái này 60 ngàn, mã 60 mấy chị. Dễ thương ghê luôn nè. Cái chú dâu, cái ngôi nhà 60 ngàn, mã 60. Nè cô Nguyễn Duyên nè cô. Chiều ngang là 13 phân, 13 hết luôn. Cao là 11. Bên em chuyển khoản đi đơn nha cả nhà ơi. 60 ngàn. Cái gì 60 ngàn cháu cho Vi Nguyễn nè. Bên em chuyển khoản đi đơn, bên em không ship code nha cả nhà ơi. Nè mấy anh chị, cả nhà khách mới mua hàng thì chuyển khoản cọc cho em. Cả nhà đang xem live cho con xin vài dấu chấm cả nhà ơi. Cả nhà chấm bài bài các lên nha, chấm đều đều lên nha. Cả nhà đang xem live bị thoát ra thì cả nhà vô lại gớm nhật kim lên nha cả nhà ơi. 30 ngàn bình mấy chị, 30 ngàn một bình. Rồi còn được mấy bình nha, 30 ngàn. Mấy chị lấy máy sẹt máy luôn nha. Bình rớt 30 ngàn luôn, bán rẻ nè. Bình rớt 30 ngàn. Còn 3 bình nè. Cái này chưa bấm lên. Cái tên gì cô? Không biết. Đâu. Bình rớt 30 nha mấy chị. Nguyễn Duyên đúng rồi, 80 Nguyễn Duyên đúng rồi. Rớt 30. Vi Nguyễn. Rồi còn có 3 cái đó hết luôn. Bình rớt 30 còn 3 cái. Để gót nước mắm nước tương là VIP. Gót tiêu cũng VIP. Rồi Tam Thái, cái này mình có bình không ta? Tam Thái gì? Ly Tam Thái này mình có bình không? Không. 6 cái ly Tam Thái, cái 40 ngàn. Tam Thái, cái 40, chung trà mấy chị. Chiều cao là 6, chiều ngang là 8. Cái này vô bộ trà luôn, mình nhớ có bình 40 nha mấy chị. Cả nhà cứ yên tâm mà mua hàng bên em nha, bên em bán là giao cho tới nhà cả nhà luôn. Bao bể vỡ nha. Bể vỡ cái nào thì bên em đền cái đó nha. Cho em coi bình 31, bình 31 là bình này nè. Không. Ừ. Dán lục bình luôn đẹp. Quay qua đây cái. Hút rồi, hút đá rồi. Cái bông ngay camera. Qua trái xíu, qua trái. Rồi. Mã 31 nha. Cái lấy cái nào chục. Nói bên em chuyển khoản lại tại chỗ cho nhà mình luôn nha. Cái ly mốt méo đẹp nè mấy chị, như thiết vậy đó, có 3 cái 90 ngàn. Ý gian là đồ bể vậy đó mấy chị nè. Nó mốt ngộ lắm. Một cái 30 ngàn một có 3 cái. Một cặp 31 luôn. Cặp này cái nhiêu? Cái 30. Còn cô? Một thùng quá chú Lý đưa mẹ mà. Đâu. Lấy cặp này nha. Ừ. Chụp đi rồi kêu chú Lý lấy 90 ngàn, 3 cái ly mớt nha, mã 90. Cái này nhiều ít nữa nè. Cái này nhiều ít nữa nè, không biết nè. Cái đó có 3, có 4, 5 cái đó. À cái đó, cái bông này là cái bông trắng kìa. Không nào. Rồi lấy 2 cái luôn. Vi Nguyễn á cô. Cái này anh lấy 4 cái. 4 cái. Cái này có 4 cái, bán mấy chị 100 ngàn, mã 100. Cái 25 ngàn thôi. 2 cái nữa phải không? 13 rồi. Phân, miệng 4 2 phân. 2 cái phải không? Dạ, đúng rồi. 4 cái ngàn 100 ngàn. Mã 100.
rồi chơi. Con này có mấy cái chị? Nó tròn á. 11 phân. Tròn bự á. Cái tròn bự nó kìa. Miệng 4. Cái này nè. Cái đây này nè. Đây trên này có 1 cái nè. Cái hàng cái hả? Anh lấy này còn không mà là có 1 cái. À, cái 1 à. Rồi 40.000 cái bình này mã 40, con cái 1 mấy chị. Mã 40. Cái này 1 chục 80.000 nha mấy chị, 1 chục 80.000. 1 chục ly gì nè, 80.000 mã 80. Ngang là 4, cao là 4.5. Dễ thương luôn, chục 80.000. Mày đi lâu hơn. Quá dễ thương nè cả nhà ơi. 60 là gì? 60 là gì? 60 hai bình nó hết rồi. 60 hai bình nó phải không? Ừ. Đây nó biết một cặp nó 30. Ừ. Rồi cái này rồi. Cái mới chưa lên. Không mà mới. Nhiều quá. Đó là con thùng. Nó đẹp quá. Rồi. Cái này là mài lên rồi. Mài nha mấy chị, còn cái này dĩa có dù lộng luôn, đẹp quá. Rồi bán hết đống này cho cả nhà mình à. 120 thôi, mã 120. Nó đẹp nè, đồ quay nha. Thiệt là dễ thương luôn mấy chị ơi, về chân đẹp lắm luôn. 124 món. Sáng chục với Nguyễn chốt. Nó chốt rồi hai bình. Wow. Rồi lên đầu. Ở đây có bình bông, có bình tích nha mấy chị. Mua cái gì nói, có chén chục luôn nha. Còn chén lẻ cái 10.000. Chị nào thích xài chén lẻ thì nói em lên chén lẻ cái 10.000. Chén lẻ thì cái 10.000, chén nhật luôn. Trời ơi, trời. Nè mấy anh chị, 200 bán cho cả nhà 150.000 luôn nè. Để đá tới lá lui để nó bể. Mã 150. Bề ngang 22 phân. Chiều cao 9 phân. Mã 150, cái tô bự đại nha. Me sợp, thành ra nó không có một chuyện. Mã 150. Trời ơi, ở Thủ Đức có chỗ ngập người ở đó xe luôn. Thủ Đức mình hả? À? Ghê vậy. Chị ở Thủ Đức. Chị hỏi đứng ở đây nè. Bên trong bực đây mình, tại mình xuống cái dốc này nè, chiếc chuối nè. Ờ. Kế bên mình luôn nè. Đường gì? Không biết đường gì, trời ơi, cho nó ngập nửa nhà luôn, ngập tới luôn mọi người luôn. Đâu? Chứ ghê vậy. Chết trời. Rồi ba cái này 60.000 mấy chị, để đồ ăn sang luôn. 60.000 mã 60. Gặp nửa với xe luôn nè, gặp nửa biển số luôn. Trời. Bề ngang 11, con ai chốt lên 60.000. Chưa ai chốt hết. Ôi dĩa chiếc lá quá dễ thương mấy chị. Quá đẹp bộ dĩa chiếc lá. Mỏng mạnh, đẹp, dễ thương. Bộ này 200 mã 200. Cưng ghê chưa, bộ chiếc lá 200. Xịn luôn mấy chị, mã 200. Chưa. Mã 200 bị ngang 16 phân, mã 200. Đồ đẹp. Nhìn cái tô đẹp cái gì? Ủa cái tô gì mà đẹp cái gì? Mất quý ha. Đẹp quá. 20 phân bị ngang. Chiều cao 10 phân, cái tô này đựng tô đồ ăn nó đẹp nè mấy chị. Tên nước nào vậy? Hàng này Narumi, xứ xương. Bán nhiều. Rồi bán 200 luôn đi. Rồi bán 200 mấy 200 đi. 200 mấy chị, 200 mã 200. Cái này 9 chén 7 nắp. Muôn đèn 60k. 9 chén mà 7 nắp. Vậy mình bán 9 chén 7 nắp bán hết luôn. Chào gớm đậu chị nha. Nè mấy chị, cái này 9 cái chén mà có 7 cái nắp nè. 9 cái chén mà 7 cái nắp.
7 bộ, bộ 40, 7 bộ nhiêu? Bộ nhiêu? Ờ bán 350 thôi, 9 chén với 7 cái nắp 350 ngàn bán rẻ luôn. Đưa đây coi hên. Đây. 9 cái chén gì nè mấy chị, 9 cái chén có nắp gì nè. Mà có hai mất hai nắp còn có chào chào 33 người nha, hết biết đường đọc rồi. Này mấy chị ơi, 9 cái chén gì nè, 350 ngàn. Có 7 cái nắp luôn. Hên. Mày kêu có nắp cái chén này. Nó giỡn hoài, bông đẹp nè. Mà cái hình dài dài ngộ lắm. Rồi bộ này 80 ngàn mọc luôn nè mấy chị. Ờ hai cái này thăm mà hên ơi. Đâu. Nè. Mọc ta gì đó trời. Mọc có gì đó nó ngoài nó bóng lưỡng nè. Thôi bán 60 ngàn hai cái này thôi nè. Tặng hai cái này luôn, 60 ngàn. Mã 61. Mã 61 quá dễ cưng mấy chị. Mã 61 tặng hai cái dưới nha. Mã 61. Nó đẹp nè, chén ngũ sắc nha, ngũ sắc đen luôn. Bông thiệt là đẹp. Ba cái ngũ sắc này bán mấy chị rẻ luôn, mọc chuyện đẹp nè. 200 ngàn thôi. Mẹ có cách bạn như thế này. Lấy cái nào. Trời ơi. Đang theo dõi ơi. 200 mã 200. Ngũ sắc đen nha mấy chị. 13 phân. Cao 5 phân 200 mã 200 nè, nó đẹp nè. 200 mã 200. Rửa đá là luôn nha. Trời ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy? Rửa đá là luôn. Gì nó đẹp nè. Có chén đẹp nè mấy chị. Cái này của tay tù là hàng của hôm bữa bán ấy nè. Hôm bữa mình cái mấy mình bông 6-7 triệu mình bán 7-800 cái nhớ không? Ờ vậy hả? Ở đây tay Tùng nè. Ừ. Rồi mất tiền lắm á. Này 5202. Rồi em xét 150. 150. 730 nữa. Rồi bán 150 bán đi. Xét ta 4-500 ngàn bán 150. Rồi hai xét này 300 mấy chị. Mã 300 quá trời đẹp luôn. Lại cụ. Mày cái gì mày la tao hoài vậy? La gì? À 300 nha, 300 mã 300 cặp hàng của Italy á. Hàng Italy á mấy chị nè. Mà vẽ tay nữa, đẹp lắm, để lên đây. Rồi lên đầu đi. Chén muối tiêu. Hết đống này 60 ngàn mã 60. Nè, hết chơi vậy nè, 60 ngàn đựng muối tiêu. 60 ngàn mấy chị ơi, mã 60. Mã 60. Mã 60. Phải đi tốt hả? Dạ. 4 cái dĩa này mã 61 luôn, bán rẻ nha, mã 61 60 ngàn luôn. Bề ngang 14 phân. Đừng lấy nước. Dài 18 phân. Mã 61 4 cái. Cái đó 60 ngàn mong ai mua quá uổng ghê. Rồi cũng nên kiếm. Ừ, mã 61. Dĩa 3 ngăn. Rồi nó mới to nên đút lò hâm đồ ăn được luôn mấy chị. Cặp này 80 ngàn, mã 80. Cái mã 61 là gì vậy? Mã 61 là... mới đọc cái gì đó. Ờ, 4 cái dĩa vuông á. Đúng rồi. 80 ai chốt hên ơi. Dứt cái da, mạnh hư. Mã 80 nha, đựng đồ ăn lên đây, đựng cơm. Ok luôn, mỏng lét thiệt là đẹp. Mới to luôn. Mình thấy được không? Ờ, mã 80. Nguyên hộp này 150 ngàn, 10 cái mã 150 men sọt với chị, đẹp tuyệt vời luôn. Một bên 13, một bên 12. Mã 150 10 cái, mã 150 10 cái. Sao cái 60k vậy là không phải đó rồi cô ơi. Có loại 60 là chén nước chấm á hả, phải không? Phải không? Ừ, hai cái mã 60 đó phải chén nước chấm nhỏ không? Hỏi khách đi.
quá đẹp nè mấy chị, 4 cái này 80 ngàn, mã 80, bề ngang 13, bề ngang 17, một bên 17, tam hái nha, để lò được luôn. Bộ này 80 ngàn, mã 80, thiệt là đẹp. Mã 80. Trời ơi, mẹ Khoan ơi, nãy giờ mẹ nó bị đứng cả nhà ơi. Khoan, nãy giờ mẹ nó bị đứng. Mày lớn mày bấm cái này hoài nè. Đó rồi, con không chịu đó. Hỏi con còn chụp 61 cho người ta coi, người ta còn nhắn tin nữa nè. Bấm gì mà bấm. Cái này giờ tự nhiên bán không ai mua. Cho mày đứng. 80 giống bấm chỗ bên gì vậy? Này 80 nè. 61 nè cho. Ê, 61 để của nhà My nè. 61 là bốn cái dĩa lá tre á chị, dĩa mới em lại á. Rồi mang hoặc nói khách đây giờ cái máy bị đứng. Trời trời. Tao phải ăn lên nữa. Chè bấm nè. Đó rồi con mà nói rồi sao được. Mười cái 60 là dĩa nước chấm. 10 cái 60 dĩa nước chấm đó. Rồi 200 là gì? Đinh Hùng Hậu. 200 hả? Ờ, Đinh Hùng Hậu chốt 200. Đây, 200 ba chén này nè. Rồi cho mình sắp không? Như cái tô cũng 200 nữa, hỏi ảnh cho lấy cái gì? Mày nó đúng rồi. 200 hỏi này không anh Đinh ơi, anh Đinh Hậu ơi. Hay là cái tô 200. Vừa mưa là mẹ đứng liền luôn á. Dạ, chà My đó con. Chà My chưa đó. Còn anh nãy là mà ba. Là 61, 60. Không, bỏ đi. Dán chà My vô cho con. Chà My chưa có bấm. Bấm rồi đó. Rồi đó. 3 cái 200. Hùng Hậu con nhắn cho con. Cái này 80 nè. Xem lại cặp ly Italy kìa. Chà My chốt 10 cái 80. 10 cái 80 phải không chú? Không phải. 10 cái 80 là gì? 10 cái 80. Đây Italy. Là cái chén nước chấm nhỏ xíu hả? Thì kiếm 2 ly, 2 cái ly Italy đi. Italy là thằng hên biết, không biết. Nó để đâu á? Bà nội thì bà mới cầm bà để bà ảnh ly Italy người ta gì nó nói đâu. Ly hay là cái chén như cái cái chén như dĩa đó. Trời mày nói ly, anh Lý nói ly, tao thì chén như dĩa. Phan chú gái Bell ơi, giờ lên lại chú gái Bell ơi, 150 là gì nãy nè. Tại vì hai dĩa đó. Phải không? Không biết 150 có đọc. Rồi bây giờ lên lãnh chén chấm thì lại đi nè. Phải không? Chốt tô 200 cả nhà. Cả nhà ai mà hai comment em không đọc được, cả nhà comment lại giùm em nha. Tô 200 nè. 10 chén chấm chấm chút chưa nè. Phan 150 đó nào, nhớ lên tiếp coi. 150 là một cái đó là 150 đó. Cái đó là 150 hai cặp này 300 nè. Tô 200 chốt chị Vương Lan Anh nè. Ờ tô nè. Cái này nhớ chút chút đi Phan này từ. Phan này từ lên này cho nó gói đi. 150 vừa mưa lên liền là mẹ nó đứng. Lên lại nha mọi người ơi. Bộ này 150 nè, lên lợi nè, bộ này 150 nè. Có 200 nè. Nè có nào 150 không? Có 150. Nè bộ này 150 nè, bộ lá nè. Lọ 40k cho chồng y. Nguyễn Hường chút sao? Chưa bán lọ. Lên. Nguyễn Dự 80, Hàng Chương 80, chú gái Beo 80, Phương Thanh 150. Mấy mã này cả nhà lên lại chăm mày giữ nhắc nè, nè, 150 nè. Bây giờ mình lên đây nói phải hỏi nè phải. Chị ơi, phải 150 là này không? Phải ok lên. Nhỏ loại nhỏ 40, 150 là 10 cái chén chấm trong hộp. Đây nè. À, rồi chú cho Phương Thanh. Rồi, đâu rồi mới thì đâu rồi. Đây. À, đúng rồi. Đúng phải. Nè. Cái vô đưa cho ông lên nó lấy. Không. Đúng rồi, không phải. Nè, cái giò chỉ kìa. Kìa, cái giò này nè. Ôi trời. Ai chú cái gì nhắc lại giùm cả nhà ơi. Kìa nó là lên chung một dàn nhỏ. Tao có chung một dàn nhỏ, nói cho chung nói chung gì. Chung này nè, 80 ngàn chục. Thấy nghi nghi, tự nhiên không ai chốt, bấm thoát ra vô lại có người chốt liền. Nhỏ chứ lâu rồi mà không chốt. Tại vì cái mạng nó không có nhảy. Đây nè, nè 10 chén chấm của ai nè. Chốt đi. Lên 10 chén chấm thì của ai lên lại, hết hỏi nè. 10 chén chốt. 80 chứ cho My là gì ạ? Mười cái nhỏ đó. 11 cái này 60 ngàn nè chị nè. Mới bỏ lên nè, 80 là gì? Cái gì? 80 cặp dĩa nè. Chúng cho My.
Bộ này 11 cái 60 ngàn. Đúng rồi, 80-10. 80-10 cho em Văn Ngoan. Chị Nguyễn Duyên 80 sao Trà My? Cái đó là không, cái đó có 60. Em 60 à. 80 là cái ly này nè. 80 là chị nói cái này phải không? Cái ly phải không? 80 à, 80 ly. À, 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 vậy này lộn rồi. Đâu có, người ta chết lúc rồi. 80 Trà My chốt mượn cái ly này này, chạy chạy nghe là anh đi. Anh biết. Đi đó, đi đó. Đâu? Chục cá, chục bà 80, bà không 80 một cái nào bà lên cũng 80. Hồi nãy không ai chốt cha ơi, nó đi nguyên một vòng. Mà đổi thừa tôi đập mặt bây giờ. Bớt giỡn đi. Thôi. 10 ly ok cho nhà My nè. Ừ, lấy ly đi lấy. 80k sẹt 10 cho Lê Quang Ngoan luôn à. Ờ, lấy không nguyên một ly là anh lấy rồi. Dán có cái bọc, có bị dán đâu đây ạ? Chồng là cái ly gì? Khác. Lê Quang Ngoan, anh chưa coi ơi. Cái gì? Lê Văn Ngoan anh chưa? Nó đang cầm mấy giấy gì kìa. Lê Văn Ngoan anh chưa con? Có rồi. Rồi, tổng cộng là 20 cái ly nè, đem dưới luôn đi. Đừng. Để đây phải không? Lấy 20 lên đi. Nguyễn Muối Tiêu 60k anh lấy lên. Nè nè nè. Rồi chơi chốt cho Nguyễn Duyên 10 ly luôn nè cô ơi. Chụp chưa, chụp chưa. Là 30 nha. Không đi nó nhiều lắm á. Để anh nhớ nhiều lắm. 60 ngàn mấy cái cho. 60 chưa có bóng nữa nè. Khoan chị Nguyễn Duyên ơi. Khoan một hộp là anh không biết chốt được là chốt hết. Từ từ với nhà ơi. Mà đợi mà mẫu khác đi nào. Không, không có đâu. Cái đó hồi chiều vui ra được có 5 cái à. Bây giờ hên, bỏ qua đi đi, để chú lấy kiếm đi. Rồi 80 lấy gì nữa? À, cái ly này đợi đợi một xíu nha cả nhà ơi, tại vì đang kiếm rồi bây giờ ly bỏ qua bên đi. Rồi, có chung lại bộ bốn dĩa bầu dục mã 61. Ừ, nói Trà My chơi đủ nó 10 cái đủ nha Trà My chưa? Rồi bây giờ bỏ qua mã đi. Mã 61 vào là hai cái dĩa thăm với hai cái dĩa nguyên á. Hai dĩa thăm, hai dĩa nguyên á hên. Lấy chốt rồi. Hai cái mẹ tặng á. Không, xuống bàn rồi. Rồi bây giờ nè, cái mã này tìm chưa có ra nha cả nhà ơi, khách đi ra ngoài hết luôn rồi. Có cái màu xanh nằm trên nè Thư. Bây giờ là, bây giờ là khoan nha. Bây giờ là có cái mẫu khác đi, mẫu này. Mẫu này số lượng nhiều nè. Nè. Đây. Đây chung một đẹp hơn cái hồi nãy luôn nè. 10 cái. Bỏ cái hồi nãy đi, bỏ cái này đi, 10 cái 80 ngàn, ai lấy kèm số lượng. Nó đẹp hơn nãy luôn. Lấy 50 cái cũng có nữa. Rồi lên lại đi. Có mẫu này nhỏ nè. Khoan khoan, bỏ mẫu đó đi. Lên lợi này đi mấy chị, 80 ngàn. Lên lợi này đi. Lên lợi này đi. Rồi cây 10 cái luôn đó. Cây mấy cái? Cây 10 cái đây là có 5 cây nè. Rồi chốt kìa. Rồi Nguyễn Duyên 10 cái. Nè mày chụp hình cái một đi, tao truyền xuống, bấm giấy đi. Bấm vô Nguyễn Duyên 10 cái, đây Nguyễn Duyên hợp. Bấm đi con. Nguyễn Duyên 20 luôn. Rồi. Bấm chụp đó đi. Tay ra. Rồi tới ai? 20 cái là 160k. Rồi. Rồi chưa ai thì đố. Cái mẫu này nãy ai chốt? Rồi mẫu đó để đi kiếm cái nữa. Đi tao mày bán Tư ơi. Chớ đi. Rồi bộ này cái 30 ngàn. 80 mẫu khác. Lấy chỗ đó nữa cho chị Trà My. Rồi bộ này 120 nha mấy chị. Mã 120. Em chốt chị này cho chị Trà My. Mã 120. Rồi 10 ly đó, 10 ly cho chị Trà My kìa. 10 ly trắng hả? 10 ly mới thịt đó. 10 ly mới thịt đó. Rồi lấy liền. Mã đầu thư. Rồi 10 ly. 10 ly này nè phải không? Không, cái kia khác mẫu, cái đó khác mẫu. Ủa nè, chị nói là 10 ly 80 mẫu khác là mẫu này. Mẫu khác thì đúng rồi. Nè, đổi là mẫu khác rồi nè. Nè. Rồi quỷ này đi, quỷ cái quỷ ra. Cái sạc nhiêu tiền vậy? 80 đúng không? Rồi. Là ai nữa kìa. Ok, đợi chắc. Rồi đi. Và 60 ngàn. 10 cái là gì? Hết rồi. Huệ Tường 80. Rồi 80 ly đó. Huệ Tường khách mới cho em xin số điện thoại luôn nha Huệ Tường ơi. Khách mới chuyển khoản đi.
ngàn. Mà cái anh chốt 200 chén ngũ sắc hồi nãy anh chưa cho xin số được. Chưa cho xin số điện thoại luôn anh ơi. Anh không cho số điện thoại, số anh ra đi thôi rồi. Ba cái chén ngũ sắc vàng á. Giờ còn ai nữa không? Chưa. Quay toàn ly nè. Chụp hình đi, chụp hình đi. 10 cái. 80 ngàn đúng không? Mẫu này bấm hết lâu lắm rồi, cái này cặp phương mấy cái trong ra đó. Còn rồi, này là nhiều nè. Con này mới nhiều nè. Con này như này nè. Cái này. Cái này còn 10 cái. Bỏ hộp đi. Rồi, bỏ hộp đi. Này mẹ này, lên đi lấy một khác đó, nó còn nhiều đó. Này đi qua đây chị ơi, để nó gớt này. Chơi gì đi cho mẹ. Phải đi nhỏ lên. Có bộ nhỏ này nè, lấy lên bán. Lộn vô đây. Cả nhà thoát ra vô lại gớm giật kim lên cả nhà ơi. Mưa mất mạng đó. Mưa bị mất mạng nha. Rồi mẫu này còn được 30 nha. Đúng rồi, mẫu này còn được 30 mấy chị, chục 80 luôn nè. Cây nhiều. Cây 10 cái nè, đừng có té ra nữa, nữa mất gối rồi. Mẫu này 80 luôn nè, anh này bị mẻ 1 cái rồi nè giờ. Bỏ đi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Vì lần cây tới 11 cái đó nha, không xé rồi, không biết đâu á. Điếm này đứa con nào ơi. 10 cái, xé làm chi. Wow. 10 cái người ta đã màu vàng đó cho đậu chị. 10 cái hả? À. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chụp đi, lấy bọc đi. Xé không đi. Thì lấy bọc đi, ta điếm kêu cho. Rồi, ai lấy nữa comment lên nữa vậy cả nhà ơi. 5 nè. 8 nè, rồi đó 10 cái đó. Rồi cho qua nha. Nè, đưa lên này, cái này còn. Cái này cũng đẹp lắm nè mọi người ơi. Còn nhiều cái. Còn cái này còn nhiều quá. Có mấy chục. Mày chụp chưa hơn? Chưa đợi con lắm. Rồi cái mẫu này cũng 80 nha mấy chị. Mẫu sau đó mấy chị có lấy. Đây đi, con làm đây. Đây con anh chị đậu gần cái này mấy chục. Tiếng thì chồng nữa. Khoảng từ tới 20 cái thôi. Rồi, 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 rồi. Rồi. Mấy cái hộp này lên thêm mấy tiền. Không có, để đây con biết rồi, con có nhắn tin rồi con biết. Nè, chốt này 10 cái trước cho con đi. 3, 6, 10 cái đậu chị nè. Đậu chị có rồi. Rồi, cô Yến thì chặn 10 cái đen nữa. Té ra đi, đủ rồi. Còn lấy cái trắng 10 cái nữa cho Huệ Tường. Trắng nào? Cái trắng này. Trắng chú Lý cầm 10 cái cắt bệnh á. Lấy chú Lý. 10 cái mới có thịnh cắt anh Lý. Lấy con cái bọc đi con. Đây nè. Nói này phải không? Dạ. Hết chưa? Cái này có 5 cái với cái chén thủy tinh đẹp nè. Bán cho mấy anh chị mình 120 ngàn. Bán 120 nha. Ý này nhận 10 cái vậy thôi. Rồi, rồi với cổ Huệ Tường lấy thêm 10 cái trắng. 10 trắng đằng kia đây đâu có trắng. Trắng nào? Trắng vừa chốt rồi hết rồi hả? Đã lấy 10 cái rồi mà. Đúng rồi, 2 cái mẫu rồi. Trắng vừa rồi kìa. Trắng bự đúng không? Ờ, chị Lý đang cầm đó. Khoan khoan, cô nghe lộn, cô nghe lộn, cô nghe lộn. Cô nghe lộn. Cô nghe lộn 20 cái, mua 80 ngàn nè. Ừ, cái đó còn đó. Rồi, diễn hứng này đi. Có anh chụp luôn hả? Ừ. Em bên ngồi. Rồi cặp này bán cho mấy anh chị bằng sứ đẹp nè, 60 ngàn mã 60. Hai cái ly ăn kem nha, mã 60. Cao là 7 phân, miệng là 10 phân, mấy chị coi nó đẹp nè. 60 ngàn cặp này mã 60. Xã Huệ Tường. Quá khùng. Quá
Đô là sư cô. Đây nè anh Lý, mẫu này phải ở đây không? Đưa đây, mẫu này bên đây nè. Ừ. Mẫu nó không đi. Này này mẫu mới này, còn này. Nhưng mà con này còn. Mấy con á. Mấy con này. Rồi, rồi còn 5 cái ly này 40.000 mấy chị hốt giùm luôn cho em đi. 40.000 mã 40, còn 5 cái 40.000. Mã 40. Nè 60 này có ai chốt chưa nè? Chưa. Để làm thinh hoài đó. Cái hũ dễ thương quá cô te có cái nắp 30.000 mã 30. 4. Ly mèo trắng. Con này nè. Nó cầm lên bán luôn đi. Nè, màu trắng này phải không anh chị ơi? Ai? Nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Cái ly này đẹp cái gì của anh, của gì vậy? Không biết. Chưa mời mà đứt thôi. Có tiếng liền có quay quốc gì không? Tiếng liền. Yomakaji gì đó, cô Nhật. Rồi, cái ly hộp có nắp bán rẻ cho mấy anh chị 70.000 mã 70. Nè, có con mèo nằm nè. 70.000 nha, mã 70. Dê nè. Mèo nè, ngủ trên giường luôn nè. Đây. Cô ấy như chằn. Ờ, nó cậy. Ờ, cho con. Nè. Rồi, cái này còn nè, mấy chị nó hơi bự nè. Uống trà được nha, chục trăm ngàn, hiểu con cá. Còn mấy cái trăm ngàn, còn mười mấy cái nha. 70 cái cô ấy như chằn này nha. Bề ngang là 5, chiều cao là 6. Đây còn mẫu khác nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Này còn hả? Rồi cái ly. Trời. Hỏi chị Bích Thủy lấy luôn không? Đẹp quá trời luôn, hàng xịn nè mấy chị. 100.000 má 100 này xịn nha, ly xịn nha. Hiệu xịn đó. Này hàng Italy. Ừ, 100. Hiệu Volotino nha. Má 100. 100 Bích Thủy nè. Rồi cho qua luôn. Cặp này 60 không chị nào lấy bán 50 luôn mà 50. Rồi này còn 3 cái mấy chị. Cái 70.000 còn 3 cái nha. 80 hay 70 quên. Con lên tiếng hồ 100 nè. Đây nè. Đọc đó, đọc. Nó lên 100 nè. Này lấy gì vậy ngộ vậy? Cái gì đó vậy đó. Không nó để cái nè, cầm cái này đi lấy. Cái này nè dựng nó gì nè. Mở ra coi hên. Cái này cái dựng cái gì? Được rồi, gác dĩa đây nè. Cái này 70 hai cái là cái gì vậy? Dựng, cái này nè. Còn 3 cái kêu cô lấy giùm hết luôn đi. 80 hả? Ờ, nói lộn. Vậy 80 nha chị, tại nãy bán hai cái rồi mà em không nhớ giá. 80 đi chị, gì đó, còn 3 cái lấy giùm em đi. À, cái này lấy gái dĩa. Này đây gá dĩa gì nè. 240 nó cô 240. Không muốn ấy thì gá cho tôi luôn. 70 hai cái cho cô Thủy kìa. Thì nói cô 80 đó mẹ đọc lộn đó. Rồi cái dĩa này 300.000 bán mấy chị 280 đi. Nè nó đẹp nè. 280 có quay luôn nha. Bông thì bông ghẻ tay. Bề ngang 32.5. Rồi còn cái để bán người sau. Nó không có một chuyện nha mấy chị men sợp. Đẹp vậy nè. 280. Còn dư cái cây này là cái giá dĩa luôn hay gì nè. Đúng rồi. Anh như vậy nè. Đó. Nó hoài nó chặt nó tỉnh mày không đúng rồi. Chặt chưa? Mấy hai cái à. Mày chặt chưa? Chưa. Đang cố đánh lộn. Biết nó hồi nãy thấy cái vị đó mà nói không lại. Bơi cái này mày bắt ba. Cái này để làm gì nó tặng luôn này nè mấy chị. Hai cái. 280 có ai chốt chưa nè. Nồi nè mấy chị ơi, nồi nè, nồi là chén muối tiêu luôn nè. Vậy bán nhiêu? Tiêu 280. Vậy. 280 nó còn băm nhật luôn nè. Vậy chiều tao 280. Ba màu. Ba cái là ba màu y chang gì nè mấy chị mà ba màu. Bán cho cả nhà bộ này 150.000 quá trời đẹp, mộc nha, 150.000. Mã 150. Chiều dài 20 phân, chiều ngang 13 phân. Ba màu 150.000. Để đồ ăn là cực kỳ đẹp luôn. Mã 150.
ba cái chén lưới xịn sò qua đào mà nó có lỗ khổ lắm mấy chị nè. Hàng cấp tay đó 150. Ba cái này bán cho mấy chị mình 120 quá đẹp. Chén lưới nha mấy chị, chén lưới 120. Cực kỳ qua đào luôn. Gặp chén thường có 30.000. 120. Ồ cái này dễ thương quá. Hai cặp. Cái gì? Ly xanh có nắp mà chưa thấy chụp hình. Cái ly chăm sao? À cái ly chăm sao là của cô, còn cái ly trước là của cô Yến Trần, Yến Thị Trần nha cô ơi, cô Bích Thủy ơi. Rồi cái này mẻ rồi. Ba cái này đẹp quá nè, 50.000 mã 50. Mã 50. Hai cái nồi nó rạng rạng bên trong hay là cái kiểu nó gì nha mấy chị nè. Đẹp luôn nè. Hai cái nồi đẹp bán 60.000, nó hơi dạng bán rẻ nha cả nhà ơi nè. 60.000, bề ngang 13 phân, cao là 5 phân. 60.000 cặp nồi mã 60. Rồi này còn cái nè, 80.000 còn cái nha mấy chị, mã 80. Bình bông xưa đẹp Butani. Nè, thấy thương không? 150.000 mã 151. Chiều cao nó 16 phân, ngang nó 3 phân với chị, mã 151. Có con chim đậu nè, thấy không? Nó đẹp nè. Bình xưa nha cả nhà ơi, bình này là bình Cutani nha. Mã 151. Mã 151. Năm cái chén vuông đựng nước chấm muối tiêu xịn sò, muối tiêu xịn sò với hai cái đen. Rồi bán bộ này cho mấy anh chị là 70.000 thôi, bán rẻ luôn, hết đống này 70.000. Mã 70 đó, cho đi cái này đi. Mã 70. Một cái hộp bằng nhựa kiểu cơm ăn có hai hộp lận. Trời ơi nó đẹp nè, hai hộp hai nắp luôn nha cả nhà ơi, hai hộp hai nắp còn tem luôn chưa ai sử dụng nha. Rồi hộp bộ này bán 80.000 thôi, mã 80, hai hộp đựng cơm 80.000. Mã 80. Ba cái tô hình 80 nó mới chọi đấy, nó thấy nhẹ nó chọi đó. Ba cái tô hình trái xoài nó đẹp nè mấy chị, một chuyện đẹp luôn nè. Ba cái này bán cho cả nhà mình 150.000 mã 150. Dạ 70 mới chọi chứ. Đây nè 80 kìa. Không 80 đây nè. 23 phân. Này đựng đồ ăn đẹp nha mấy chị, mua đem ghê luôn. 150. 150 cho chồng y. Đây. Cặp dĩa xịn sò 60.000, mọc đẹp luôn mấy chị, 60.000 cái mọc nó nhỏ vậy nè. 60.000 mã 60. Cặp dĩa 60.000. Nè chốt này đi 150 đi. Cái dĩa màu vàng thiệt là đẹp. Ôi thấy thương quá. 50.000 màu vàng. Mã 50. Bông nổi bên trong luôn, bề ngang 24 phân mấy chị coi bông nổi đó nè. Bông trắng nhỏ 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 nổi đẹp luôn, 50.000. Ôi cái dĩa thấy thương không? Bề ngang 24 luôn, cái dĩa đẹp nè mấy chị. 60.000 mã 60. Cái dĩa đẹp 60.000. Nãy lên cái gì ta? 60 cho cô Ngọc Trang. Cặp dĩa mới to luôn mấy chị ơi, nó đẹp nè. Ngày dĩa đây hả? Ừ.
cái dĩa này của nước nào mà đẹp chứ gì? Này à? Nó đẹp quá đẹp à. Kachikichi là của ai? Nhật, của Nhật chứ của ai trời. Mã 61, mã 61. Tập dĩa mã 61. Mã 61. Mã 61. Một cái dĩa mộc nha mấy chị. Trong lòng nó hơi chày chày nha, bán rẻ 50.000. 61 chốt. Trong lòng nó chày chày nè, bán rẻ 50.000. Nó hơi rồi nha mấy chị, nó hơi chày chày nha, 50.000. Trời ơi, cái này lỗ tiền ship luôn. Dĩa 3 ngăn, cái 30.000, có 5 cái. Mấy chị lấy mấy cái lấy. Dĩa 3 ngăn, một cái 30.000. Bề ngang 26 phân, dĩa 3 ngăn, một cái 30.000. Chốt cái gì mã mấy rồi? Anh nhớ biết gì chứ này. Rồi đưa xuống. Nè em bán hết gì cho mấy chị rẻ nha. Một cặp chén nè. Này nguyên cặp luôn nè. Dí này 4 cái là 6 cái. Dí này 2 cái là 8 cái. Rồi hết 8 cái chén này bán cho cả nhà mình 100.000 thôi, mã 100. 8 cái chén đẹp nha mấy chị, 100.000. Giống nhau là 4 cái, giống nhau 2 cái. 8 cái chén đẹp 100.000. Để 3 ngăn hàng của ai vậy cô? Cũng Nhật không à, không có nào Việt Nam. Cũng Nhật. Để em nhớ luôn đi. 3 ngăn hàng ta cũng thấy cũng khoát. Cái này nó không có chuyện gì ơi. Mà hàng Nhật không à. Nè hàng Nhật khui kiện ra nó có sẵn như vậy. Nè nó đẹp gì nè. Cái nặng lắm, 30.000 thôi. Lỗ tiền ship luôn. 100 nè, có ai chưa đưa bỏ ấn dưới luôn. Mấy giờ mà em ngáp chưa nó? Nha, bán tới 11 giờ đi. Lá Thư, gói lấy mấy cái đó lại Thư, chén đó. Không có dĩa, dĩa măng đó. Hai cái chén lá này mấy chị, với ba cái chén mộc nè. Rồi hết bộ này bán cho mấy chị mình bán rẻ nha. Dĩa 3 ngăn kìa. Chưa ta hỏi mà. 70.000 đi, mã 70. Mã 70. Cặp này đẹp nè. Hai cái này là thấy 60.000 nè mấy chị, nó đẹp nè. Bán hết 70.000. Chốt ai kìa. Hiền chồng. Ba cái tô trắng với năm cái chén nước mắm nhỏ, hộp xoài này nãy mới để chung cái hộp xoài bán cho cái chị gì đó, Trà My gì đó. Cô Trà My sao rồi? Mẹ này chị Trà My hồi nãy chị có lấy mấy cái tô hộp xoài nè. Rồi bán hết diện 100.000, mã 100. 8 món 100.000. Mã 100. Thư ơi. Bộ này 60.000, bộ này 60.000, mã 60. 100 cho Nguyễn lắm. Nha, nó đẹp nè mấy chị. 60.000. Đẹp không mẹ? Mã 60. Đẹp không? Chưa. 4 cái 60, nhậm cái 15.000 mấy chị. Chị Mai Hương Đặng sao, cô Trà My sao, Nguyễn Loan sao? 100 mấy rồi. 40.000, mã 40. Màu xanh đẹp. Rồi cái này dễ thương quá, hàng xịn nè. Đủ bông luôn nè mấy chị, đủ trái luôn nè. Bột măng nè, trời ơi bộ dĩa đã ghê. Củ cà rốt nè. Mà cái dĩa mỏng lét đẹp ghê luôn. Rồi bán rẻ cho mấy chị mình luôn. Mã 101. 40 lá nào, chốt cho cô Bích Thủy. Mã 101, bộ nha mấy chị, cà rốt đồ đầy đủ nha, mã 101. Mã 101. Chưa ai chốt mà đang mở luôn. Rồi đi. Lấy này, lấy đó không? Lấy nào lấy. Chứ nè, cái này là màu hồng. 2
5 6 con hồng không nè, 8 9 10 9 với cái này nữa là 10 món hết trơn. Vì bán anh chị 200.000, 10 món 200.000. Trời ơi nó nặng, 10 món hồng không nha, qua đào qua cúc gì đó tùm lum gì nè, 10 món luôn, cái dĩa bự 200.000, mã 200. Thôi bán 150 luôn đi, khỏi dẹp, mã 150. Chịu chưa? Mã 150 luôn đi mấy chị. 10 món 150.000. Mà thôi để dưới. Trời ơi dưới luôn nhưng mà không ai hốt kia vậy. Hai cái dĩa mộc 60.000. Có chuyện luôn nha. Hai cái dĩa mộc 60.000. 150 đúng không? Ờ, chốt cho Hoa Nguyễn. 60.000 hai cái dĩa mộc. Mấy cái vậy? 10 cái. Ôi dễ thương quá nè. 60 chốt cho Trang vịt. Thấy thương quá nè mấy chị. Bộ thủy tinh cái 20, bộ này 100 bán 80.000. Bề ngang 14 phân 100 bán 80. Đựng hạt dưa đồ bánh đồ đẹp lắm mấy chị ơi. 60 cô Bích Thủy sao nha. 80 mã 80. Bộ 5 cái 80.000. Ôi da bộ tô dễ thương gì. Bộ tô này không có mộc chuyện mà chú tiểu nè mấy anh chị. Rồi bán 100.000 mã 100. Cái 25.000 bộ tô nha. Không mộc bán rẻ luôn 100.000. Bề ngang 15 phân, chiều cao là 8 phân, 100.000. Mã 100. Rồi cái này có số lượng nè mấy chị. Để dò được luôn một cái gì là 40.000. Mà đủ hình hết trơn, 3-4 hình đó, cái 40. Bề dài là 19 phân, bề ngang là 12.5. Một cái 40.000. Ôi cái tô này đẹp quá nè, xà cừ nè, đồ xưa luôn, không có chuyện nè mấy chị. Dễ thương sợ luôn. Bán rẻ cho mấy chị 90.000 đi, mã 100 nó cùng rồi. 40 nó nào giúp. Này nè. À, có số lượng á. Hỏi cô lấy mấy cái. 40 có số lượng á, chị Trang Dịch ơi, chị lấy mấy cái gì chị? 23 phân 90.000 thôi. Lấy mấy cái comment giùm em nha. Chiều cao 7 phân. 40 hai cái. Cho cô Bích Thủy nè. Ờ, lấy đi số lượng đó. Rồi chị Trang Dịch ơi, chị lấy mấy cái gì chị? Mã 90 nha mấy chị, 100 mà em bán mấy chị 90. Con nhắn tại mạng chậm á, để đi. Đi mẹ. Hỏi Lý á. Hỏi ba. Rồi 40 hai cái cho chị Trang Dịch luôn. Lý ơi. Đợi. Còn số lượng nha cả nhà ơi, 40.000 một cái nha. Ai lấy lên số lượng giùm con nha. Cái này nhớ ở đâu không? 30.000, ba chén nước chấm 30.000. Ba chén nước chấm 30.000. Nè, bằng mộc đẹp quá. Chia ra đây mẹ chụp hình giỏi nha. Bốn cái không thôi. Đúng rồi, tổng cộng 4 cái. Cái này lại. Mấy chị mã 40 mới nước chấm 40.000 rồi. 40.000 mã 40. Cái này thì 30.000 mã 30. Thứ 10 nha. 40. Cái hình chốt cho Mai Hương. Được. Sao cũng được. 40 cũng dán chấm luôn. Ừ. Cái này dễ thương mà nó thiếu cái mộc chuyện mấy chị, nó hình chiếc xuồng mà nó viền vàng quá đẹp. 5 cái này bán rẻ cho mấy chị mình 150.000 thôi, mã 150. Đây nè, con này.
rất là dễ thương nha. Nè nó đẹp nè, mới ton luôn. Mã 150. Chiều dài 22, chiều ngang 14 phân. Mã 150 mấy chị, nó đẹp nè. Mã 150. Hai cái chén dễ thương 40.000, mã 41. Đất trộn mấy gì mấy chị, nó đẹp. Đây, chị Trà My. Chị Mai Hương Đặng ơi, cho em xin số điện thoại luôn chị ơi. Mã 41 nha mấy chị, hai cái chén dễ thương, mã 41. Chị Trà My anh chưa vậy? 2 4 6 6 cái này 80.000, mã 80. Khách mới là chuyển khoản em mới đi đơn nha, khách mới cũ thì như vậy nha cả nhà ơi. Hết đống này 80.000. 41 tĩnh lặng. 80 lá nào cái này. 41 tĩnh lặng nè. Hai cái con mèo. Rồi, hai cái tô con mèo, mã 40. Tôi đảo lại nữa đây hả? Tĩnh lặng 40.000 phải không? Tĩnh lặng mới hả? Khách mới. Đúng rồi, khách mới. Khách mới chuyển khoản đi đơn nha. Rồi, nè cô và khách Trà My. Trà My nè. 80. Bộ này dễ thương nè, bán rẻ luôn, 200 bán mấy chị 150 luôn. Là nó đẹp nè. 200 bán 150 với người ta chốt rồi, cái giành giật nè, chốt cuộc bơm nè. 40 lá nữa. 40 này. Rồi chốt cho cô Bích Thủy luôn. 150 nha mấy chị, 150. Đẹp tuyệt vời luôn á, bộ này nè. Hàng xịn luôn á. Mã 150 10 cái tô. Bộ này 2 vẽ tay nè, 4 6 7 cái, 7 cái. Rồi nè, 150 lấy gì nè. Đây. Chốt thôi, chốt cho cô Trà My á. Cái này 7 cái nè chị Trà My. 7 cái này bán cho mấy chị cái 30, 210, bán 180 luôn, bớt 1 cái tặng 1 cái đó. 210.000 tính tiền 6 cái, lấy 180, mã 180. Mã 180 bề ngang 19 phân, mã 180. Quỳnh Hồng 150 sao nha. Trời. Cái tô hột xoài đẹp quá nè. Hết con này nhiêu à? 187 cái. Bề ngang 19. Hàng này bay collection luôn nha. Hàng xịn luôn nè, 180 quá rẻ cả nhà ơi. 180 mà 7 cái đó. 187 cái rẻ quá rẻ. Collection luôn. Rồi cái này 100 bán 80 luôn, mã 80. Mã 80 nha mấy chị. 180 cho Nguyễn Loan. Mã 80. Cặp tô 60.000, mã 60. Cặp tô dễ thương chấm bi. Bề ngang 17 phân 60.000. Cho Hoa Nguyễn. Cặp tô 60.000 chấm bi, mã 80. Cặp dĩa mộc 50.000, mã 50 chấm bi luôn, mã 50. Quá dễ thương. Hình dài dài. 22. Một bên 14. Lấy này đi cô. Dạ, bự không? Bự hả? Chữ hà. Để đây con Hồng. Trời ơi, cặp dĩa xịn sò mấy chị, mọc đẹp luôn nè. Cặp dĩa này của ai mà đẹp dữ vậy hên, coi kỹ mẹ. Y phải cái tay giữa cái vô bán mấy cái bị ha. Cái này rồi chưa? Giờ rồi á. Nó biết ai chốt chưa? Cái này gọi luôn hả? Dạ. Cái lòng nó hơi chạy chạy mấy chị, mà nó đẹp nè. Cặp dĩa này là hiệu luôn á. Rồi bán cặp dĩa này. Có nhiều á. Cái 50 đi. Có nhiều hả? Nhiều là nhiêu? Cái này đâu? Hãng này của Mikasa nha. Hãng Mikasa. Giới thiệu hên mẹ, mẹ chạy giữa. Hàng này của Malaysia nha, một cái 50.000 có nhiều luôn á. Hãng Mikasa, hàng của Malaysia nha. Rồi lấy kèm số lượng giùm em cả nhà ơi. Rồi rồi ok. Rồi cái này một cái 60.000 luôn. Hồi nãy bán 70 mà giờ bán 60 luôn. 6 nhân 3 là 180.
Rồi cả nhà lên lấy mã 180 cả nhà ơi, ba cái này nha. Ba cái này 180 nha. Ba dĩa dài á. Dĩa này đường kính của nó được bề ngang là 16, bề dài là 24. Ngang 16 dài 24, ba cái là 180 này, dĩa có quai, dĩa đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà lên là ok nha. Rồi có bốn cái ly mọc mọc nè. Bốn ly hoa mai nha. Một cái bán cho cả nhà mình thôi, bộ này bán 100 đi cả nhà ơi. 100 nha, hoa mai đẹp nha. Ai lấy lên mã 100 nha cả nhà ơi, hoa mai đẹp nha. Đây cái này chuyện vuông luôn cả nhà ơi. Đây chuyện vuông luôn nha. Bên trong là hoa, bên ngoài là xanh nha. Đây có dĩa luôn nè. Ba dĩa hai chén nè. Bộ này bán ở nhà mình 120 đi. Đây. Ba dĩa hai chén nha. Ba dĩa hai chén, bộ này 120. Ai lấy lên mã 120 nha cả nhà ơi. Chén đường kính là 12 nha. Cao là 4 nha. Dĩa đường kính là 120. Chốt cho Trà My luôn nè cô ơi. 120 chốt cho Trà My nha. Bộ này đẹp quá đẹp các cô ơi. 120 Phượng Nguyễn sao nha. Lên. Cái này hả? Ừ. Nó nhỏ, quá bự nó đẹp trời. Vậy bà lo bán đi. Ba cái hoa này bán mã 1201 luôn nha. Chuyện vuông hàng mắc in Japan nha. Ngày này quyền vàng luôn nè. Quyền vàng, ba cái chén quyền vàng luôn nha. 120 đá 1 đi. Này bán rồi hả? 121 đi ba cái. Này bán rồi hả? Đây. Ba cái mắt in Japan luôn nha. Bán nhiêu? 1201. Rồi tặng ba này vô đi cho rồi đi. Tặng ba nào? Tặng 30.000 chén này luôn đi. Là 120 đó. Hình nhỏ chưa cô? Hai cái hồng. Hai cái hồng. Bốn cái xanh đẹp luôn đó chị, với cái bông. Chín cái, bộ này bán 100.000. Rồi lấy lên mã 20.000 cái nha. Mà nó lẻ lẻ bán rẻ cho mấy chị. Nè nó vậy đó, bán 100.000. Cực kỳ đẹp luôn. Nè mấy chị, hoa đẹp đẹp không à. Mã 100. Bốn cái ly mọc, bốn bông. Cực kỳ đẹp không? 120, mã 120, bốn cái ly mọc. Hả? Bà bán 100 à. Sao vậy? Trời nó đẹp gì mà bán 100.000 á hả? Nó lỡ 100 thì 100, bốn cái ly. Rồi bộ này là 500.000, bán cho mấy chị mình 450. Nè, nó đẹp nè. 120 chút rồi chứ. 5 cái chén ăn lẩu với một cái nồi. Cực kỳ đẹp. Nó vậy đó, 450.000. Cái nồi bề ngang 27 phân. Chơi chơi cái nồi chưa nè. Chưa luôn. Không cho số điện thoại rồi. Chén là 12 phân. Nồi là 20. Nồi là 26 phân mấy chị. Kìa anh Bùi Quyết kìa, quá trời lâu rồi. Quá lâu rồi mới gặp chú Bùi Quyết nha. 4 ly 100 kìa. 4 ly 100 chứ cho cô Thanh Hà nè. Ồ cái đó đẹp lắm, nó để đâu rồi? Bộ nồi 450 nha mấy anh chị. Cô Thanh Hà khách mới cho xin số điện thoại luôn cô nè. Ơi 4 ly 100 đâu. Bưng xuống giùm nó ra thôi. Nghe giờ được phải. Ngáp hoài trời. Quá thức sớm. Cái 5-6 giờ sắp tới giờ. Bộ dĩa đẹp nè mấy chị. Một cái đó à, còn như bốn cái bông này. Bốn cái bông là bốn cái bông nha cả nhà ơi. Bốn cái bông này nè. Bốn cái bông là bốn cái bông luôn. Số điện thoại thấy luôn nha cô Thanh Hà. Mà nó không có chuyện nha mấy chị, hàng này hàng. Lên số điện thoại cô. Men sợp thành ra nó không có chuyện. Hàng này là như là hàng của Đức vậy á. Đẹp lắm. Mấy cái men dạng này nè, như là hàng của Đức cảnh châu Âu á. Bán bộ này cho mấy chị 300.000 thôi, mã 300. Cả nhà thấy hoa văn đẹp không? Nè. Bộ này 300 nha. Lúc trước bán cái này là 100.000. Wow, lâu quá mới gặp chị Viên Từ nha. Hôm nay khách chủ quá lâu rồi. Quá lâu mới gặp chị Viên Từ nha. Hôm nay chốt sôi động chị Viên Từ ơi.
chị Yến mẹ cũng địa chỉ ở đâu shop? Dạ em ở Thủ Đức nha, Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha Thanh Hà ơi. 300 mấy chị, mã 300. Rồi ai lấy comment 300 nha, dễ đẹp dễ đẹp. Hột xoài nè mấy chị, quá dễ thương. Cả nhà đang like xin dấu chấm đó nha ơi, cả nhà chấm chấm bài lên giùm em đó nha ơi. 50.000 cái này đi mấy chị, mã 50. Đang like mà bị văng ra thì cả nhà vô lại gớm như kim lên nha. Mã 50. Ủa nãy ai lấy mấy méo 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 bộ 100 hồi nãy rồi giờ có lá. Nó đẹp nè. 50 cho trà mi nè. Nè mấy chị mấy chén ngũ sắc nó đẹp nè. 300 mà bán có 200.000 nè, 3 cái 200.000 mã 200. Với hàng soi 50 Nhi Nguyễn sao rồi chị ơi. Cái này bao nhiêu tiền? 200. Trời ơi, 3 cái chén ngũ sắc thì bán 200.000. Bè ngang 13 phần. Hãng xịn nha, hàng này hãng xịn nha cả nhà ơi, chuyện vàng hãng xịn nha, đây. Cao là thường là lúc trước phần. Bán 1 cái 100 không á, mà 100 giờ 100.000 cái đó. 100.000 cái giờ bán 3 cái 200 mà đẹp nè cả nhà. Ôi trời. Để mấy hàng này lại đi á. Lá phong nữa nè. Chốt rồi. 200 chị Sao Nguyễn nè. Đúng rồi. Cách ly có nắp chứa mặt bao nhiêu? Này chắc mình gót quá. Cái này 30.000 mã 30. Bộ này 120 mã 120. Cái 30 4 cái 120. Đẹp nha, bề ngang 17 cái, 17 phân. 120 mã 120. Dĩa có chân đựng trái cây đẹp. Chừng có dĩa là dĩa có chân. Nè cái màu xanh ngọc thiệt là sang luôn. Chuyện vuông nha. Chốt rồi. Đây đẹp. Bông đẹp nè. Bề ngang 17 phân. Chưa ai chốt cho nó chị ơi. Hai cái kia cô. Cái này cái 30 còn 3 cái. Ly có nắp ly nào trời. Đây đẹp ly nè. Ly có nắp lại ly. Hai ly nãy chút rồi đó. Trên bàn có nắp nè, khách tưởng cái ly nè. Ba cái này 90.000 mã 90. Ba cái rót 90.000 hết luôn đó mấy chị. Hết rót luôn rồi đó. 90.000. Còn cái này đẹp nè, cái này 9 cái mà được 7 cái nắp. 350.000 bộ này 9 cái chén gì nè. Xanh đẹp luôn, 9 cái 350.000 mà thiếu 2 cái nắp nha. Bán 350. Nếu đủ nắp là tới 500. Cái gì mọc à? Mọc mà đẹp rồi mấy chị. Để cái ly vô cho nước đừng chảy ra, trời ơi nó đẹp nè. Bộ mộc này bán cho cả nhà cái 30.000, 120 mã 120. Bộ mộc 100 hơi có cái thăm mà mấy chị ơi, có cái thăm này tặng đi. 90.000 mã 90. Tặng cái này nha, cái này nó bị thăm rồi. Mã 90 quá trời sang luôn. Mã 90. Cặp tô đẹp. Bông trong bông ngoài luôn, 120 mã 120. Bề ngang 14. Chiều cao là 7, 120 cặp tô đẹp. Tô này ăn thịt kho đồ là ok luôn. Ăn tô mì, tô phở được luôn. Cặp tô đẹp 120 coi chừng đứng hình kìa. Mít đẳng này đó, tao phải đưa đây tao. Bao nhiêu đi đơn? 300.000 đi đơn được rồi chị ơi. Muốn đi nhiều cũng đi được chứ. Cái này lên chưa? Trăm hai bích thủy. Đây nè, phải không? Ừ. Nào. Nè. Trời lên đồ đẹp đi, là lộn đi. Một cái tố đẹp nè. 2 cái nè, 3 cái nè, rồi hết trơn, đống này bán 100.000. Mã 100 nha, hết trơn này nè, 100.000, mấy chị nó đẹp đẹp không nè mấy chị, 100.000. Cái cao là 10 phân. 100 bích tỷ luôn à. Rồi, gửi đo luôn. Lên trơn. Chưa. Ngủ quên hoài. Nguyên từ sau luôn nha. Ngủ luôn. Không liếm nữa thì ngồi ngủ luôn. Ngủ thiệt. Chị viên từ sao luôn chị viên từ. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Hai hộp nè bán chung cho mấy chị xài luôn. Quá dễ thương. Hàng xịn nha, chuyện bông hoa lum la. 70.000 mã 70. Chấm 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 chấm.
má 70, cái này 30, cái này 40, 70 ngàn. Để đồ tủ lạnh, đồ ngon lạnh luôn mấy chị hàng xịn. Qua mã nhanh nhanh đi, ngộ 70. 70 chốt cho Nguyễn Ánh. Chị Nguyên Từ sao, Kim Thanh Nguyễn sao? Má này trước đi, má màu này trước đi. Để nó bể. Nè, một cái nè, hai cái nè. Ấy da, một Phật. Ba cái tô. Màu cực kỳ nguy hiểm luôn. Ban đêm khỏi dội đèn cũng thấy cái tô này. Có cái vàng nè. Rồi bán rẻ cho mấy chị bộ này 100 ngàn, mã 90 đi. Mã 90 luôn, mã 90. Ba cái tô đẹp nha, mã 90. Mã 90 nè con. Này có mấy cái? Có một cái à, 40 ngàn, mã 40, bán rẻ luôn. Mã 40 nha mấy chị, 40. Chị Giang Việt ơi, bên em chuyển khoản như đơn nha chị Giang Việt ơi. Chị chốt được vài món nữa, chị cọc cho em 200-300 cũng được nha. Cái 40 cho cô già mây. Hết trơn cái này bán cho cả nhà mình 80 ngàn đi. Mã 80, 3 thố 80 ngàn. Bán rẻ cho mấy chị chốt không đó, bán lỗ không đó. Nhiều à? 80, mã 80. Bích Thủy bán là ok đó. Một cái, hai cái hình này không mấy chị, ba cái, bốn cái gì cái chánh biên năm cái. Rồi 150 lấy mấy chị 130 thôi, mã 130. Năm cái tô nha, 130. Mày nói không con thấy rồi. Cái đó 80 nãy con đưa cho con nè, 80 nè. 80 con mới chụp cho Bích Thủy nè. Trời. 80 Nguyễn Ánh, mày đọc 80 Nguyễn Ánh là nào? Trong này không cái gì cái này chốt. Cái này nhiêu? Cái này đang bán 120. 120. 120, 130 gì quên. Chị sao Nguyễn sao luôn rồi. Rồi chốt không? Chưa. Nè Tâm Thái nè. Đó, 120 cho Trà My nè. Rồi cái này nè. Tâm Thái, bán từ cái đi. 50 ngàn cái tô Tâm Thái. Mã 50. 15. Cao là 9. 50 ngàn, mã 50. Bán từ tối, tối ngày đi chơi bán từ 12 giờ. Ờ, cặp tô dễ thương quá. Nè, 120 nè. 130 là gì vậy? 130 là nói 130 đó mà chốt 120 mà chốt luôn rồi đó, 50 nè. Lấy ba cái bình 90k gì ơi, tính lặng. Đây. Tính lặng có chốt đồ nãy giờ. Ok, tính lặng nè. Đâu mình gót nãy hả? Ừ. Nhắc là nhớ liền, thấy ghê không? Rồi cặp nãy trong có gấu luôn nè mấy chị, dễ thương quá. Rồi bán cho cả nhà mình 100 ngàn luôn đi, mã 100. Mã 100 hai cái tô đẹp. Nhắc lại cái tô Tâm Thái 50 ngàn nha, không ai lấy ủng gì. Mã 100 cặp này mấy chị, mã 100. Nè bộ này 120 nè. Chị nào chốt nhanh tay bán cho mấy chị 100 luôn. Nó để hoài trên bàn mất công quá, 100 ngàn. Bề ngang 17 phân. Thư hốc đây, Giang Bình 100 đây. Nè này 100 luôn nè. 50 là gì vậy? 50 là này. 50 cho gì chầm nè, mấy dán bay sao nè. Chầm là gì nữa? Trời, để tôi cho chị đọc hoài. 500 nè. Nè 50 nè, 50 nè, 50 hiền chầm nè. 50 hiền chầm nè. 100 đâu? 100 nè. 100 chút cho chầm y nè. Trần Phú sao nè. Bộ này 120 nha mấy chị. Để lò được luôn 4 cái 120. Bốn cái dĩa cực kỳ đẹp, 120, mã 120. 100 trà mi nè cô ơi. 120. Trời, cái này quá dễ thương, trời có nít luôn. Trời, như Tâm Thái bán 120 quá rẻ. Chuyện vuông luôn. Nè, nó đẹp rồi mấy chị. Cái hộp này nha. Quá rẻ nha ơi. Cái hộp này bề ngang là 16 phần, cái này kiểu giống cái tô lúc trước nè. Quá đẹp, 70 ngàn cái này nha, mã 70. 120 bao nhiêu Nguyễn luôn. Khách mới chuyển khoản đi đơn nha. Tất cả khách mới, khoan để cho con xin phép nói 2 giây. Tất cả khách mới muốn bên shop em gửi hàng, cả nhà chuyển khoản em sẽ gửi hàng luôn. Còn không thì bên em sẽ là dồn qua tới là thứ hai bắt đầu đi đơn cho cả nhà mình nha. Tại vì lễ, nghỉ lễ là phải cọc. Cả nhà chốt 500 ngàn thì cọc cho em khoảng 300 để em giữ hàng. Rồi thứ hai em đi đơn. Cảm ơn rất là nhiều nha.
Nói chung chốt hàng là mấy chị cọc à. Tiền ship ở Sài Gòn thì cái nhà phụ bên em là 30k. Còn mà tiền ship ở tỉnh cả nhà phụ 50.000. Rồi còn bao nhiêu thì bên em sẽ bao cho cả nhà hết. Nó ok. 120 chốt nè. 120 từ từ chạy đang đọc chạy. 200 Nguyễn. Phượng Trăng. Ừ, ẩu rồi đó. 70 là ở đây. Đây cái này. Từ 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 từ. Mày nói ai ẩu vậy? Xin lỗi đây. Không. Lôi sỉnh mà bây giờ nè. Lôi sỉnh là gì? Xin lỗi. Ôi bộ này dễ thương 70 quá. 70 chứ cho Kim Thanh Nguyễn nè. Bộ này bán mấy chị 80 ngàn nè. Bán rẻ nè. Cảnh là đẹp luôn mà đồ xưa nè. Hả? 80 ngàn mã 80. Mã ta nè 70 chốt chụp hình nè. Đâu? Bộ này 80 nha mấy chị, năm cái dĩa xưa luôn nè. Không có mọc chuyện luôn. 80 chốt luôn. Bộ này dễ thương quá. Trần Phú hả? 80 Trần Phú có chốt rồi nãy giờ. Không, ý của nó 80 Trần Phú chốt nè. Cái thố đó 70 80. Bộ này 150 ngàn hả? 70. Mã 150 bề ngang 16 phân mấy chị, xanh lam đẹp luôn, 150 ngàn. Cá bằng giá cũ không á. Hồi xưa giờ 30 ngàn cái, giờ vẫn bán 30 luôn. 150 Nhi Nguyễn. Bộ này 250 ngàn. Quá trời xịn luôn. 250 ngàn. Không có nào lên giá chứ. 20 phân bề ngang luôn. Mày dĩa bự. Bài sao? Xanh lam luôn 150. À 200 mã 250 mã 250. Nó tầm bậy hoài trời. Cặp này đẹp nè mấy chị, cũng canh đồ là ok. Rồi cặp này bán cho cả nhà 80 ngàn mã 80 bự nha, bự dĩ đại luôn. Này nắp cái thiếu rồi. Không có này, bộ này cũng chết luôn. 18 phân 80 ngàn hai cái. Nó là cái tô đẹp luôn á mấy chị, 80 ngàn. Tám mươi chứ gian mà. Hai cái nồi 100 ngàn mã 100. Hai cái nồi 100 ngàn. Mà nồi này không có nấu được nha, đứt bóng nha. Hai cái 100 ngàn cảnh nhà luôn. Hai cái có quai 100 ngàn. Hai cái quai 100 ai lấy lên mã 100 nhân tay. Ngang 20 phân mấy chị, ngang 20 phân. Đây hiệu châu Âu ở trong luôn rồi nha. Đẹp nha. Hàng này của Tokyo nè nha. Một cái dĩa sâu lòng đẹp bự 23 phân, bán cho mấy anh chị mình 50 ngàn mã 50. Cái này dễ thương quá em, này đựng được bầu trà nè mấy chị, 50 ngàn. Màu xanh đẹp 60 ngàn. Dĩa này nặng nè, 60 mã 60, cực kỳ đẹp luôn, mã 60. Bề ngang 26 phân 60 ngàn. Trời, cặp tô nè mấy chị. Cặp tô thiệt là đẹp luôn. Bề ngang 23 phân, cao 8 phân. Mấy cái rồi, 4 cái rồi. Dạ. Khách đơn kiếm rồi. 150 cái nha, mã 150, 150 cái có 42 cái. Mấy chị lấy thì xẹp, nó bự mà cái tô nó đứng cái dáng đẹp ghê luôn. 150 cái. Cái dáng là viền vàng mấy chị, ở ngoài nó đẹp á. 150 mã 150. Ai lấy 2 cái thì xẹp 2. Rồi chục dĩa này mã 200. Xanh lam luôn. 10 cái 200, bán mấy chị 180 thôi, bán 20 ngàn. Không có chạy không mẻ gì hết nha, 180. Thiệt là đẹp. Nguyên bộ luôn, mấy chị để cái chén lên là cực kỳ luôn, ăn cơm sang luôn. Cái xây này là vừa để cái chén lên nè. 180 mã 180, 10 cái. Cái có 18 ngàn.
Bề ngang 13.5, 1.8, để qua đây luôn. Hai cái tô 60.000, mã 60. Bề ngang 16 phân, hai cái xanh lam 60.000, mã 60. 108 cho Trần Phú. Bộ dĩa ba cái giống nhau, một cái khác, rồi bán rẻ luôn 70.000, mã 70. Cái chén mới đĩa để bao nhiêu? Cái gì? Cái chén mà mới để dĩa. À, 80.000 còn cái nè. 70 mấy trắng bay. Đây 70. Cái này 80.000, mấy chị nãy giờ chốt hết rồi còn cái nè. 80.000. Cặp này 60.000 mấy chị, mã 60. Mấy trắng bay 70 mấy con. Nè, tô nè mấy chị, tô sâu lòng nè. Cái này là mộc nha. Cái này là đá nha, ba cái này bán rẻ 90.000. Ủa nó đẹp nè, cái này 100.000 nè, lộn giá nè. Rồi lỡ là 90, chạy đi, mã 90. Đây, mấy trắng bài. Tôi tiếp mai sao nữa à? 90 là được. Nó chạy giống chưa? Ba cái chiếc lá. Mấy bài. 90.000, mã 90. Mộc nha mấy anh chị, ba chiếc lá mộc 90.000. Mã 91 đi. Mã 91. Mã 91. Ờ ừ. À, bộ dĩa này hàng xịn nè mấy chị. Mỏng mảnh dễ thương luôn. Thiệt là đẹp. Bộ này 150.000. Này hàng xịn đó. Bề ngang 21 phân. Hàng xịn mà bán bằng giá hàng xanh luôn nè mấy chị. Nó đẹp nè. 150.000. Mã 150. Cái xịn xịn để vô hết rồi. Này bộ nè cả nhà ơi. 4 kén xay nhỏ nè, xay ăn lẩu nè. Với một cái tô. Rồi bán cho mấy chị mình 100.000, mã 100. Cái tô này bán bằng cái chén luôn. Mã 100. Thiệt là dễ thương. Bộ này đẹp nè. Mã 100. Chén là 12. Cái tô là 16, mã 100. Mã 100, mã 100. Hên, cái chuyện đứt máy kìa. Chưa. Thôi bán cho mấy chị bộ này 80 thôi, để đem xuống mất công quá. Ai lấy lên mã 80. Rồi đó, nhanh lẹ bớt 20.000 luôn đó. 1, 2, 4 cái này 60.000, mã 60. 4 cái chén đẹp nè. Bán rẻ luôn á, 60.000, mã 60. Chế dâu luôn nè mấy chị, mã 60. Mã 60, có ai chốt không con? Chưa. Bộ dĩa này 150.000. Trời ơi, chiếc lá nha. Một cái 30. Mấy chị để này, 60. Mới để xuống chú. Xay lại, xay lại, xay lại. Đó, đẹp vô cùng luôn. 150, mã 150. Sang lắm nha, cái này là đựng đồ ăn tuyệt vời luôn á. Sang cực kỳ. Cái này xứ xương nha. Nó mỏng lét. Cái hiệu nó để tên là xứ xương luôn nha. 150.000. New Boa Fly. 150 Nhi Nguyễn. Khòm lên, khòm xuống. Tô củ tỏi nè mấy chị, thấy dễ thương không? Bán cho ba cái tô củ tỏi này 70.000 thôi, 90 bán 70 luôn. Ba cái tô củ tỏi 70. Mấy chị ơi, cái củ tỏi tính nó đẹp. Sao nha. Ba cái tô củ tỏi 70.000. Hai cái tô men đá thiệt là đẹp, long lanh luôn, một cái một màu. 60.000. Mình nhìn nó đẹp nè mấy chị. Mấy chị bỏ cái cặp này 70 lại. 70 cho chào mi. Cặp này là cơ hội, nó đẹp. Em thấy mà em thương luôn. Ừ.
60 mã 60 cái hồng cái xanh lợn. 70k chào My. 60. 70k cô Minh đầm vỏ sao? Trời ơi. Nè, bộ này độc nha. Bông trong bông ngoài luôn mà cái lát nhạt gì nè, cái gì đó. Hình cái quạt. Cái quạt ba tiêu á mấy chị nè, nó đẹp nè. Bộ cô này 150.000. 5 cái 150.000, bông trong bông ngoài. Thấy thương quá. Mã 150. Mây trắng bay. Cái gì nữa? Chốt 150. Quên. Cái này không ai chốt hả? À? Cặp dĩa hoa nổi nè mấy chị, thấy hoa không? Thiệt là đẹp luôn, một chuyện đẹp luôn. Hai cái dĩa nổi này 60.000. Hàng này đẹp á. Làm hết hồn rồi, thấy lẻ có hai cái à. Bị nứt một cái à. Cái gì hả? Rồi bỏ luôn đi. Sao mày thấy vậy? Nhìn không thấy nứt mấy chị mà gõ mới thấy nứt. Thôi bán cái tặng cái nha, 30.000. Về chưng chơi. Bộ chấm bi 100.000, cái 25.000. Bộ chấm bi 100.000. Mã 100. Bộ chấm bi quá đẹp mấy chị ơi, 17 phân bì ngang. Bộ chấm bi 100.000. Mã 100. Bộ này dễ thương nè mấy chị, bông lợt lợt, hai cái bự cái nhỏ. Cái bự là xây 23 phân, cái nhỏ là xây 20 phân giá chút. Rồi bán 100.000 thôi tặng cái này nha. Cặp này 100.000 tặng cái này. Mã 100. Mã 103 món tặng cái nhỏ. Mã 100, mã 100. Hai lớn một nhỏ 100.000. Rồi em có xà cừ nè mấy chị, cái 100.000 có 3-4 cái. Mã 100 có 4 cái, mấy chị lấy mấy cái lấy. Dĩa xà cừ cái 100 có 4 cái. Bề ngang 23 phân, nó đẹp gì nè. Cái 100.000. Cái 100 có 4 cái. Hàng xịn luôn, xà cừ. Rồi bộ đen này 80.000. Cái chuyện mẫu vua luôn nha cả nhà. Chuyện hình mẫu vua luôn nha, đẹp. Bộ lắm. Này bán mấy chị 70 luôn, bớt thêm 10.000 nữa. Cái 30. 120 mà bán 70 nè, nửa giá tiền. Mã 70. Để hoài. Còn cái này 40, có số lượng mấy chị. Đồ mày nhệ, dắt cam, dắt chanh được luôn. Một cái 40.000, mấy chị lấy mấy cái sẹt máy. Một cái 40.000, dắt cam, dắt chanh nha. Bộ này 70 không ai lấy nha. Hai gom gom đen này lại ha. Giống nhau nè. Trời ơi, cặp này quá dễ thương. Cái này mình gom gom lại cái màu này. 40 là giá cam. 40 một cái. 70 cho chào My. Quỳnh Hồng. Lê Quang Quang sao. Nè, 70 nè. 40 trước. 40 nè. 40 này có số lượng. Cặp này quá đẹp mấy chị, 60.000 mã 60. Cặp này mình trồng cây cũng đẹp nữa nè. 70. 60 mã 60 nha. Cặp này về làm cái gì cũng đẹp trên 60.000, bông trong bông ngoài 60.000. Rồi hết cái này bán mấy chị 70.000, cái 15.000. Mã 70, mã 71 đi. Mã 71 về đựng muối tiêu trồng sen đá gì cũng đẹp chứ. Mấy chậu sen đá là ok luôn. Mã 71 nha. Một cái, hai cái, ba cái. Với cái hộp 4 cái. Rồi bán rẻ 80.000. Mã 80. Nó hết trơn vậy nè, 80.000. Cho nó nhanh lẹ mấy chị, có cái hộp luôn nha. Mã 80. Mai Hương Đặng, Mai Hương Đặng khách mới xin số điện thoại luôn. Cho em số điện thoại nha.
cái này trong cái thùng dụng dụng có cái nắp đen đó. Có cái nắp mà nó à, chị thích cũng có sơn hỏi gì rồi chị ơi nó nứt rồi nó bị nứt kể rồi nè mấy chị quá đẹp luôn nè với cái nồi nè với cái vàng nè rồi bán gì nè 90.000 cho mấy chị đó bán rẻ luôn ba món bự gì nè 90.000 bán cho nhanh cho lẹ không đó đẹp cực kỳ luôn 90.000 hết ở đâu rẻ bằng ở đây à mã 90 hai cái chén mộc 60.000 hai cái chén mộc đẹp 60.000 mã 60 bề ngang 13 phân cao 5 phân mấy chị sáu chục cho mày chân bay bán đi mà bán bình thường mà tao bán tao tao khuya luôn nè cô trời cái kiểu đó lạ lạ nè mấy chị thấy thương quá ba cái tô 70.000 đi mấy chị mã 70 mai đâu có đồ đâu mã 70 ai cũng dồn bỏ lễ hết mã 70 sao rồi cái này mã 70 ba cái tô đẹp nha mã 70 17 phân bề ngang mã 70 dễ chơi cái gì mai khui bung ra hết luôn dễ chơi chén hiệu xịn nè chén trắng là xịn nha mấy chị hàng xịn á giác vàng còn mới ton luôn có chưa phai luôn chén mộc không chị ba cái này 90 có chén ngàn. Bộ à lên thử cái dao mà ba có chén bộ đẹp nha 90 chén ngàn. Bộ vô 10 cái cả nhà 90 tặng cho mấy chị cặp này đi kệ nè tặng cặp này luôn 90.000 tặng luôn cái nhí này đi rồi coi như có 60 ba này nữa 90 cũng như không hết đống này 90.000 hàng xịn mã 90 chớp cho chào mi chị chào mi hả xem chén bộ lên chén bộ rồi rồi chén bộ chén con tôm nè mấy chị ba cái chén tôm 60.000 rất là dễ thương chén con tôm ba cái 60.000 ba cái chén con tôm 60.000 60 cái chén con tôm hai cái chén con thỏ 40.000 thỏ nha cả nhà ơi thỏ nha nè hai cái chén con thỏ 40.000 chén này hàng y cái gì à, hàng gì nè hết 40 hạnh tôm chốt 60 này trước đi 60 hạnh tôm 40 hạnh tôm luôn vậy hả 40-60 đúng không hai này 100 nè cặp này 60.000 mã 60 mã 61 đi mấy chị bề ngang 13 phân mã 61 hàng gì nè hên hàng gì mà nói mỏng mỏng đó đẹp nè Arita gì đó no. Arita ừ sao mấy 61 hạnh tôm luôn rồi bốn cái này bán mấy chị bán rẻ luôn nha vừa bán vừa tặng luôn nè 61 hạnh tôm luôn rồi 50.000 thôi mã 50 lên liền đi mấy chị 50.000 nha bốn cái này 50.000 nè nó đẹp nè trời ơi bộ này không gì bằng nữa mấy chị coi còn tem nè đá đẹp luôn 50 cho Vi Nguyễn với 5 cái chén đẹp gì nè mấy chị đó, nguyên bộ của nó luôn rồi bộ này báo mấy chị 200.000 chén 100 tô dĩa 100 hàng mới bao mới luôn còn tem hết luôn mã 200 cực kỳ đẹp mã 200 tôi để xuống đây có ai không hai trăm trăm y cặp dĩa này bán cho mấy anh chị mình 60.000 mã 60 bề ngang 19 phân 60.000 hàng xịn nha mấy chị mộc nó đẹp nè mã 60 ba cái dĩa xanh xanh này là xanh đẹp luôn nè 120 mã 120 quá trời sang màu xanh nè lâu lâu mới có màu xanh này một lần nè bề ngang 19 phân 120 hàng đẹp nha mấy chị
đẹp mua đẹp đi, 120. Ba cái này mã 121. Một chuyện đẹp luôn. Bề ngang 22 phân, ba cái mã 121. Mã 121. Chục chén 300, chục chén này tối chốt hết nè, còn sót lại nè mấy chị, 300 một chục. Bề ngang 11.5. Cao là 5. Một chục 300. Mà tối có chốt mấy chục nè nè. Gì? Mà tối bán được mấy chục nè nè. 300 cho Phan Thị Thân. Chụp chị để vô. Phan Thị Thân khách mới nữa hả? Khách mới. Khách mới ơi, chuyển khoản đi đơn, chuyển khoản cọc em cái nha chị Phan Thị Thân ơi. Rồi lên chén bộ cho chị chốt nha. Mấy chị chốt hơi nhiều, mấy chị chuyển khoản cọc giùm cho tụi em. Dồn đơn qua lễ nha cả nhà ơi. Để con chụp hình chút, nó quay quay hoài. Rồi bán rẻ luôn, mã 301. Chục chén mã 301. Cái xây của nó cũng cỡ đó đó mấy chị. Xây này chắc bự hơn nè. Bề ngang là 13 phân. Cao là 5 phân hơn tí xíu. Mã 301. Mấy này là mỏng dính nha mấy chị, chén mỏng. Chén như thế này em có chén lẻ, một cái 10.000. Mấy chị có mua chén lẻ nào thì la lên em bán cho. Chén lẻ 10.000 cái. Bộ này 101. Rồi cái này chào cô Trần Phiết nha. Mãi đẹp nè mấy chị. Vô. Dạ dạ. Chén lẻ đi chị. Chén lẻ 10.000 cái lên lần 10 cái. Bộ hoa cúc này bán mấy chị 90.000, mã 90. Bề ngang 17 phân, cúc nha mấy chị nó đẹp nè. Cái men nó đã ghê không? Có chị nào xài đồ pháp cũng la lên nha. Thôi mà phi rồi từ từ. Này chất tay đất 90. Nè. Bằng đá luôn mấy chị, có 4 cái 80.000. Mã 80. Thấy thương ghê luôn nè. Bằng đá, gốm đá quá đẹp luôn. Cái xe này là mấy chị đựng nước chấm là đẹp nhất chứ không ăn cơm được nha. Bề ngang có 12 phân à. Bề ngang 12 mà cao có 3. Hạnh tôm. Năm cái dĩa 100.000 mã 100. Cọc 500k nha. Mấy chị nào chưa cọc cọc giùm em nha. Mấy chị chưa hạnh tôm. Mấy chị chưa cọc cọc giùm em nha mấy chị. Cho em dưỡng bụng em ngủ ngon nha. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm luôn. Em không có nhắc cọc nhắc chị cho em thấy kỳ lắm. Mình đánh bài 100 chị ăn mi 80 sao? 100 nè. Thấy like mà đòi tiền nhắc kỳ quá à. Nhắc nhắc cho mấy chị thôi. Thương em thì chuyển cọc cho em. Em có nhắn số tài khoản qua cho anh Phan Thị Hân rồi đó. Rồi, lấy đời lên con. Rồi nhắc lại. Cái hũ này 150.000 nè mấy chị, mã 150. Bề ngang 10, cao 12. 150.000 còn trong hộp luôn nha. À. Mới tên luôn. Cao 10 ngang 12, 150.000. Rồi đũa nè mấy chị, hộp 50.000, mã 50. Được được. Không mấy anh chốt thêm đi, anh chốt cho đủ 500 đi rồi anh cọc 500. Em dồn đơn qua tới bên đêm nào anh cũng mua cũng vẫn được bình thường không có nhắc nữa. Khách mới là như vậy á. Giao cứ cọc bình thường thì không sao đâu. Trên line này khách quen của em nhiều lắm, đừng có sợ mất tiền gì. Giao nha. 120. Yên tâm đi. Đũa 50. Bên em làm ăn đàng hoàng. Bể mẻ bồi thường lại hết. Bể cái nào bên em chuyển khoản lên cái đó mà bên em gói đồ ít cũng như vậy lắm. Rồi chục chén này 100.000 nè mấy chị, cái 10.000 nè. Nó nói vậy đó, cái 10.000. Chục này 100. Đây chén lẻ nè. Cái lộn xộn vậy đó, 100.000. Ai cọc 200 kìa. Không có, tỉnh lặng, chuyển tiền, cọc, giữ đồ. 100 cho em mi. Mấy chị vui lòng, mấy cái này em bán rồi là mấy chị đừng xả nha. Có xả thì... Xả trên like luôn, xả bây giờ luôn. Xả trên like, xả bây giờ vẫn được. Tại tụi em bưng vô rồi, cái của ai là theo nấy hết. Vô thùng như mấy chục thùng, mấy trăm thùng vậy đó. Của chị nào thì vô của chị đó, xà ngầu hết vậy đó. Chứ không có...
Để riêng được. Để riêng, đặng nữa chốt lấy cho nó nhanh á. Nè cái dĩa này 300 ngàn, đêm nay bán cho mấy chị 250 ngàn gì nè. Đó. 250 nè. Bề ngang 32 phân, men sợp mà có chuyện luôn 250 ngàn. Mấy chị mua bên em lần đi cho biết, mấy chị nào khách mới á. Chưa có ai nói gì em một lần gì hết, chưa có đăng lên lần nào mà phản ảnh cái gì hết nha. Bán 4-5 năm trời. 5 năm rồi đó, chưa ai nói một tiếng nào hết nha. Rồi. Rồi cái bình, cái bình dễ thương nè mấy chị, 40 ngàn đi, mã 40 bằng thủy tinh nha. Chiều cao 19 phân, ngang miệng 6 phân, 40 ngàn, cắm hoa. Nó hơi độc độc. Cái gì thôi, 40 nè hên, coi coi bị cái gì nữa à hên. Mạng bị gì vậy? Hên nhớ có chiếc giỏ bằng sứ gửi lưng con nha hên. Để khui, cho khui lắm, chưa cho nói luôn cô ơi. 40 chốt cho phụn chặt. Chốt đi. Chơi tới luôn là kêu gì vậy? Chơi tới luôn là tới sáng đêm luôn. Trời ơi. Lai tới sáng luôn hả? À? Lai nổi không? Chén này nãy sao bao nhiêu mà? Có đấy rồi, đi ra đấy. 40 chụp cho anh Phụng Trần á. À không, quên anh chụp cho. Chén này mà bán sao nhiêu vậy? Chén hồi nãy mẹ bán cho anh sao bao nhiêu? Chén nào mới được mới nhớ. 300 à. Dạ. Xây 12 phân đảo lên không mà. Nè cặp này đẹp quá nè mấy chị. 60 ngàn cặp qua đà móng tay bàn tay gì nè đẹp nè. Ngày mai được nghỉ lễ ngủ bù, ngày mai lễ vẫn bán bình thường luôn. 60 ngàn ngày mai lễ vẫn bán bình thường, 30/4 bán, 1/5 bán luôn nha. 10 chén lẻ 10k một cái đúng rồi đó Hạnh Tôm ơi. Lấy chén lên vậy nè. Khoan bộ này dễ thương dữ vậy, bộ nơ nè mấy chị bằng thủy tinh nha. 2-7 cái 140 bộ này. Mã 140 nó đẹp nè mấy chị. Thủy tinh 140. Nè cái này dáng tròn không nè. Kệ đi cũng 100 ngàn. Mã 100 mấy chị nào lên mã 100 là lụm. Nó lẻ nha mấy chị, không có nào giống nào hết nha. Nay chơi tới 5 giờ sáng luôn á. Chốt cho Hạnh Tôm 100 rồi. Rồi cái này mã 101 cũng 10 cái luôn. Mã 101 hết bọc hả? Chị Mơ mua bọc. Ủa sao hết lẹ vậy? Tại chưa chốt đồ, đồ đóng đóng chồng. Không bao thấy nguyên bị bự luôn á. Hai bị là mới mãi không bị vô. Rồi 101 nè cô. Này đó 100 nè, 101 nè. 100 nè. Anh Tôm. Con lại hai buổi nha, không mua gì vô coi chị lên cũng thích nữa. Ok cô Trần Phi Yến nha cô. 101 kìa. Rồi chốt đi 101. Anh Tôm 100 chưa cô? Rồi. Cái này chưa tốt 100 kìa. 100 kìa anh Tôm. 101 chưa ai lấy hết. Chưa ai lấy tư ơi. Bộ này lên chưa? Rồi. Dạ lên rồi đây. Bộ này lên rồi 250 ngàn. Bộ này rưỡi là đẹp nè mấy chị, 250 ngàn. Bây giờ chị Phan Thị Thân ơi, 20 phân. Bây giờ em lên 10 chén nào chị chốt 10 chén đó, chứ bây giờ em đâu có biết chị thích cái kiểu gì mà em lựa cho chị 30 cái. Bây giờ này như giờ này em lên này chén lẻ nè, nó 10 cái. Nó 10 cái này 101. 101 lên mã 101 là 100k. Hay là cái lợi nhuận nhọn đấy. Có đâu, đã chưa chén lẻ mà. Bây giờ nó chưa bấm 101 chốt chị 100k. Chị chốt 3 lần là đủ 30 chén rồi đó chị. Mã 101 nha, 101. Đâu lấy thử chục nhọn ra đây. Lấy thử chén đẹp đẹp á, nhọn nhọn. Đúng, 101 chốt cho Phan Thị Thân. Nhưng mà chưa cọc tiền. Cọc tiền đi rồi chốt tiếp nha. Cọc cho em. À quên. Chưa cọc. Chưa hả? Nhưng mà cái chốt đại đi. Chốt sáng sao bán đi rồi xíu cọc sao. Ừ. Có công quên đi dắt đòi nợ hoài rồi tiền đó hoài. Ai thốt ra vô lại góp nhật kim lên đi mấy chị.
Rồi lấy 10 chén lẻ cho chị Phan Thị Thân chốt nữa nè. Cứ chốt thoải mái đi, không có đòi tiền nghe hết trơn. Rồi 80.000 bộ ly này cho mấy chị nè, bán rẻ nè. Nè con. 80 mã 80. Rồi quá đó đi chị ơi, nè 102. Đó 10 cái. Rồi cái mẫu này chắc chị chịu nè. Cái gì cái này à... Thằng này nó còn nhỏ xíu à chị ơi. Em mới có 18 tuổi à, 102 chặng tôm. Nhưng mà bây giờ chị chuyển cọc cho em đi, chị chuyển cọc cho em 100.000, 200.000 cũng được nữa, rồi ngày mai chuyển tiếp. Chị chốt nhiều quá trời. Chị mới chốt có 400.000 à, giờ chị kêu chị cọc 200 đi. Thôi kệ đi, từ từ nó có. Nó vừa ai. Nè nè. Từ từ chưa. 12 cái nha. Thôi bán 10 cái. Rồi đưa thêm 3 cái đá đó nữa đi. Cái này bộ này em bán cho mấy chị mình 12 cái này 200.000. Cái này là màu xanh không còn bộ. 12 cái 200. Nè mấy chị. Mã 200. Cái chén này nó đẹp thì giá tiền nó cũng nè, phải đẹp. Đá cũng đẹp luôn nè. 3 cái chén đá giống nhau luôn. 12 cái 200. Cái này có hạnh tôm đúng không thôi? Dạ. Kìa dòm ai chết cũng lo dòm đâu. Chưa. Nghỉ đi Tư ơi, đừng ném này nữa Tư ơi. Người vài chốt. Tao nghỉ đem chén này nè. Đem chén lẻ. Đem chén lẻ lẻ, đừng lấy giống màu với nhau. Giống nhau. Lên dạc có bị bao nhiêu người vậy? 27 người phải không? Tay. Yeah. Rồi em có cái bị mây này dễ thương nè cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Ở trong mới ton luôn nha. Thiệt là đẹp, dây kéo cũng đẹp luôn. Dây kéo chị kéo lại hả? Kéo lên sao nó bị dướng vô cái cụm dây kìa, anh tháo ra đây. Cái bị dây đẹp quá. Đây kéo là được luôn nè, cái túi này kéo là được luôn nha. Rất là dễ thương luôn. Mấy đứa em đi. Thích chén tròn. Vậy hả? Rồi cái túi này bán cho mấy chị mình 150.000. Thiệt là đẹp, mới ton luôn. Mã 150. Cái quai này về cuộc lại nha. Nó bị bung cái chỗ này nè, về cuộc lại. Mã 150 cái bị này nè mấy chị. Mã 150. Anh lại em chuyển cọc, em sợ thốt ga không vào lại được. À tên đây là tên gốm Nhật Kim Lên. Thì chị có bị thốt ga thì chị vô tin nhắn, chị nhắn cho em. Thôi, em để gửi cho chị cái link đi rồi. Nhắn tin lại giùm em chuyển cọc. Rồi khỏi đi. Mai cũng được đó chị, không sao hết trơn á, thiệt tình nhau là được à. Cứ xem đi chị, không sao đâu. Tao thốt ra tao vô không được cũng nghiệp người ta. Rồi ok. Cái bị này 200.000, mã 200. Bị xịn 200. Mấy bị này bị si nha mấy chị. Xả chén tròn 102. Nè hai con tôm đó không? Dạ dạ dạ. Có dây luôn nè, phen đồ còn mới hết luôn nè. 200 cái bị này nha mấy chị nè, thời gian anh Lý đi lấy đồ. Mã 200. Da này xài đừng sợ nổ gì chứ nha. Da xịn nha, đồ si á, da Nhật không đó. Thì là đẹp, quay đồ còn vàng hực luôn. Mấy này hàng bãi mà, cả nhà đừng sợ lo. 200 mã 200. Cái túi này là da 500-700 ngàn, mua chưa được nữa. Nếu mà đi ra tiệm hàng hiệu này nè. Thiệt là cái đẹp. Cái túi mà cô kêu cái bị. Cái túi này nè. Đúng rồi, cái túi nha. 200 mã 200. Thử có ai. Ok, cô Trần Phiến luôn nha. Ồ, cái này da xịn không nè mấy chị, nó đẹp nè. Cái này kêu cái gì?
chứ cái bị hay cái gì. Đẹp quá ha. Da xịn luôn mấy chị, 201 nha, bị này 201. Cực kỳ luôn. Mới cáo bên trong luôn. Mã 201, 200.000. Mềm mại rất là dễ thương, không bị gì hết. Mã 201. Ai 200 kìa. Rồi, em đã chiến cọc 200 nhận được rồi nha. Ok, bán thiếu cho cô Trần Phiến luôn nha. Ok, Hên lấy đồ lên bán đi Hên. Cái gì? Hết tụi. Đồ bán rồi. Trời ơi, mấy cái hoa mỏng. Mỏi tám. Dài dài. Hai cái dài dài. Mà mấy chị nó đẹp lắm nè. Rồi bán cho mấy chị 80.000 luôn. Bán rẻ bộ này 80.000. Bả 80. 80.000 mấy chị. Nè nó đẹp nè. Dễ thương dễ sợ luôn. Qua đào 17 con, 16 con.5. Nè nó đẹp nè. Hai cặp 80.000. Kìa chốt đồ đi. 80 cho Phan Thị Thân. Chốt đồ đi. Đây. Hai cái này 60.000, bán mấy chị 50 đi, mã 50. Bán rẻ luôn. Bề ngang 16 phân. Cao. Cái này nè. Trả lời khách nhé. Phan Thị Thân. 50, mã 50, hai cái này đựng hai trái bưởi đẹp mấy chị. 80 cao Phan Thị Thân nè. Không chạy luôn, dưa hấu gì nữa. Không chạy luôn. 50 đâu. Cặp cá thì bán rẻ cho mấy chị có chân nè. Mã 80. Bề ngang tới 21.5. Cứ coi chấm chấm là vui rồi. Chiều cao là 5. Đúng rồi đó, coi chấm chấm là vui rồi. Cá nè mấy chị, cá loại đẹp luôn. Cá loại biển sâu nha. 80.000 mã 80. Cái này làm như vậy. Rồi bữa một đổ rồi. Trời ơi cái tô quá dễ thương. Bề ngang 16 phân, cao 6 phân. 40.000 mã 40 cái tô. Cái tô đẹp. Mã 41 luôn, để bán rẻ luôn. 19 phân mã 41 luôn. Trời ơi dễ thương dữ vậy. Sao cặp này dễ thương dữ vậy. Đúng rồi, lai mệt cũng có cô Vũ là ok đó cô ơi. Cặp này em bán cho mấy chị mình 120, quá đẹp rồi. Tôi 40 cho kim pha vỏ nè. Cặp này 120 nha, mã 120. Một chuyện đầy đủ, mã đẹp nè mấy chị. Tôi 40 đâu mà. 40 dư, ở dư nè. 40, 41 là gì? 41 con kim pha vỏ luôn, hai cái 80 nè. Bề dài 23 phân, một bên 21 phân mấy chị. Cặp này 120, cặp này quá đẹp. Rồi coi, con kim pha vỏ hai cái luôn. 4 cái này 80.000, mã 80. 4 cái hình nha, 80.000. Cà rốt nè, cải nè, ấm ăn nè. 80.000. Bộ này 80.000. Chào chị Phân Bùi nha. 120 cho chào My. 120 cặp đẹp nè. 2 cặp tô. 2 cặp tô mini, bề ngang chỉ có 14 thôi. Rồi bán này hết này cho mấy chị mình 60.000 luôn, mã 60 bán rẻ nha. Mã 60. Ba cái dĩa hoa này 90.000, viền sô-cô-la luôn, cái này chung với bộ bột ự nè mà cái bự bể rồi. Còn sót là ba cái. Bề ngang 15 phân, ba cái cảnh này bông này 90.000. Mã 90. Cái này dễ thương cái gì. 50.000. Cái này bằng 90 cho mây trắng ba. Đá nè mấy chị nó đẹp nè. 50.000 mã 50. Bề ngang 19.5, 50.000. Đang mây trắng ba. Nè. 90. An mi sao. Quá dễ thương. 40.000 mã 40. 19 phân luôn. 50 trang bịch. 50 đây. 40 đây.
Cái này mã 51, bề ngang 22 phân mà nó đẹp mấy chị. Cái này nó đẹp dữ dằn luôn. Chen vực. Mã 52. Sốt đại đại lên đi chị. Mã 52. Con vịt, con mèo này còn nha mấy chị, 40 ngàn con còn nha. 19 ngang 13. 40 ngàn còn nha mấy chị. Cái xanh đó chị. Đó, đó ngay hai tô mica ngay vô ngay đầu vỗ đó, trong đó. Đó, ngay đầu vỗ đó. Rồi cái tay phải ngay xuống, ngoài qua là. Ờ, dưới luôn nguyên chồng luôn. Rồi một cái tô xịn sò, hình là hình có cái này cầm nè, hình giống như cái hồ lô với mấy chị ơi, nó đẹp nè. Cái này đẹp lắm nha, cái này bán cho cả nhà mình 50 ngàn thôi, bề ngang 15 phân, 15 hết luôn. Bình trà, cao là 5, có bình trà luôn, 50 ngàn. Bây giờ cái trái gì á, đẹp quá, mã 50. Hạnh tôm, Nhi Nguyễn sao? Ba cái ngũ sắc. Về mấy chị trồng cây đi hay là ăn nước chấm cũng đẹp luôn này nè. Ngũ sắc nha. Thôi bán đại đi 60 ngàn. Có chị Lương Lan Anh ơi. Mã 60 cái này đi, bán rẻ này đi 60 ngàn thôi. Mã 60. Cặp hoa này, hoa cúc này bán cho mấy chị 80 ngàn. Mã 80. Quá dễ thương luôn mấy chị, hoa cúc 80 ngàn. Nó nặng lắm, bề ngang 14 phân, hai cái mà cao 12 phân nè. Nó đẹp nè mấy chị, 80 ngàn. Chiều cao 8 phân là 16, 80 ngàn. Cái tô 50 ngàn. Cái tô 50 ngàn. 50 nha, qua trong qua ngoài quá dễ thương, mã 50. Cặp này bán cho cả nhà mình 60 ngàn. Mã 60. Hai cái tô, cái tính hình, cái tròn. 50 cho mây trắng bay. Đây, hai cái 60 ngàn. Hai cái chén đẹp lạ 40 ngàn. Đâu? 50 nè. 50. 60 là này. 60 cho Phan Thị Gia Thân. Cái này 40. 40 Đây 40. Đâu? 40 Phượng Trần. Rồi bán cặp này cho mấy chị 60 luôn, bán rẻ luôn mã 60. Rồi chứ con. Rồi đúng được không? Đấy hả? 40 nè, ông ta bán mất thiệt. Bán này đi. Chị 40 rồi đó. 60 chốt chưa? 60 nha mấy chị, mã 60. Chén tròn lẻ bên em hết rồi, còn chén tròn chục không à. Chục 300 giống nãy vậy á, Phan Thị Thân ơi. Nếu chén em còn chén chục 300 không à chị, 300, 400, 200 mấy đầy đủ á, chén chục. Cặp này với cặp này đi bán chung đi 80 ngàn. Cái này ba chân nha, cái này đẹp dữ lắm luôn nè. Cái chị coi cái men đó nè, 4 cái chén 80 ngàn, mã 80. Bộ này đẹp nè, đấu cà. Cái dĩa 30 ngàn, mã 30. Cái này bằng cái gì đẹp quá. 80 cho cô Trà My. Bề ngang 19 phân 30 ngàn. Đâu cái này phải không? 30. Cô Phượng Trần sao?
Chị Trà My bữa hổm chị có một bộ giống gì nè chị Trà My. Cô Phượng Trần sao cô ơi? Rồi bộ này 100.000 bán 80, mã 81. Mã 81 nha. Rất là dễ thương luôn. Mã 81. Rất là dễ thương. Mã 81. Cho em xem chén bộ size đo to. Khoan lên hết cái này đi con. Mã 30 cái tô đá đẹp. Bề ngang 19 phân 30.000 nè mấy chị. Mã 30. Sáu mốt là gì? Tám mốt là gì? Cái này đi cô Trà My. Đúng rồi đó, đang kêu chị. Nè, cái này là 150.000 nè mấy chị. Nó đẹp gì nè. Cái bông tuyệt vời luôn, nguyên chục nha. 350.000, xây bự luôn. Bề ngang là 12.5. Chiều cao là 6 luôn. 350.000, mã 3, 350.000. Mười cái 350.000. Rồi tới cái gì rồi? Cái bông cải mã 31. Chén bộ tròn có chén rất là tròn rồi đó. Đây nữa hả? Có được có 6 cái nè. Cái này 6 cái nè. 6 cái này bán mấy chị 180, mã 180 nó đẹp nè. 6 cái 180, mã 180. Chén Nhật như không là 31 là gì? 31 nè. Thành tôm 180 chốt, mây trắng bay 180 nè. Nè, chục chát đẹp vậy nè mấy chị. Chục 80 cây thiệt 6 nè, mây trắng bay. Bề ngang 11.5, gần 12 nha, tí xíu nó là 12. Là xe ăn cơm đó, cao 6, chục chén này 300.000, mã 300. Bông dây thiệt là đẹp. Bông lá. Mã 300 nha mấy chị. Nè, để dưới, mã 300. Hai cái dĩa với 4 cái tô bán chung luôn. Hết trơn vậy nè, bán rẻ cho cả nhà mình luôn. 4 cái tô này 3, 6, 6, 8. Thôi bán 100.000 thôi, mã 100 đi hết. Đóng này 100.000, vừa bán vừa tặng. 4 cái tô mini với 1 cái tô lớn với 1 cái dĩa này là tổng cộng 6 món 100. Dạ, hôm nay không có bán thả hoa nữa rồi cô ơi. Thả hoa là gì? Mây trắng bay. Thả hoa là cái gì vậy? Đi kia banana đó. À nhớ rồi. Con này hỏi vậy. Con một đêm. Dạ. Rồi 60.000 mấy chị. Bộ này 60.000 đi. Mã 60. Mã 60. 100 rồi chứ. Hộp chiếc lá 5 cái à 6 cái. Hai, ờ 5 cái à. Thêm cái đi, nhỏ mình đâu rồi. Dưới này 60. Nhi Nguyễn. Này 60 đúng rồi, đúng rồi. Nè mấy chị, 6 cái chiếc lá gì 150.000 hộp. Hộp 6 cái bán rẻ 150.000, một bên 11, một bên 12 phân. Mộc nha, mộc đẹp luôn. 6 cái chiếc lá một hộp vậy đó bán 150.000. Mã 1 50. 6 chiếc lá 150.000. Đúng rồi, 3 cái dĩa đẹp nè. Trời, 3 cái dĩa này thiếu thương lắm mấy chị. Quá trời dễ thương luôn. Xanh đỏ gì vàng xanh hồng. Rồi bán rẻ luôn. Cô toàn chốt cho người khác. Cái gì? Hôm nay không có Kim Cương nên mới hỏi. Là sao? Để em thôi. Có Kim Cương rồi chốt cho người khác. Chốt cho người khác không mà không có nhớ cho cô. Cô nói gì đó. Thôi không có đâu chị. Cháu nó có làm gì đâu. Cô giỡn á. À gì hả? 90.000 bộ này đi, mã 90. Thiệt là đẹp luôn nè. Ba màu 90.000. Mã 90, mã 90. Trời ơi. Nè mấy chị coi trong nó sọc gì nè nha, cái dĩa không phải là trơn nha. Nó sọc vậy đó. 90. À, nó sọc vậy đó. Cái nào cũng vậy trơn á.
bộ này 100 ngàn, bán mấy chị 80 ngàn. Cái nào em cũng sụt giá cho nó tặng cái đều hết trơn, ai em cũng tặng cho 100 ngàn bán 80 ngàn. Đẹp mà, đẹp giả mang luôn ngoài. Bánh nó không có ăn. Mã 80 nè. 80 chưa. Chốt mặt lá cho chị nhé. Ngọc đang coi nói chốt mặt lá cho chị 150. Dễ cuốn mà có chuyện luôn mấy chị nè. 2 3 4 món này bán rẻ luôn. Đây để coi cho mình cái mã 81, cái 20 ngàn thôi nè. Mã 81 80 này có ai chốt chưa? Chưa. Chưa, để em dưới đi. 81 chốt. 81 nè, 80 ngàn. Cho trang nè. Một cái ta bán cái này 30 ngàn đi mấy chị, chốt đại. Hết này luôn hả? Ờ. Bề ngang 22.5, 30 ngàn. Cái 90 chốt. 30 nha. Cái gì? 90 chốt. 90 là gì? Minh Nguyễn chốt 90 kìa. Chưa, 90 qua lâu rồi. Vậy hả? Ờ. Không biết 90 qua lâu rồi. Cái vuông đó không? Cái vuông đó 80. Cái vuông 80. Kêu ảnh nhắc đi. Bốn cái dĩa rẻ tay 120 luôn, bán rẻ nha. 40 là 160, bộ này mà nay bán 120. Cái nào cũng tặng mấy chị chứ. Khuya rồi, để nghe 20 phân. 120, mã 120. Chốt kìa. 120 trang nào. Quá dễ thương. Xanh lam luôn. Ngọc kiện đầy đủ luôn. Mày nha 24 phân. Rồi bán cái dĩa này 60 ngàn. Mã 60. Xanh lam đẹp nha. Xanh đậm luôn. 60 ngàn. Ngọc đen chút sao. 60. Hành tôm chút 60. Trời. Gà gà bấm vô. Cặp dĩa này 80 ngàn, mã 80, quá dễ thương mấy chị. Ông già Noel. Mà 60 bấm đi vô. 80 nha mấy chị nè, cặp dĩa 80 ngàn, quá trời đẹp. Mã 80. Lò 60 hạnh tôm chụp nhầm rồi. Này 80 nè. Có hình 60 vô. Chưa. Trang đào 120 phải không? Dạ. Chưa. 60 thì có hành tôm nè. Chưa bấm. Cặp hoa hồng xịn sò luôn mấy chị. Trời ơi, viên cái này cũng đẹp nữa. Rồi bộ này bán 100 ngàn. 3 món 100 ngàn. Nó đẹp nè. 3 món 100 ngàn. Bề ngang 19.5, 3 món 100 ngàn. 80 để vuông. 80 giấy vuông nè. Cho con hoa Nguyễn. Hai cái bình đẹp nè mấy chị. Trời ơi, cặp bình xứng đáng luôn nha. Đẹp nè. Trong hộp luôn 80 ngàn, mã 80. Rồi ai lấy lên mã 80 cả nhà ơi. Cặp bình này là khỏi chê luôn á, nó đẹp á. Nè. 80 cho Phan Thị Nhân. Cọc đồng tiền 200 ngàn, mã 200. Tiền đô nha mấy chị, bỏ ống được luôn nha. Nè. Tiền đô 200. Cô Ngọc Đan sao? Cô Trà My sao luôn? 15.5. Ngang là 8. Đồng tiền 200, tiền đô, cọc đồng tiền đô 200. Tiền đô 200 nha. Hai dĩa đẹp 60 ngàn. Xanh lam mấy chị 60 ngàn. Chị ta 60 gang đi. Hai nãy hả? Ừ, nè nó đẹp. Hai ly là tới hai cái, lấy mất tiêu cái đó. Ba cái gì cộng thêm hai cái này đi, lấy 100 thôi.
hai cái này 40, nó là 130 mà bán bộ này 100 thôi. Cái này nó đẹp vô cùng mấy chị ơi. Đá nè. 60 em đi rồi nè. 100 nha, bộ này 100. Tặng hai cái dĩa dưới luôn. Má 100. Từ bên nhà bển qua tới giờ là không gặp rồi. Gặp cái gì? Cái gì hả? Ly nhỏ xíu à. Chắc sợ bán một là bán. Bộ dĩa đen 70.000 đi bán rẻ, bộ này đi 70.000. Mã 70 5 cái nha, 70.000. Cái gì? Trong này có số lượng không đấy? Bộ này bán chưa? Để đi bán rẻ bạc đó. Bộ này đẹp quá nè mấy chị. 250.000 màu xanh lam hết người luôn. Mộc xanh luôn. 250.000. Bề ngang 20 phân. 5 cái 250.000 bộ tô đẹp. 250.000. Rồi cái này có số lượng mấy chị. Một cái 20.000 luôn cho mấy chị nào qua nổi nè. Nó không có chuyện bán rẻ, cái 20.000. Một cái 20 có số lượng. Đâu, đi nào đâu. Chưa. Có một cái duy nhất luôn. Ừ, thì đó con nghĩ là vậy đó. Nát rồi đừng nói không. Không ai dòm tới. Xả bộ này rồi mình làm vỏ. Ừ, xả cái ba cái chung của mình làm vỏ. Mình làm vỏ. Để tôi đó lửa mà. 20.000 nha mấy chị, 20.000 số lượng. Ô cái dĩa quá dễ thương mà nó không có mộc, bán rẻ 30.000 hình nè mấy chị. Rồi có bên đây em chút. 30.000 dễ gì. Mã 30. Mã 30. Mã 30 có một cái một. Nó trắng màu đẹp lắm mấy chị, 30.000. Cảnh đẹp luôn mấy chị, về dựng gì chân là đẹp tuyệt vời luôn, một hộp bán đắt luôn. 23 phân. Hai bỏ luôn đi, để bằng bên luôn đi. Rồi mẹ nó vừa nhấp rồi đúng rồi. Cái duyên của nó đó. Rồi ai chứ. Cái ly 30.000 mấy chị, có nắp nha, mã 30. Cái dĩa này 40 luôn đi, mã 40. Bề ngang 23 phân, cái dĩa cảnh 40.000. Anh nghĩ này nhức đầu quá. Mai mình bán nữa mà. Hên, hên, nói với khách đi, máy bay khách đi. Bay khách nha. Chúc cả nhà hoan, chúc cho cả nhà ngủ ngon, cảm ơn hết tất cả mọi người nha. 40 chốt nha. 40 nè. Trang Đào, Nguyễn Ánh, sau ngày mai hẹn cả nhà mai lụm tiếp. Ngày mai lụm lúa tiếp. Cảm ơn hết mấy anh chị nha, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Rồi bấm cái gì? Để đi rồi nữa ai chốt mình lấy ra rồi tắt máy. Cảm ơn hết tất cả các anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mai live tiếp nha. Mai tiếp.